Nhưng, thiên bằng kế thừa chính là sự cao ngạo của côn bằng yêu tổ, cự côn thì là kế thừa sự tàn nhẫn, cho nên thiên bằng có thể thông qua chi nhánh huyết mạch kéo dài cho đến nay, mà cự côn là bởi vì hoành hành tại đại dương, nên bị dần dần gạt bỏ. Càng quan trọng hơn là, cho dù huyết mạch thiên bằng phản tổ, cảnh giới cực hạn cũng là thánh hoàng, mà nếu như cự côn phản tổ thì là chân chính thức tỉnh huyết mạch côn bằng, có tiềm lực thành tựu đến thần, cho nên yêu tộc tại hải vực cũng không nguyện ý thấy cự côn tồn tại, nếu phát hiện sẽ liền trực tiếp chân áp vây bắt, cho nên cũng sớm đã diệt tuyệt. Trong thế giới mới lại còn cất giấu huyết mạch cự côn. Đầu tiên là đằng xà, bây giờ lại là cự côn, bọn hắn thậm chí hoài nghi trong thế giới mới càng có bí mật kinh khủng hơn nữa. Cự côn nhấc lên biển động ngập trời, bổ nhào tới phía tổ nguyên sơn nơi này, mục tiêu trực chỉ hoàng tộc hải vực chiếm cứ nơi. Làm cự côn, không phụ danh tiếng của nó, chiều cao vậy mà đạt tới hơn 3 vạn mét, cái đầu khổng lồ như là chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể đụng vào bình chướng trên bầu trời. Ở phía sau lại còn có 3 con cự côn hơn 2 vạn mét đi theo, lại còn là cảnh giới thánh linh. Một vị thánh vương, 3 vị thánh linh. Tất cả cường tộc lại lần nữa hít vào từng ngụm khí lạnh, thật bị thực lực của cự côn làm cho kinh đến. Mà cự côn có thể biến đổi đến thánh vương, nhất định là đã đạt đến vấn đề thuần huyết, thậm chí là xuất hiện điềm báo phản tổ. Đằng xa, kim xí thiên bằng, đào ngột, cũng đều gào thét thật lớn, phát khởi tấn công mạnh với các hoàng tộc hoàng đạo chiếm cứ ở bên ngoài. Không cần lui, nghênh chiến. Kim vô song dẫn đầu phản kích, mang theo các hoàng tộc hoàng đạo của bất hủ thần sơn tái chiến với đào ngột. Lùi lại thì thua, thua tất vong, nghênh chiến. Lão Phật Tu Di Sơn phát ra Phật âm hùng hậu, Phật quang phổ chiếu, cũng mang theo đám tăng lữ lao thẳng đến thú triều đào ngột nơi đó. Mặc dù Kim Vô Song có thể chống đỡ được loại hung thú như đào ngột này, nhưng hơn 10 vị yêu chủ phía sau lại đều cực kỳ cường đại, bọn hắn nhất định phải phối hợp. Thái Sơ Đại Lục lần nữa chủ động phản kích, cũng kích thích cường tộc đại lục khác, nhao nhao nhấc lên chiến ý, nghênh chiến thú triều. Trong lúc nhất thời, xung quanh tổ nguyên sơn biến thành chiến trường kinh khủng, 10 vị thánh vương va chạm, hơn 80 vị thánh linh chém giết, cơ hồ muốn để mảnh không gian này sụp đổ, năng lượng kinh khủng chật ních đến khắp nơi, đè sập mặt đất, chấn động bình chướng, phạm vi mấy trăm dặm triệt để hoắc loạn. Nếu như ác chiến với quy mô này, thì cho dù là tại thiên khải chiến trường cũng cực ít bộc phát. Các cường tộc cấp bậc hoàng đạo còn có thể thích ứng, nhưng cường giả của hoàng tộc thì lại tiếp nhận áp lực thực lớn. Về phần đám tán tu tụ tập đến nơi đây xem náo nhiệt, thì sắp nứt cả tim gan, chỉ lo chạy trốn. Quá kinh khủng, quả thực là thế giới tận thế. Nhiếp Khuê Hùng, Ân Sát đứng trên tổ nguyên sơn, cảnh giác chiến trường hỗn loạn. Bạo động cuồng liệt, năng lượng mãnh liệt, giống như là biển động chồng chất lên che mất bầu trời, va chạm liên miên bất tuyệt đến dần phía bọn hắn, chấn động đến Nhiếp Linh Đại và các thánh linh đều sôi trào khí huyết. Cho dù là bọn hắn, sống nửa đời người đều không có thấy qua quy mô chiến tranh như thế này. Chúng ta cảnh giác thú triều, người lưu ý uy hiếp. Ân Sát hít một hơi thật sâu, nhắc nhở Nhiếp Khuê Hùng, cũng đang kích phát tà văn trụ, trấn áp cự ngạc. Nhiếp Linh Đại, Ân Nguyệt Minh, Ân Ly Hận đều nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị đón thú triều xâm nhập tới, nhưng năng lượng bạo động mãnh liệt cũng mang cho bọn hắn áp bách cực lớn, trái tim không bị khống chế mà điên cuồng nhảy lên. Quy mô hỗn chiến to lớn càng ngày càng nghiêm trọng, từ giữa trưa cho đến đêm khuya, chẳng những không có ý chấm dứt, ngược lại càng đánh càng điên cuồng hơn. Mặc dù cường giả của tất cả hoàng tộc hoàng đạo rất nhiều, nhưng biểu hiện của những hoàng tộc kia thật sự là quá kém cỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn sợ chết. Bọn hắn không giống với hoàng đạo, bồi dưỡng một thánh linh đã cực khó, toàn tộc cứ 5-3 kẻ như vậy, chết một người đều giống như là xẻo thịt lấy máu, cho nên bọn hắn càng là phòng ngự nhiều hơn, thậm chí đều chuẩn bị chạy trốn. Thú triều cũng không nóng nảy hung tàn, mấy bán thánh liền có thể ngăn chặn một thánh linh hoàng tộc. Xông về phía trước, tận lực tới gần tổ nguyên sơn. Rất có thể là Khương Phàm đang cố ý chờ đợi thú triều đột kích. Chúng ta tìm cơ hội phối hợp. Dương Biện thét lên ra lệnh cho đại vương xông về trước giết. Giống. Hống hống hống. Đại vương không còn sợ chết, nó phát ra tiếng gào thét hùng hậu, chiến khu mấy triệu tấn mãnh liệt đong đưa, khống chế lấy triều dâng cuồn cuộn xông ngang về phía trước. Bất Lão Tuyền trong thân thể nở rộ kim quang, như là đang sôi trào lên, tùy thời chuẩn bị dung hợp cùng toàn thân, kích phát uy lực huyền vũ. Trong địa tầng cách ngoài chiến trường tổ nguyên sơn 3.000 dặm,
Khương Phàm đang tiềm phục tại nơi này. Bế quan 8 ngày, cơ thể của hắn giống như là đỉnh lô, luyện hóa long tinh cùng long nguyên quý giá nhất của Tử Kim Cự Long, cũng đang phối hợp Sơn Hà Đại Táng, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng, Cảm Ngộ Thiên Địa Đại Táng. Ba đại táng tự nhiên lần lượt quy vị, quả nhiên như Khương Phàm mong muốn, đã xuất hiện giao hòa kỳ diệu. Hắn đang cảm ngộ, hắn đang thăng hoa, hắn cũng đang lắng đọng. Rốt cuộc, đêm ác chiến bộc phát tại Tổ Nguyên Sơn này, Khương Phàm đã hoàn thành huyết nhục, linh hồn biến đổi chiều sâu, bước lên cảnh giới Thánh Vương. Cảnh giới biến đổi, cũng dẫn phát 6 loại trưởng thành. Đầu tiên chính là thành công lắng đọng bản thân thứ 6, mang ý nghĩa Khương Phàm có thể đạt tới lắng đọng kinh người gấp 6 lần, không thua gì 6 Thánh Vương liên thủ tác chiến. Bộc phát như thế này chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã làm cho người ta phấn chấn, cũng làm cho Khương Phàm một lần nữa nhớ tới câu nói lúc trước của Đan Hoàng. Bát cấm Thánh Thiên Quyết, rốt cuộc là Thánh Thiên, hay là Thắng Thiên? Bộ di thể mai táng kia rốt cuộc là di cốt Thánh Linh, hay là di cốt Thần Tôn? Thứ hai chính là dung hợp toàn bộ xương sống kiếp trước, sau khi hấp thu các loại bảo cốt Thánh Vương, Huyết Nguyệt Ma Hoàng, Long Tinh Thánh Vương, sớm đã bắt đầu toàn diện thần hóa. Xương sống thần hóa, sẽ dần dần ảnh hưởng đến xương cốt toàn thân cường hóa, càng có thể cung cấp cơ sở vững chắc cho Niết Bàn Thuật, bảo đảm Khương Phàm ở trên chiến trường hoàn thành khôi phục càng nhanh càng mạnh. Cái thứ ba là gia tăng thủy tổ phân thân, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, thời điểm phân thân sinh ra cộng minh, lấy được đáp lại cũng càng mạnh. Trước đó chỉ là ngưng tụ hình thái, tương lai thì là tỉnh lại ý thức đã từng có, vượt qua thời gian và không gian để sinh ra liên hệ. Loại trưởng thành thứ tư thì là Niết Bàn Thuật thăng hoa. Đến vấn đề Thánh Vương, tốc độ Niết Bàn sẽ đạt đến trình độ Phượng Hoàng Thuần Huyết, cũng là bắt đầu làm chuẩn bị để đỉnh phong Thánh Vương thức tỉnh Đại Niết Bàn Thuật. Đại Niết Bàn Thuật mới là chỗ kinh khủng chân chính của Chu Tước. Không chỉ có thể tại thời khắc Niết Bàn cướp đoạt truyền thừa sát sinh của hắn, càng có thể sinh ra Niết Bàn tinh thạch, tăng lên thực lực cho Phượng Hoàng thần tộc. Loại trưởng thành thứ năm thì là Khương Phàm đã thức tỉnh truyền thừa mới, cũng là chí tôn truyền thừa sau cùng của Chu Tước, Vô Thượng Thiên Tôn Kiếm. Một kiếm này, là tượng trưng cho địa vị hoàng giả thần kiếm của Chu Tước tại chí tôn cầm tộc. Một kiếm này, là biểu tượng cho thần kiếm diệt thế với thần uy phần thiên diệt thế viêm chân chính. Loại trưởng thành thứ sáu, cũng là bộ phận phấn chấn nhất, Khương Phàm có thể rõ ràng phát giác được Liệp Thần Thương an tĩnh, không còn táo bạo như vậy nữa. Không còn là chống lại, mà là lơ lửng trên không tại năng lượng mãnh liệt trong khí hải. Khi ý thức Khương Phàm chạm tới Liệp Thần Thương còn ra hiện phản ứng vi diệu. Ý vị này có ngãi là tại thời khắc sinh tử, Khương Phàm có thể cưỡng ép triệu hoán Liệp Thần Thương. Cứ việc có khả năng trả giá đắt. Ngươi thành công. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Phàm dần dần bình tĩnh. Thánh Vương! Thánh Vương! Đây không thể nghi ngờ là cảnh giới nàng đã từng khát vọng nhất, đây cũng là cảnh giới của chủ nhân hoàng đạo, càng là cảnh giới có thể cho phép tồn tại đỉnh phong ở hạ giới. Từ khi Khương Phàm từ rời khỏi Bạch Hổ Quan đến bây giờ, vậy mà chỉ dùng 40 năm để bước lên Thánh Vương. Đây không phải kỳ tích lại là cái gì? Trong thiên hạ, có bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt cao ngạo có thể trăm năm đến Thánh Vương? Lại có mấy kẻ có thể trong 50 năm vấn đỉnh Thánh Vương? Thậm chí Đông Hoàng Như Ảnh còn hoảng hốt, nếu như không phải Khương Phàm xuất thân, lùm cỏ, mà là sinh ra tại thần tộc, thậm chí là đế tộc, thì sớm đã uy chấn thiên hạ, được hàng ngàn hàng vạn sinh linh kính ngưỡng, trở thành truyền kỳ chân chính. Nhưng nghĩ lại, bây giờ không phải là Khương Phàm không tạo nên truyền kỳ thuộc về hắn, rèn đúc thần tộc thuộc về hắn không cần bối cảnh, chính bản thân hắn đã là bối cảnh. Mặc dù nàng chưa từng nghĩ tới sẽ phụ thuộc vào nam tử. Nhưng có nam tử như vậy, chỉ sợ là tất cả nữ tử cũng đều tha thiết ước mơ. Ngay cả Đông Hoàng Như Yên cũng đều rung động, mặc dù nàng biết Khương Phàm sớm muộn cũng sẽ đến Thánh Vương, nhưng cho đến khi thật sự tận mắt nhìn thấy cảnh này, vẫn rất xúc động. Ý vị này Khương Phàm đã chân chính dùng thực lực chủ nhân hoàng đạo, cũng chân chính có được lực lượng khiêu chiến thiên hạ. Thánh Vương, đây rõ ràng đã là thần linh trong mắt người bình thường, lại cao hơn là Thánh Hoàng. Đây đã đến cấp bậc lão tổ tông. Ta bế quan mấy ngày. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn tinh khí, sinh mệnh lực thịnh vượng bành trướng, năng lượng đến từ xương sống không ngừng liên tục trùng kích xương cốt toàn thân, linh lực nguồn gốc từ khí hải càng là mãnh liệt như thủy triều, va chạm kinh mạch, cùng huyết dục hỏa chu tức tụ trên trán chiếu rọi lẫn nhau.
Đến đêm nay là vừa đúng 8 ngày, Như Yên mới từ Tổ Nguyên Sơn trở về, nơi đó đã đánh nhau. Không chỉ có 3 mảnh thú triều trước đó, còn có 4 con cự côn thế giới mới ẩn giấu từ đầu đến cuối, trong đó một con là Thánh Vương. Bạch Tai và Đại Tặc thì sao? Đại Tặc còn sống, Bạch Tai chịu chút tra tấn, tình huống tương đối nguy hiểm. Các cô vất vả rồi, sau khi mang ta đến Tổ Nguyên Sơn, các ngươi liền vào Thông Thiên Tháp đợi, chính ta cứu người. Giọng Khương Phàm bình tĩnh, nghe không ra gợn sóng, nhưng đôi mắt trong lúc đã tụ mãn sát ý. Đông Hoàng Như Ảnh không có kiên trì, Đông Hoàng Như Yên cũng không có náo loạn, các nàng biết đêm nay chỉ sợ là Khương Phàm muốn đại khai sát giới, cũng biết ở Tổ Nguyên Sơn nơi đó có người sẽ gặp họa. Trận chiến xung quanh Tổ Nguyên Sơn tiếp tục tăng lên, sau khi Kim Vô Song dung hợp kim thân, rốt cuộc cũng áp chế được Đào Một táo bạo, lại ngoài ý muốn phát hiện trên thân Đào Một lại xuất hiện một con côn trùng xấu xí. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt luôn có thể mang theo Đào Một tránh khỏi thế công, thậm chí có thể trợ giúp Đào Một di chuyển tức thời, nghịch tập đối với Kim Vô Song. Tình huống như vậy còn xuất hiện ở trên thân hai thánh vương là Kim Sí Thiên Bằng và Đằng Xà, để hai yêu thú lấy tốc độ xưng hùng này càng tăng uy hiếp rất lớn. Là hư không lân trùng. Thế giới mới còn có hư không lân trùng. Trên thân ba thánh vương, đều có hư không lân trùng thánh linh cảnh. Rất nhiều nhân vật cấp lão tổ hoàng đạo lần lượt nhận ra thân phận của con côn trùng quỷ dị này, thánh vương hung thú phối hợp thánh linh hư không, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Các thánh linh hoàng tộc đã bắt đầu sinh sợ hãi, cái mới thế giới này quả nhiên quỷ dị, ngay cả hư không lân trùng đều có, còn bồi dưỡng đến thánh linh cảnh. Bọn hắn không thể không hoài nghi trong hư không còn có càng nhiều vảy trùng đang ẩn núp. Một khi vảy trùng giáng lâm phạm vi lớn, toàn bộ chiến cuộc thế tất nghịch chuyển. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, trong cấm khu còn cất giấu yêu thú càng kinh khủng. Rất nhiều người không chỉ có bắt đầu sinh thoái ý rút lui còn bắt đầu cân nhắc có nên thoát khỏi thế giới mới hay không. Chúng ta nên nhúng tay không? Nhiếp Linh Đại hỏi thăm Nhiếp Khuê Hùng, nếu như hai người bọn họ liên thủ, hẳn là có thể bằng vào tốc độ cùng lực phá hoại của hỗn độn thiên lôi, thay đổi cục diện chiến trường. Chờ một chút, Nhiếp Khuê Hùng biết bọn hắn chỉ cần bài trừ một chỗ vòng chiến, liền có thể ảnh hưởng toàn cục, nhưng liền sợ Khương Phàm sẽ nhân cơ hội này tập kích. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo phối hợp với nhau thật sự là rối tinh rối mù, tiếp tục như vậy rất có thể sẽ đều tan tác, ta liền sợ đến lúc đó thú triều sẽ tiếp cận chúng ta. Nhiếp Linh Đại cau mày, cục diện trước mắt thật sự là quá tệ, để bọn hắn vốn đang ở quyền chủ động lại trở nên rất bị động. Nhưng cũng là không có cách, dù sao những hoàng tộc hoàng đạo này đều là đến từ các đại lục khác nhau, tương đương với thế giới hoàn toàn khác, ai sẽ ăn ý phối hợp. Liền xem như cùng một đại lục, cũng đều có ân oán của riêng phần mình, không thể nào thật sự hợp tác. Tựa như chuyện Khương Phàm vây bắt này, luôn luôn có mấy nhà đang cố gắng, còn lại chính là xem kịch. Thật ta, ngược lại ta lại cảm giác, các ngươi có thể ra tay can thiệp. Coi như Khương Phàm giết tới, chúng ta cũng có thể ứng phó. Ân Sát cũng có lo lắng như Nhiếp Linh Đại, nếu có thú triều tiếp cận bọn hắn liền thật nguy hiểm. Không được hoảng, ổn định. Đôi mắt Nhiếp Khuê Hùng hiện ra lôi quang quét đến chiến trường, đề phòng Khương Phàm tập kích. Mặc dù bọn họ có hai thánh vương ba thánh linh, đội hình cường hãn, nhưng Khương Phàm không phải thánh linh bình thường. Trong tay hắn còn nắm vạn kiếp liên tử, bọn hắn không thể không thận trọng. Ta hiểu băn khoăn của ngươi, nhưng cũng không cần quá coi Khương Phàm là. Ân Sát nói, bỗng nhiên nhíu mày. Ngươi thấy cái gì rồi? Nhiếp Khuê Hùng cùng Nhiếp Linh Đại lập tức đề phòng, cảnh giác cơn bão năng lượng mãnh liệt như thủy triều ở xung quanh, chẳng lẽ Khương Phàm tới? Không có gì, chỉ là cảm giác có loại, cảm giác không nói được. Ân Sát lắc đầu. Chẳng lẽ quá lâu không có nghỉ ngơi? Giống như có chút hoảng hốt. Ở bên ngoài hơn 300 dặm, Khương Phàm đã tới, hắn nhấc lên cuồn cuộn liệt diễm, vén lui mãnh thú cùng cường giả hỗn chiến xung quanh, triệu ra Thương Sinh Cung, hướng về phía Tổ Nguyên Sơn xa xa. Khương Phàm trang nghiêm túc mục, mở ra Thương Sinh tạo hóa, theo quốc vận cuồn cuộn cùng ý nguyện dân chúng mênh mông tràn ngập, theo tạo hóa diễn biến vạn vật tự nhiên chảy xuôi, hắn lại có một loại khí thế như thần thánh. Như là thánh tử đại biểu dân chúng, lại như thần linh đánh gảy tạo hóa. Bởi vì thụ thiên địa đại táng đang kịch liệt kích thích, lĩnh ngộ của Khương Phàm đối với Thương Sinh tạo hóa đã đạt đến vấn đề hoàn toàn mới. Bởi vì cảnh giới đã tăng lên,
Khương Phàm có khả năng dẫn dắt và khống chế quốc vận cùng tạo hóa năng lượng đến vấn đề cao hơn. Ông, Thương Sinh Cung kịch liệt run rẩy, tỏa ra ánh sáng chiếu xa vạn trượng, từng luồng gợn sóng mạnh mẽ hội tụ lại hình thành trường tiễn chói mắt trên Thương Sinh Cung. Cuồng phong nổi lên, dân chúng hò hét. Thời không đảo loạn, tạo hóa cuồn cuộn. Ý niệm dân chúng, khí tức tạo hóa vô tận, như hàng vạn con sông chảy xiết, như vạn đạo quy tông, tràn ngập đất trời tụ tập đến nơi đây. Các cường giả bị liệt diễm vén lui ở xung quanh nhau nhau chú ý tới, muốn nhìn rõ ràng là ai tập kích bọn hắn, nhưng lại là nhìn thấy mê vụ cuồn cuộn bao phủ trời đất, bên trong tràn ngập mê quang vô tận, như có hàng tỷ quốc dân đang quỳ lạy thần triều, có tỷ dân chúng đang lễ bái thần linh, lại như là tự nhiên lưu truyền, vạn vật sinh sôi, trong lúc hoảng hốt, giống như thấy được hình ảnh thu nhỏ của thế giới. Mà ở sâu trong mê vụ như có thần linh giáng lâm, tiếp nhận lời cầu nguyện của dân chúng, đánh gãy tạo hóa tự nhiên. Khương Phàm hoàn toàn có thể bằng vào ý thức, trực tiếp ngưng tụ sát sinh tiễn. Nhưng thi triển thông qua Thương Sinh Cung thì có thể kích phát chúc phúc thạch tụ tập càng nhiều lời cầu nguyện của dân chúng, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Lại có thêm quốc vận tiền triều hội tụ, uy lực lại lần nữa được tăng cường. Cùng lúc đó, ân sát ở Tổ Nguyên Sơn nơi đó vừa nói xong không có chuyện gì, ý thức lại lần nữa hoảng hốt, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn mấy phần. Giống như đột nhiên đặt mình vào không gian mê loạn vô tận, tràn ngập đất trời tất cả đều là hư ảnh chúng sinh, hình dáng vạn vật tự nhiên, không gian mênh mông tất cả đều là thiên âm thẩm phán. Coi chừng! Ân sát bỗng nhiên bừng tỉnh, nghiêm nghị quát lớn, mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định mình đã gặp được phiền toái. Hắn lập tức khống chế cấm nguyên tà văn trụ, muốn giao hòa cùng Tổ Nguyên Sơn, hình thành bình chướng bảo vệ. Ngay tại thời khắc này, Khương Phàm toàn lực khống chế sát sinh tiễn lập tức nổ bắn ra, một tiếng oanh minh long trời lở đất, chấn động chiến trường mênh mông, để cường tộc các phương hồi hộp, tiếng oanh minh phá hư không thành từng mảnh nhỏ. Sát sinh tiễn thoát khung, mênh mông uy thế giống như là biển động mãnh liệt, cuồn cuộn phóng thích, không nhìn đến thời gian, vặn vẹo cả quy tắc đất trời, gánh chịu lời thẩm phán của chúng sinh, tự nhiên luân chuyển, vượt qua 300 dặm dãy núi, đâm xuyên qua chiến trường hỗn loạn. Lao thẳng đến ân sát bên trên Tổ Nguyên Sơn. Cho dù là đang trên chiến trường bạo loạn oanh động, cho dù là đang trong dãy núi với đầy tiếng kêu giết hét lớn giận dữ muốn vỡ vụn cả trời đất, nhưng tất cả vẫn cực kỳ rõ ràng. Đó là cái gì? Bọn người Nhiếp Khuê Hùng giật mình trước cường quang kinh thế đột nhiên bộc phát từ nơi xa, trình độ hào quang rực rỡ có thể so với mặt trời, vượt xa đa số năng lượng quang huy trên chiến trường hỗn loạn. Chẳng lẽ Khương Phàm tới? Bọn hắn không rõ tình huống, nhưng vẫn nhấc lên hỗn độn lôi chiều, uy lực và năng lượng dữ dằn chấn động cả trời đất, cường quang vô tận tranh nhau phát sáng như mặt trời. Nhưng, sát sinh tiễn không phải năng lượng tự nhiên, phản ứng của bọn hắn càng là chậm mấy phần. Ân sát còn đang lo lắng thôi động pháp trận, sát sinh tiễn đã lao tới đối diện, mang theo chúng sinh thẩm phán, tự nhiên luân chuyển, trong nháy mắt đâm xuyên đầu của hắn, đại biểu cho dân chúng, đại biểu cho tự nhiên. Xóa đi vết tích sinh tồn của hắn. Ân sát như bị sét đánh, cơ thể tháo chạy mấy bước, con người thâm thúy từ từ tan rã, mênh mông sinh cơ im ắng yên lặng, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tư duy liền ngừng vận chuyển lại, ý thức lâm vào hắc ám. Cơ thể thẳng tắp đẩy kim sơn đổ ngọc trụ của hắn ầm vang ngã xuống. Lão tổ, lão tổ! Ân Nguyệt Minh cùng Ân Ly Hận nhìn lão tổ không có động tĩnh, có chút hoảng hốt, hét lên đầy thê lương. Chết rồi. Nhiếp Khuê Hùng và Nhiếp Linh Đại bỗng nhiên quay người, khó có thể tin được mà nhìn ân sát không có sinh tức nằm ở nơi đó. Một tiễn bắn chết. Không phải hắn đã ngăn cản sao? Hắn không phải Thánh Vương sao? Một tiễn bắn chết Thánh Vương. Là ai làm? Khương Phàm sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhiếp Linh Đại nghẹn ngào gào lên, một màn này thật sự là kích thích quá lớn. Là ai? Cút ra đây. Là ai? Nhiếp Khuê Hùng hét lớn đến rung trời, lội uy cuồn cuộn, cả ngọn Tổ Nguyên Sơn đều bị chấn động. Các cường tộc đang điên cuồng hỗn chiến, đang điên cuồng gầm thét ở bên ngoài đều không có ai để ý tới, ngao ngao cái rắm, chúng ta liều sống liều chết đánh đến chật vật, các ngươi từ đầu đến cuối đều đang nhìn, còn không biết xấu hổ mà hét cái gì. Gọi đại gia ngươi, đi ra, là ai đánh lén, cút ra đây cho ta. Ám sát lão tổ Thiên Hoang Thần Cung. Các người chán sống sao? Sau khi Ân Nguyệt Minh và Ân Ly Hận xác định ân sát đã chết, bọn hắn đều bi phẫn gầm thét.
Bọn hắn hoài nghi là Khương Phàm, nhưng không tin là Khương Phàm, Khương Phàm mạnh hơn đều khó có khả năng một kích bắn giết Thánh Vương. Khẳng định là có hoàng đạo thừa dịp loạn đánh lén. Lại hoặc là một yêu thú Thánh Vương nào đó trong thế giới mới phát ra một kích hủy diệt. Bọn hắn chỉ lo kinh hồn khẩn trương, nhưng không có chú ý tới, sau khi ân sát chết thảm, cấm nguyên tà văn trụ đã không có khống chế, cự ngạc bị chấn áp. Chậm rãi giật giật cái đuôi cá sấu của mình, dưới mi mắt đóng chặt, con mắt giá lạnh kia có chút chuyển động. Cùng ngày bị tập kích, đại tặc ý thức được không ổn nên đã liền lặng lẽ ẩn giấu huyết lân tới trong tầng đất, lúc này sớm đã ẩn núp đến phía dưới tổ nguyên sơn. Linh hồn mệt mỏi trong thân thể bạch tai nghe được tiếng kêu gọi ở bên ngoài, thoáng khôi phục chút ý thức, lặng yên không tiếng động sinh ra liên hệ cùng răng rồng ẩn núp dưới mặt đất. Răng rồng cứng cỏi sắc nhọn, chiếm cứ cốt khí mênh mông, vận sức chờ phát động. Xảy ra chuyện gì, kẻ nào chết? Là ân sát, vị thánh vương kia. Đại vương vẫn luôn chú ý tới tổ nguyên sơn, sau khi thấy cảnh này nó đã rất phấn chấn và càng kinh ngạc. Đó là sát sinh tiễn sao? Sốt cuộc Khương Phàm cũng đã đến. Nhưng, Khương Phàm bắn giết thánh vương. Khương Phàm đến rồi, hắn ở đâu? Dương Biện thoáng thở phào, rốt cuộc cũng vẫn tới. Chúng ta cần phối hợp không? Dương Hồng Liệt chấn kinh, một tiễn bắn chết thánh vương. Đây là vũ khí quỷ dị gì, chẳng lẽ Khương Phàm vận dụng liệp thần thương? Tùy thời chuẩn bị, Dương Biện vung lên chiến kích, chỉ đến tổ nguyên sơn. Ở bên ngoài 300 dặm, toàn thân Khương Phàm khuấy động cuồn cuộn liệt diễm, nhiệt độ cao để không gian vặn vẹo, cường quang chiếu phá hắc ám, chống cự lại chiến trường hỗn loạn xung quanh. Hắn không có vội vã xuất kích, mà là dùng đan dược, điều trị tinh khí thần đã hao hết. Trong đôi mắt lạnh lẽo giống như có hai con chu tước đang quay quanh, cường quang rạng rỡ, nhìn thấu năng lượng hỗn loạn trên chiến trường, tập trung vào Nhiếp Khuê Hùng. Trong lửa là ai? Ngươi tới làm gì? Thả một tiễn liền xong việc rồi. Mau tới hỗ trợ đi, mẫu thân nó, ngươi là đến xem náo nhiệt sao? Xung quanh chiến trường không ngừng truyền đến tiếng các cường giả hoàng tộc giận dữ mắng mỏ, vừa rồi mũi tên kia tỏa cường quang chói mắt, để bọn hắn mở mắt không ra. Còn tưởng rằng muốn bắn giết yêu thú, hóa giải nguy cơ cho bọn hắn phấn chấn đến mức đều muốn hoan hô. Kết quả, giống như không hiệu quả gì, xung quanh cũng không thấy con yêu thú nào chết rồi, người trong liệt diễm tựa như chết, nửa ngày đều không có động tĩnh. Người ở bên trong, ra tay đi chứ. Một cường giả uy mãnh sau khi đánh tàn yêu thú liền vung mạnh quyền mãnh kích mặt đất, đại địa lay động, vết nứt như mạng nhện cuồng dã lan tràn, xé rách đi qua phía liệt diễm. Bành! Liệt diễm đột nhiên cuồn cuộn, một bóng người phóng lên tận trời, bắn tới về phương xa. Uy, đi đâu vậy? Nơi này thì sao? Tên cường giả uy mãnh kia gầm thét lên, mẫu thân nó, đấy là thánh linh nhà ai? Thật sự là đến xem náo nhiệt sao? Toàn thân Khương Phàm quấn quanh liệt diễm, dương cánh cuồng kích, nhấc lên sóng nhiệt cuồng phong vô tận, chỗ đi qua ven đường, số lượng lớn cường giả cùng mãnh thú đều mất đi khống chế, kêu thảm cuốn về phía nơi xa. Khương Phàm dần dần thức tỉnh, bản thân, đang yên lặng, gia tăng gấp 6 lần, sôi trào nhiệt huyết, linh lực tuôn ra, xương cốt toàn thân đều truyền ra tiếng răng rắc giòn vang, như là không chịu nổi tầng tầng năng lượng tăng vọt, bất luận là nội tạng hay là huyết nhục hải cốt, đều tiếp nhận trùng kích to lớn, muốn bạo thể mà chết. Dù sao đây cũng là uy lực gia tăng Thánh Vương gấp 6 lần, dù là hài cốt Khương Phàm có cứng cỏi, có được thần lực từ xương cột sống giúp đỡ, cũng có chút không chống đỡ được. Nhưng, 6 lần gia tăng, giao phó cho Khương Phàm thực lực tuyệt đối thẳng tới đỉnh phong. 8 lần thánh thiên quyết, không hổ thắng thiên uy. Khương Phàm giống như muốn nổ tung, lại như là đang thiêu đốt, đau đớn thảm liệt nương theo lực lượng minh mông, để hắn như là tại giờ khắc này lâm vào bạo tẩu. Rầm rầm rầm, một thánh linh đang tích xúc năng lượng, chém giết bích ngọc long tượng, kết quả Khương Phàm lao tới, trong nháy mắt để hắn vỡ nát. Liệt diễm gào thét cuốn qua cũng để bích ngọc long tượng đang muốn trùng kích tung bay. Khương Phàm mạnh mẽ đâm tới, bạo kích 300 dặm, không gian ven đường liên miên vỡ nát, lộ ra hư không hắc ám. Ở ngay phía trước tổ nguyên sơn, Khương Phàm ngang nhiên phóng thích lăng thiên thuật, hai cánh chấn kích, liệt diễm bạo động, không gian sụp đổ, trật tự đứt gãy, cái gọi là lăng thiên thuật, mạnh hơn thiên hạ vạn cầm, ảo diệu thật sự là ở chỗ xông phá thiên địa giam cầm. Siêu thoát tại pháp tắc trói buộc. Lại tới. Nhiếp Khuê Hùng giật mình trước nguy hiểm,
quả quyết phóng thích hỗn độn tinh nguyên tiếp cận mảnh ánh sáng mãnh liệt kia, lôi chiều tuôn ra xung quanh hắn đều giống như được rót vào linh hồn, trong lúc bất chợt đã trở nên nóng nảy không gì sánh được, cuồn cuộn sôi trào, quét sạch trên trời dưới đất. Tổ Nguyên Sơn nhận hỗn độn lôi chiều trùng kích, lan tràn vết nứt, đá vụn bắn tung trời. Bọn người Nhiếp Linh Đại không thể không chật vật tháo chạy. Hai tay Nhiếp Khuê Hùng bỗng nhiên nắm lại, vô số lôi điện từ bốn phương tám hướng đều giống như bị hắn nắm lấy, hắn hét lên một tiếng, tất cả lôi chiều toàn diện bạo động, tuôn trào ra phía trước. Hắn phất tay một kích, bộc phát toàn diện, giống như chủ nhân lôi đình, pháp lệnh lôi đạo pháp tắc. Khương Phàm tăng tốc giết tới, vung mạnh quyền bạo kích, cánh tay phải kích phát móng vuốt chu tước, quấn quanh lấy chu tước yêu hỏa, giống như là chu tước yêu tổ chân chính quấn quanh ở trên cánh tay, giao phó cho hắn uy thế không gì sánh kịp. Chu tước, bác thiên thuật. Một tiếng ầm vang, đất trời rung chuyển, Tổ Nguyên Sơn gào thét, tiếng vang cùng cường quang trong nháy mắt cơ hồ đã ảnh hưởng đến nửa cái chiến trường, bất luận là yêu thú hay là nhân tộc, ma tộc, đều vô ý thức rụt cổ một cái, màng nhĩ oanh minh, đã mất đi thính giác. Nhiếp Khuê Hùng bị đánh tan, cánh tay đều đau đớn kịch liệt, đập ầm ầm đến bên trên Tổ Nguyên Sơn. Khương Phàm. Rốt cuộc Nhiếp Khuê Hùng cũng thấy rõ ràng người đến khi va chạm trong nháy mắt. Nhưng va chạm kịch liệt cùng cuồn cuộn liệt diễm để hắn có chút hoảng hốt, đây là thánh linh hay là thánh vương? Cái này chỉ sợ là thánh hoàng rồi. Cảm tạ quà tặng của Nhiếp gia, giúp ta bước lên thánh vương cảnh. Khương Phàm không có truy kích Nhiếp Khuê Hùng, ngược lại lao thẳng tới chỗ Ân Nguyệt Minh và Ân Ly Hận của Thiên Hoang Thần Cung. Khương Phàm, Ân Nguyệt Minh và Ân Ly Hận lập tức muốn thi triển bí thuật giam cầm năng lượng, nhưng liệt diễm mãnh liệt lao đến quá mạnh, hung uy chu tước tràn ngập đất trời càng làm cho bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Ầm ầm, Khương Phàm đánh rách tả tơi không gian, dương cánh bạo kích, trong chốc lát tốc độ đều muốn truy kích cả tốc độ ánh sáng, đối diện giết tới giữa Ân Nguyệt Minh cùng Ân Ly Hận, tốc độ vẫn không giảm, nhanh chóng lướt qua, Ân Nguyệt Minh cùng Ân Ly Hận thì bị Khương Phàm nâng móng vuốt một trái một phải giữ lại đầu, mang theo sông về bầu trời. Thiên Hoang Thần Cung, các ngươi tự tìm đường chết, thiên khải chiến trường, ta tất diệt thiên hoang hoàng thành. Bắc Thái lão tặc đều không cứu được các ngươi. Khương Phàm bay lên vạn mét, liệt diễm bạo động cuồn cuộn dán tới bình chướng trên khung trời, ngưng tụ ra hình dáng chu tước hoa lệ mà sáng chói, dương cánh đến trăm dặm, rọi khắp các dãy núi, quan sát chiến trường. Chiến trường bạo động kéo dài mấy trăm dặm rốt cuộc cũng nhận lấy trùng kích, hơi giảm bớt khí thế. Số lượng lớn ánh mắt tại thời khắc này đều rung động nhìn về phía bầu trời. Khương Phàm. Hắn thật sự đến rồi. A, Ân Nguyệt Minh cùng Ân Ly Hận bị bóp lấy đầu, đau đớn kêu thảm, bọn hắn điên cuồng thôi động thiên nguyên linh văn, hình thành vằn đen nguyền rủa đáng sợ, thuận theo móng vuốt Khương Phàm lan tràn đến toàn thân, muốn giam cầm năng lượng của Khương Phàm. Nhưng, vằn đen nguyền rủa mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kia lại bị yêu hỏa kinh khủng đốt thành cho bụi. Căn bản là không ảnh hưởng tới Khương Phàm chút nào. Chết đi. Khương Phàm bạo hống, hai tay phát lực, răng rắc giòn vang, máu thịt bay tán loạn, óc bắn tung tóe, dưới ánh mắt hồi hộp của vô số người, sống sờ sờ bóp nát đầu của hai người. Linh hồn Ân Nguyệt Minh cùng Ân Ly Hận gào hét thê lương, bị đau đớn cùng hoảng sợ kích thích thật sâu. Giờ khắc này bọn hắn đã nghĩ đến tự bạo. Nhưng, thông thiên tháp soạt giòn vang, vung ra từng sợi xiềng xích. Quấn chặt lấy hồn phách cùng cơ thể của bọn hắn, lôi vào không gian luyện ngục tầng thứ hai, cưỡng ép chân áp. Ngọa tào. Số lượng lớn cường giả nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi, hai vị thánh linh hoàng đạo bị Khương Phàm trực tiếp bóp nát rồi. Thánh vương, hắn đột phá. Kim Vô Song cau mày, lấy cảm giác của mình, nàng có thể rõ ràng đánh giá ra Khương Phàm là cưỡng ép tăng thực lực lên, lại còn là chân chính đột phá cảnh giới. Chỉ mấy ngày không gặp. Vậy mà hắn lại đột phá. Đột phá từ thánh linh cảnh đến thánh vương cảnh không thể nghi ngờ là mộng tưởng suốt đời của tất cả thánh linh, vậy mà hắn lại tùy tiện làm được. Khương Phàm. Nhiếp Linh Đại kinh sợ lui mấy bước, đụng phải ngoài miệng cự ngạc, nàng quay đầu nhìn lại, không để ý đến, đang muốn nhắc nhở Nhiếp Khuê Hùng rời khỏi trước, lại không nghĩ rằng đột nhiên xảy ra dị biến. Giống. Cự ngạc đột nhiên giãy giụa, phát ra tiếng gào thét hung ác trầm thấp. Nhiếp Linh Đại bị kinh sợ, chật vật nhào ra ngoài. Bởi vì cột sắt đánh xuyên đầu cùng toàn thân, long cốt cự ngạc không thể động đậy. Nhưng, mặt đất sụp đổ,
18 phiến long lân nhuốm máu phóng lên tận trời, huyết khí, long khí cuồn cuộn, cuồng dã phách chạm chấn áp cột sắt. Cột sắt mặc dù cường hãn, chấn áp được cự ngạc còn có liên quan cùng tổ nguyên sơn, nhưng không có chủ nhân khống chế, uy lực đã giảm đi nhiều. Theo huyết lân va chạm, cột sắt đều rung chuyển, vằn đen nguyền rủa trải rộng toàn thân cự ngạc liên miên vỡ vụn. Rời khỏi nơi này, Nhiếp Linh Đại lại không chần chờ, nàng phát động lôi chiều liền muốn thoát khỏi. Nhưng đúng vào lúc này, linh hồn bạch tai đã khống chế răng rồng phóng lên tận trời, long khí cùng long huyết giao hòa, hóa thành đầu rồng chân thực, nhào về phía Nhiếp Linh Đại đang hoảng hốt. Nhiếp Linh Đại kinh hồn phản kích, lôi chiều cuồn cuộn, phun trào uy lực hỗn độn diệt thế, trọng kích đầu rồng. Bởi vì bạch tai đã suy yếu, khống chế bất lợi, đầu rồng đã lập tức tán loạn, nhưng va chạm vẫn dẫn bạo lôi chiều, ép Nhiếp Linh Đại vừa bay lên liền rơi xuống mặt đất. Đúng vào lúc này, long cốt cự ngạc dung chuyển cột sắt cắm trên đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, một ngụm nuốt Nhiếp Linh Đại đang tháo chạy vào, răng nanh khép kín, máu tươi tràn ra. Liên tiếp xuất hiện kịch biến để chiến trường liên miên yên tĩnh lại, mang đến hình ảnh đánh vào thị giác không có gì sánh kịp, linh hồn kịch liệt rung động. Điện chủ tiền nhiệm của Cửu Cực Thần Điện, Nhiếp Khuê Hùng đều không chống đỡ được, toàn thân giống như là ngâm mình ở trong hàn đàm, ớn lạnh mà run lên. Khương Phàm bay lên lao xuống, đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng. Không nói nhảm, ý thức lập tức cùng tinh thần, Sơn Hà, không gian sinh ra cộng minh, hắn muốn từ hư vô đến không gian lại đến Sơn Hà, triệt để táng diệt mảnh không gian này. Nhiếp Khuê Hùng bừng tỉnh, triệt để bạo phát uy lực Thánh Vương. Toàn thân là hàng vạn tia lôi quang, kịch liệt rung động phóng xuất ra lôi chiều, trải rộng ra mấy trăm dặm, bạo động trời cao, trong lôi chiều cuồn cuộn diễn biến ra một mảnh thế giới lôi điện. Từng tòa sơn lĩnh, từng mảnh hà chiều, thậm chí từng viên tinh thần, đều hiển hiện ở xung quanh hắn. Lôi chiều bạo động, khí tức hỗn độn mông lung, tại thời khắc này đã tạo thành bức tranh tuyệt thế thần bí mà càng kinh khủng. Hỗn độn thiên lôi, hủy trời diệt đất. Khương Phàm, Nhiếp Cảnh Thiên của tộc ta đâu? Nhiếp Khuê Hùng gầm thét, nhấc lên sóng chiều nghênh kích Khương Phàm đang từ trên trời giáng xuống. Chết, chết, ngươi, chôn cùng đi. Khương Phàm đã tới trong chớp mắt, móng vuốt tỏa kim quang sáng chói được bao quanh bởi một vòng xoáy quỷ dị, những nơi đi qua, đại đạo đứt gãy, pháp tắc mất khống chế, Khương Phàm đánh xuyên lôi chiều cuồng bạo, xé mở hỗn độn lôi giới, thẳng đến Nhiếp Khuê Hùng. Ầm ầm, tinh không sụp đổ, không gian vỡ vụn, sơn hà táng diệt. Một kích được đánh ra, pháp tắc luân hãm, vạn vật bị chôn vùi. Nhiếp Khuê Hùng dùng toàn lực bộc phát một kích, ở trước mặt Khương Phàm đã lập tức biến mất như bụi mù, toàn thân hắn kịch liệt vặn vẹo, huyết nhục văng tung tóe tháo chạy đến bên trong bóng tối vô tận. Khương Phàm cố nén suy yếu, thoáng niết bàn qua, hóa thân thành chu tước dục hỏa đẫm máu, dương cánh hoành kích, đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng đang tháo chạy. Nhiếp Khuê Hùng đau đớn càng hồi hộp, đây là võ pháp gì? Khương Phàm đã cường hãn đến trình độ biến thái này sao? Trước đó một kích săn giết ân sát, bây giờ một kích trọng thương hắn. Thánh Vương ở trước mặt hắn, đã không chịu được một kích như vậy sao? Ầm ầm, Khương Phàm dương cánh giết tới, cuồng bạo trùng kích Nhiếp Khuê Hùng. Nhiếp Khuê Hùng kích thích xiềng xích lôi điện kinh khủng, tất cả đều là hỗn độn tinh lôi biến thành. Mỗi một sợi đều giống như có hàng vạn tia lôi đình ngưng tụ thành, khủng bố tuyệt luân, tùy tiện một kích liền có thể mở ra cả trời đất. Nhưng, cơ thể trọng thương thực sự không gánh được thế công giống như mưa to gió lớn này của Khương Phàm. Chỉ sau mấy chục hiệp ngắn ngủi, Nhiếp Khuê Hùng đã vỡ vụn hai tay, liên tục thua mà bay tứ tung. Khương Phàm sôi trào huyết mạch, uy lực chu tước hiện ra đến cực hạn, lệ khí như biển, sát ý ngập trời. Đây là chu tước bác thiên thuật. Đây là tuyệt thế bí thuật săn giết chư thiên, chém giết yêu ma. Đây là chiến kỹ cường đại mà Chu Tước dùng để chống lại Long tộc, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Tiếng Khương Phàm gáy to trong thâm không, đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng. Nhiếp Khuê Hùng lại vỡ vụn toàn thân, bè bét máu thịt, ngẩng đầu lên trời hét lớn, lấy máu tươi nuôi nấng hỗn độn thiên lôi, ầm ầm bạo hưởng, hư không đổ sụp, hỗn độn thiên lôi tái hiện uy thế khủng bố của vạn lôi thần tổ hoang cổ. Lôi chiều nhuốm máu như là diễn biến thành tuyệt thế hung thú, gào thét giữa hư không, rung chuyển vạn cổ. Nhưng, ầm ầm, Khương Phàm tới gần Thánh Hoàng Bác Thiên Thuật, tái hiện uy lực thật sự của Chu Tước, đánh tan xá mệnh nhất kích của Nhiếp Khuê Hùng. Nhiếp Khuê Hùng hoảng hốt, trong chớp mắt trong đầu đã hiện lên vô số suy nghĩ,
nhưng rõ ràng nhất chính là hối hận. Phốc phốc, Khương Phàm đánh xuyên lồng ngực Nhiếp Khuê Hùng, trọng thương linh hồn ở bên trong, sau đó vỗ cánh bạo kích, nhấc lên sóng nhiệt, cương khí, xô ra hư không hắc ám đang sụp đổ, lại xuất hiện ở trên chiến trường đang an tĩnh. Khương Phàm, linh hồn mệt mỏi của Nhiếp Khuê Hùng đột nhiên gào lên, muốn cuối cùng điều động hỗn độn tinh lôi trong khí hải, nhưng đáp lễ hắn lại là thông thiên tháp trên cổ áo Khương Phàm, xiềng xích u minh từ tầng thứ hai gào thét lao ra, đánh xuyên cơ thể của hắn, quấn chặt lấy linh hồn của hắn, dưới sự chú ý của toàn trường, trực tiếp liền bị kéo ra. Không gian tử nhân tại tầng thứ năm cuồn cuộn kịch liệt, sát sinh bút giống như là ánh sáng thẩm phán, chấn động cơ thể, tước đoạt sinh cơ của Nhiếp Khuê Hùng. Thánh Vương cao ngạo, cứ dưới tầng tầng chấn áp của Khương Phàm, bị rút linh hồn, sinh mệnh ra, tách hài cốt ra, toàn bộ kéo vào thông thiên tháp. Kẻ đó là, Nhiếp Khuê Hùng sao, hắn chết sao? Nhiếp Khuê Hùng là điện chủ tiền nhiệm của Cửu Cực Thần Điện, cứ thế mà chết đi. Khương Phàm giết qua miếu chủ đương đại của Thái Cổ Thần Miếu, hôm nay lại săn giết nhậm điện chủ tiền nhiệm của Thần Điện, trước đó còn giết Cự Long, bắt đầu từ lúc nào, Thánh Vương đều có thể liên tiếp chết như thế. Còn có lão tổ Thánh Vương, ân sát của Thiên Hoang Thần Cung, hắn gục ở chỗ này làm gì? Đã chết rồi sao? Hắn chết lúc nào? Ta có dự cảm, thế giới mới hao tổn Thánh Vương muốn vượt qua tổng số Thánh Vương hao tổn giữa mấy trăm năm ở Thiên Khải. Quần hùng hồi hộp, khó có thể tin được mà nhìn lên hình ảnh trên bầu trời. Phải biết trước khi Khương Phàm xuất hiện, cảnh giới Thánh Linh, Thánh Nhân cũng là cao cao tại thượng, không thể khiêu chiến. Thánh Linh chết trong trăm năm tử đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khu nào có Thánh Vương chết trận, tuyệt đối là sự kiện cực đoan vang dội, muốn gây nên quy mô rằng co cực lớn. Mà bây giờ, Thánh Vương chiến tử tại thế giới mới tổng cộng có 4 vị, mà tất cả còn đều là chết trên tay Khương Phàm. Thú triều đều nhiếp tại hung uy chu tước mà Khương Phàm hiện vào giờ phút này ra, lần lượt ngừng chinh chiến lại. Loại huyết mạch yêu tổ chân chính này đối với bất kỳ yêu thú gì mà nói đều có áp bách mãnh liệt, nhất là các loại mãnh cầm như kim xí thiên bằng. Khương Phàm đột phá. Huyền Quy đột nhiên bừng tỉnh, trách không được từ đầu đến cuối không có xuất hiện, thì ra giấu đi bế quan. Cảnh giới Thánh Vương, đây là cảnh giới muốn đột phá liền có thể đột phá sao? Khương Phàm, Thánh Vương. Dương Biện than thở, chênh lệch càng lúc càng lớn. Xem ra hắn thật sự phải bế quan tăng cảnh giới lên rồi. Khương Phàm không để ý đến ánh mắt kinh ngạc tại toàn trường, hắn rơi xuống bên trên tổ nguyên sơn, trước rút tà văn trụ trên người Bạch Tai ra, lại trợ giúp cự ngạc rút tà văn trụ càng mạnh ra. Ngươi đã tới, cái cây cột đáng chết này muốn giết ta. Cự ngạc giãy giụa cơ thể to béo, mệt mỏi dung hợp huyết lân hấp thu long khí, thanh trừ nguyền rủa mà tà trụ lưu lại. Vì để chấn áp cự ngạc là nó đây có thể hóa rồng bất cứ lúc nào, ân sát đã thật sự dày vò nó vào chỗ chết. Long huyết đã hao hết, sinh cơ bị hao tổn nghiêm trọng, long hồn suy yếu, hồn phách đều bị ăn mòn, long khí càng bị rút sạch sẽ. Đây là đối với, trứng rồng, vừa mới dung hợp, còn ở vào trong biến đổi của nó mà nói, không thể nghi ngờ là tạo thành tổn thương cực lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến biến đổi cùng trưởng thành phía sau. Tà trụ tương đương với luyện lô. Huyết khí long khí của ngươi đều luyện hóa thành năng lượng thuần túy, bây giờ nó không có chủ nhân, ngươi cứ việc hấp thu. Khương Phàm cau mày, sắc mặt âm trầm. Bây giờ cự ngạc đang tại thời khắc biến đổi mấu chốt, không hoàn toàn hóa thân thành thiên long, không coi là thành công thật sự, tà văn trụ đáng chết dày vò nó như thế, không biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng dạng gì. Nếu như đại tặc bởi vậy mà dừng bước tại Thánh Hoàng, hắn thật sự không thể không đổ Thiên Hoang Thần Cung. Không cần lo lắng cho ta, xem Bạch Tai trước một chút đi. Cự ngạc bực bội ảo não, nhưng chuyện đã xảy ra, chỉ có thể tận lực điều trị bổ cứu. Ta không sao, ta vẫn được. Bạch Tai suy yếu nói nhỏ. Hắn là linh văn loại hài cốt, không sợ chém đầu, sau khi tránh thoát chân áp đã một lần nữa tụ hợp lại. Nhưng nguyền rủa mà chân áp lưu lại, đối với thân thể cùng linh hồn hắn đã sinh ra tổn hại cực lớn, cũng để lại tai họa ngầm. Nếu như không xử lý tốt, hắn thật có khả năng rơi vào tình trạng nửa tàn, đời này đừng nghĩ đến việc khôi phục bình thường, càng đừng vọng tưởng tiến thêm một bước. Thật có lỗi, ngươi chịu khổ rồi. Hài cốt Thánh Vương của Ân Sát và Nhiếp Khuê Hùng, còn có khác hài cốt ba thánh linh, toàn bộ rút ra, dung hợp hấp thu. Chuyện bên ngoài không cần phải để ý đến, giao cho ta.
Khương Phàm đều thu Bạch Tai cùng Cự Ngạc vào Thông Thiên Tháp, cũng rời trên 100 viên quý giá đan dược đi, cho bọn hắn điều trị khôi phục. Sau khi kéo di thể hoàn chỉnh của Ân Sát vào tầng thứ 2 của Thông Thiên Tháp, hắn quay người đến chiến trường an tĩnh. Số lượng lớn cường tộc nhao nhao kinh sợ lui mấy bước, cau mày, khẩn trương ngắm nhìn thân ảnh thẳng tắp với liệt diễm vờn quanh ở bên trên tổ nguyên sơn kia. Cứ việc không nguyện ý toát ra sự sợ hãi, càng không nguyện ý thừa nhận bọn hắn e ngại cuồng đồ này, nhưng khi ánh mắt sáng tỏ kia của Khương Phàm đảo qua, sợ hãi lại giống như là độc tố không bị khống chế mà lan tràn trong thân thể mỗi người bọn họ. Yêu tộc thế giới mới, nhường cho ta một thánh vương. Khương Phàm diễn biến phần thiên chiến vực, hóa thành liệt diễm trọng đao nặng nề, chỉ về phía Kim Vô Song ở xa ngoài trăm dặm. Xin cứ tự nhiên. Vảy trùng không gian trên người Đào Một lập tức mang Đào Một đi, nhường Kim Vô Song lại. Đào Một mặc dù tà ác hung tàn, nhưng không có kiên trì đối với chuyện này. Dù sao nương môn nhi con người này quả thật là quá nhanh nhẹn dũng mãnh, lấy thực lực tới gần thánh hoàng của nó, vậy mà đều bị áp chế lại. Quần hùng bạo động, Khương Phàm lại muốn khiêu chiến Kim Vô Song. Thế nhưng nữ tử này là thiên kiêu bất bại của Thái Sơ Đại Lục, là thiên nữ được công nhận có thể thi trong vòng trăm năm bước lên cảnh giới thần linh, nàng đơn giản chính là một ấu thần. Nhưng Khương Phàm còn giống như thật có tư cách. Một người là thần tương lai, một người là thần hoàng chuyển thế, trận chiến này hẳn là sẽ rất đặc sắc. Một vị nam tử Thái Sơ Đại Lục đột nhiên cất giọng cao vút đề nghị. Khương Phàm càng ngày càng nguy hiểm, mọi người cùng nhau xông lên thôi. Đại vương nơi đó ngào âm thanh hô to. Bọn ngu xuẩn cùng tiến lên, người bình thường ổn định. Nam tử kia tức giận giữ chỉ đến nó. Người nói ai ngu xuẩn? Đại vương đáp lễ. Chính là nói người ngu xuẩn, nghe không hiểu tiếng người, đầu có thiếu hụt, lỗ tai còn không dùng được. Hoàng tộc các ngươi nuôi phế vật ngươi đây, hẳn là không ít hao tâm tổn trí nhỉ. Người ta khiêu chiến thánh vương, ngươi xen vào cái gì? Ngươi không cần mặt mũi, người ta không cần mặt mũi. Thứ thiểu năng trí tuệ. Nam tử tức giận gào thét. Khương Phàm bây giờ càng ngày càng nguy hiểm, có thể tùy tiện săn giết hai vị thánh vương, cũng không chỉ là đơn đấu liền có thể ngăn chặn. Bây giờ không phải là vấn đề mặt mũi, là nhất định phải mau chóng diệt trừ cái kẻ nguy hiểm này. Đại vương cười lạnh. Người đây là xem thường thiên kiêu bất bại của Thái Sơ sao? Đại vương bát, người đừng tìm gốc giả. Nam tử nhìn hằm hằm hai mắt, hướng về toàn trường hô to. Tất cả mọi người liên thủ thôi, đừng lại dung túng Khương Phàm, nếu không kẻ gặp nạn tiếp theo chính là chúng ta. Tỉnh lại đi, nếu như Khương Phàm không khiêu chiến Kim Vô Song, gia hỏa Thái Sơ Đại Lục ngươi đây sẽ đứng ra chào hỏi liên hợp. Ngươi nha, rõ ràng là đang lấy lòng Hoàng Kim Thiên Phủ. Nếu như Khương Phàm khiêu chiến Phật Môn, ngươi đã sớm vỗ tay bảo hay. Nếu như Khương Phàm khiêu chiến ma tộc, tất cả nhân tộc các ngươi đều muốn lui lại mấy bước, chủ động mở đường cho Khương Phàm. Cái quái gì, mẫu thân nó, thật ngây thơ, thời điểm lão nương ngươi sinh ngươi, liền ném ngươi đi, cuống rốn nuôi lớn rồi. Đại vương hơi có vẻ thô lỗ, nó liên tục gào thét, để khóe mắt nam tử kia không ngừng run rẩy, cũng làm cho quần hùng toàn trường trầm mặc tập thể. Ai cũng biết Khương Phàm nguy hiểm, bọn hắn lại không phải người ngu, nhưng liên hợp. Mở trò đùa cấp thế giới cái gì? Thời điểm trước đó khi Khương Phàm là thánh linh, bọn hắn cũng sẽ không liên hợp lại. Huống chi bây giờ đã là thánh vương. Khương Phàm không chỉ có nắm vạn kiếp liên tử trong tay, ép mắt tùy tiện có thể quét ngang một mảnh. Càng quan trọng hơn là giữa cường tộc các lục địa khác nhau đều rất lạ lẫm, thậm chí ở giữa hoàng đạo đều có ân oán, há có thể nói liên hợp liền liên hợp. Lại nói, Khương Phàm xác thực gặp nguy hiểm, nhưng đó là chuyện Thương Huyền phải xử lý, trước hết để cho Thương Huyền đau đầu, trước hết để cho Thương Huyền hy sinh. Cường tộc bọn hắn cách xa vạn dặm dựa vào cái gì mà phải nhảy ra ngoài liều mạng cùng Khương Phàm, mất mặt lại bỏ mệnh, đâu có hố sao? Thiếu thông minh sao? Ngại thánh linh bên mình rất nhiều sao? Trừ phi giống Hoàng Kim Thiên Phủ đã nổi lên xung đột cùng Khương Phàm như thế này, không thể không khai chiến. Không thấy ma tộc người ta từ đầu đến cuối đều rất an phận sao? Nhìn Khương Phàm mắng Phật Môn, giết nhân tộc, còn có so chuyện đây càng thoải mái không? Khương Phàm giết càng nhiều, bọn chúng càng hưng phấn, Khương Phàm giết đỏ cả mắt, mẫu thân nó, bọn chúng liền cao cái gì? Không thấy Phật Môn từ đầu đến cuối đều rất khắc chế sao? Bọn hắn là sợ nếu như ra tay, ma tộc sẽ nhào tới gặm bọn hắn.
không thấy hải vực đều rất tỉnh táo sao? Bọn hắn dựa vào cái gì giúp người của lục địa? Các cường tộc lục địa hận không thể giết Khương Phàm đâu rồi. Cho nên, nói chuyện chính là ngu xuẩn, cũng hiển nhiên rất ngu ngốc, bọn hắn cũng thành kẻ ngu xuẩn. Vị thống lĩnh thánh linh, kim hình đạo còn sót lại kia của Hoàng Kim Thiên Phủ đều không có để ý tới, xung quanh tất cả đều là yêu thú đang nhìn chằm chằm, hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời cường tộc đại lục khác, hải vực khác giúp bọn hắn vây bắt Khương Phàm. Lại nói, Kim Vô Song cao ngạo tự phụ, tuyệt đối sẽ không cho phép mình chiến đấu biến thành vây bắt. Kim Vô Song không chú ý tới trận cãi vả, Hoàng Kim ngưng tụ ở con ngươi, tập trung vào Khương Phàm, nàng lại cảm nhận được một loại áp lực xưa nay chưa từng thấy. Khương Phàm khẳng định là đã thật sự đột phá, không giống với cưỡng ép thúc thăng thực lực, đây là biến đổi, toàn diện thăng hoa, Khương Phàm so với trước đó cũng nhất định là đã mạnh hơn mấy lần. Khương Phàm đạp tan mặt đất, bay thẳng lên trời, hai tay cầm đao, ba loại thần viêm mãnh liệt lao ra. Kim Vô Song, lần trước không có đánh tận hứng, lần này chơi với cô thống khoái. Sáu bản thân toàn bộ thức tỉnh, tiếp tục trùng kích huyết nhục toàn thân, kịch liệt nổi lên gợn sóng, giống như là muốn nổ tung, nhưng khí thế phun trào quá mạnh, như là muốn trùng kích cảnh giới thánh hoàng. Ta chiến với ngươi một trận. Kim Vô Song nắm chặt Hoàng Kim chiến kích, bỗng nhiên hất lên, cũng kích phát kim thân và chân thân dung hợp chiều sâu. Cùng với tiếng oanh minh chấn thiên động địa, Hoàng Kim nở rộ ánh sáng, như là chiếu phá núi rừng, đánh xuyên trời đất, càng giống như là muốn hủy đi mảnh thế giới này, trùng kiến trật tự. Số lượng lớn cường giả hốt hoảng lui lại, rất nhiều thánh linh đều kêu thảm. Nam tử trước đó còn đang hiệu triệu ngay lúc cũng đều sắp nứt cả tim gan, chạy so với ai khác đều nhanh hơn. Quá dọa người, quá kinh khủng, chỉ là dư ba đều giống như có thể đánh chết niết bàn cảnh bát trọng thiên hắn đây. Bọn ngu xuẩn nhanh lên, người bình thường chạy mau. Đại vương một bên lui, nhưng vẫn không quên kích thích toàn trường, đáp lễ nam tử kia. Ầm ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn vần quanh cơ thể Khương Phàm, ngạnh kháng ánh sáng Hoàng Kim đáng sợ, ngang nhiên giết tới trước mặt Kim Vô Song. Thiên đao phách trảm, đi lên chính là một kích hủy diệt, ba loại thần viêm khuấy động ba động khủng bố, như là ba con cự thú muốn đánh giết ra ngoài, chiến uy kinh thế khuấy động đất trời. Keng! Hai người triển khai toàn bộ thực lực, cuồng bạo giết tới cùng một chỗ. Đều là phóng thích không giữ lại chút nào, đều là diễn dịch võ pháp đỉnh phong đến cực hạn. Kim quang sáng chói, chiếu phá núi rừng, liệt diễm tuôn ra, tràn ngập trời đất. Hai nguồn năng lượng oanh oanh liệt liệt, liên miên bất tuyệt, giống như là hai mảnh biển động va chạm trên bầu trời, đinh tai nhức óc, thánh uy vô biên. Hai người giống như là lôi đình tráng kiện. Ở bên trong năng lượng bạo động tiếp tục giao kích, đánh đến khó bỏ khó phân, đánh đến điên cuồng mà hung hãn. Bọn họ đều quá mạnh. Một người là thiên kiêu bất bại của Thái Sơ Đại Lục, một người lại là thần hoàng luân hồi, triệt để phóng thích tại lúc này, gần như hai vị thánh hoàng đang khai chiến. Lui lui lui, tiếp tục lui. Cao tầng các phương lo lắng la lên, nhanh chóng thanh lý ra kéo dài hơn 200 dặm, cả hai tay đều liên tục chống lên bình chướng, vững chắc đội ngũ của riêng mình. Các yêu chủ thú triều đều trao đổi ánh mắt, cũng không có lại tùy tiện hỗn chiến, sau khi nhao nhao lui lại khoảng hơn 100 dặm, cũng liền định thần quan sát chiến trường. Đại chiến kịch liệt, toàn thân Kim Vô Song phát sáng, giống như chiến binh Hoàng Kim, bất kỳ một kích nào cũng đều có thể phá nát đất trời. Mỗi đòn tấn công đều phát sáng, sắc bén như đao, mỗi một lần phát ra đều có thể rõ ràng cắt đứt hư không. Khương Phàm cũng phóng thích không giữ lại chút nào. Là cuồng chiến đẫm máu, càng là kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Thậm chí xung quanh hắn còn xuất hiện tinh hà sáng chói, đang chập trùng trong liệt diễm cuồn cuộn, tinh thần chuyển động, ù ù tiếng vang, phát ra uy lực và năng lượng cực lớn. Mặc dù nhìn khó phân biệt lẫn nhau, nhưng người bên ngoài chú ý rất nhanh đã phát hiện Kim Vô Song ứng phó có chút cố hết sức. Loại phán đoán này để rất nhiều cường giả Thái Sơ cảm thấy hồi hộp không cách nào nói rõ. Dù sao Kim Vô Song cũng là thần linh tương lai mà Thiên Phủ thần tộc cùng Thái Sơ đế tộc đều ký thác kỳ vọng, lại toàn lực bồi dưỡng. Mà tình huống nàng trưởng thành vẫn còn tương đối đặc thù, không phải kiều nữ lớn lên dưới sự bảo hộ, mà là chiến thần quanh năm chinh chiến thiên khải, thám hiểm bí cảnh, trực diện với sinh tử. Có thể nói Kim Vô Song là bề ngoài mà Thái Sơ đại lục toàn lực chế tạo, để chống lại các thiên kiêu tuyệt thế cùng đại lục khác. Đến thế giới mới làm sao lại tấp nập gặp khó.
Nếu như trước đó thua với Thiên Long là không có toàn lực ứng phó, vậy thì bây giờ là thế nào? Đây cũng không phải là trận chiến map bọn hắn muốn xem đến. Đâu chỉ có bọn hắn không hài lòng, chính Kim Vô Song càng là tự cảm thấy bất mãn, huyết dịch hoàng kim bành trướng thiêu đốt trong cơ thể, hoàn toàn là không để ý tiêu hao cùng hậu quả bộc phát, nàng nhất định phải đánh bại Khương Phàm, dù là cuối cùng chỉ là thế hòa không phân thắng bại. Oanh! Kim Vô Song cùng Khương Phàm cuồng dã đối kích, chiến kích bổ ngang hỏa đao, như thần kim va chạm kích, đinh tai nhức óc, nổ lên từng đường vân, xé mở thiên vũ. Gần như là đồng thời, linh văn của Kim Vô Song giống như là biến thành một kim nhân, phát động một quyền tới Khương Phàm, nắm đấm vàng ầm vang phóng đại, giống như là bảo luân màu vàng đang thiêu đốt, khuấy động uy thế cường đại phá diệt trời đất, thẳng đến Khương Phàm. Đây là phương thức đặc biệt diễn biến võ pháp của Hoàng Kim Thiên Văn, có thể trực tiếp đả kích linh văn mục tiêu, từ linh văn trùng kích đến kinh mạch, một chiêu phế bỏ kình địch, cực kỳ bá đạo. Khương Phàm gắt gao đè ép chiến kích, trong hai tròng mắt là cuồn cuộn liệt diễm, thần uy cuồn cuộn, phát ra hai mảnh cường quang, hóa thành chu tước, tia sáng nhấp nháy trên bầu trời, âm thanh chấn động cả cửu thiên. Nhận cảnh giới tăng lên cùng huyết mạch thức tỉnh ảnh hưởng mạnh mẽ, thần nhãn có thể bước tăng lên với số lượng lớn, giống như là hai hỏa kiếm sắc bén tuyệt thế, chảm phá thiên vũ. Ầm ầm. Đòn tấn công chí mạng diễn biến bộc phát mãnh liệt, giống như là một viên sao chổi sụp đổ ở trước mặt hai người, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đã che mất bọn hắn, cưỡng ép đẩy ra bên ngoài mấy chục dặm. Kim quang toàn thân Kim Vô Song như biển, mãnh liệt bạo động, cưỡng ép ngăn nàng tháo chạy lại, không có chút lùi bước nào, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Phàm. Khương Phàm phát động liệt diễm, cưỡng ép ổn định, nhưng không có vội vã tấn công, mà là kích phát huyết nhục thần hồn, theo liệt diễm tuôn ra, diễn biến ra một con liệt diễm chu tước. Đó chính là thủy tổ phân thân sao? Rất nhiều cường giả còn là lần đầu tiên tận mắt thấy thủy tổ phân thân thành hình, nghe nói là cùng chu tước từng trải qua sử thượng sinh ra cộng minh kỳ diệu, sau đó thông qua chân thân là hắn, mượn thể trọng sinh. Bí thuật truyền thừa to lớn không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Kim Vô Song cau mày, ý thức được không ổn. Một tên Khương Phàm đều đã đánh đến gian nan, lại thêm một kẻ nữa, còn đánh thế nào? Kim Vô Song không có e ngại, mà là dâng cao chiến ý như thủy triều. Trận chiến này, nàng tuyệt đối không thể lại thua. Ầm ầm. Đạo ngấn trên cơ thể Kim Vô Song lại lần nữa sinh ra cộng minh cùng Hoàng Kim Thiên Phủ, bên trong kim quang cuồn cuộn hiện ra hình dáng thiên phủ, cung điện thành đàn, bảo khí san sát. Số lượng lớn tộc nhân diễn võ luận bàn, phiêu miểu mà thần bí. Kim Vô Song hét lớn, toàn thân nứt ra, máu tươi phun ra đầy trời. Máu tươi màu vàng chia ra đến hàng vạn giọt, nở rộ kim quang, sán lạn như tinh thần, bọn chúng giống như trận bão đang vẩy hình ảnh mông lung ra xung quanh. Trong lúc nhất thời, cung điện, bảo khí, thậm chí là tộc nhân đều trở nên chân thực hơn, như là nghe được lời triệu hoán, cách hư không mênh mông mà gào thét. Khí thế quá kinh khủng, để cường tộc cùng mãnh thú tại toàn trường không ngừng kinh hãi. Giết! Kim Vô Song được thiên phủ vần quanh cùng bảo vệ, lao thẳng đến Khương Phàm. Chiến kích bổ ra ánh sáng sắc bén, vạch ra khoảng cách vạn mét. Khương Phàm xuất kích, hóa thân thành chu tước yêu thể, nghênh chiến Kim Vô Song. Liệt hỏa ngập trời, trải rộng ra bức tranh tuyệt thế, như là vạn cầm thần phục, đánh đâu thắng đó. Hai người lần nữa khó bỏ khó phân dây dưa đến cùng một chỗ. Chiến đến điên cuồng, cũng giết đến thảm liệt. Thủy tổ phân thân dương cánh thét dài, trải rộng ra quy nguyên trận mênh mông ở phía sau. Trong lúc nhất thời, bất luận là kim quang hay là liệt diễm, đều hội tụ về phía quy nguyên trận. Ngay cả núi cao trong vòng mấy trăm dặm đều đang phong hóa, rừng rậm đều đang khô héo, thậm chí năng lượng cơ thể của số lượng lớn cường giả và mãnh thú đều hứng chịu tới liên lụy vô hình. Như hàng vạn con sông đang kéo nhau hội tụ về pháp trận trên bầu trời. Quần hùng sợ hãi, bách thú chạy trốn, tràng diện lại một lần nữa hỗn loạn. Khi năng lượng quy nguyên trận đạt tới cực hạn, giống như là triệu hồi ra một vòng thượng cổ thiên dương, nhưng trong này không phải kim ô, mà là chu tước. Kim Vô Song đã nhận ra nguy cơ, quả quyết liền muốn đẩy lui Khương Phàm, nhưng Khương Phàm lại không màng sống chết, hoàn toàn không để ý hao tổn mà điên cuồng dây dưa. Gắt gao kéo nàng lại. Kim Hình Đạo và các cường giả Thái Sơ cũng bắt đầu khẩn trương, bọn họ xưa nay chưa từng có lo lắng vì thiên kiêu bất bại trong lòng mình. Hắn mạnh thật, đây là Thánh Vương sao?
Trong thanh âm của Mạc Giao, Bất Hủ Thần Sơn mang theo từng tia rung động. Hai Thổ Kỳ Lân thì đầy rẫy chấn kinh. Bên trong đồng mâu của Hỏa Kỳ Lân lại quơ qua từng tia cuồng nhiệt. Ầm ầm, Thủy Tổ phân thân dương cánh thét dài, âm thanh chấn động cả cửu thiên, tất cả năng lượng bên trong Quy Nguyên trận đều ép toàn bộ đến trong thân thể của nó. Thủy Tổ phân thân lao xuống, thi triển Lăng Thiên Thuật đến cực hạn, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, đại đạo đứt gãy, tốc độ mạnh hơn thiểm điện, cơ hồ trong chốc lát đã giết tới vòng chiến. Ý thức của Khương Phàm cùng Thủy Tổ phân thân tương thông, trước tiên là né tránh, để Kim Vô Song hoàn toàn bại lộ cho Thủy Tổ phân thân. Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Thủy Tổ phân thân điên cuồng ép năng lượng đến song chảo, hai cái móng vuốt tăng vọt cường quang, giống như là hai mặt trời, lấy Đạo Thiên Thuật chư thiên với uy lực xé rách hùng chủ, đánh về phía Kim Vô Song. Kim Vô Song hoàn toàn không có chỗ tránh né, nhưng nàng kinh mà chưa loạn, chiến hồn yên lặng bên trong chiến kích bị cưỡng ép tỉnh lại, tương thông cùng với ý thức của nàng, hình dáng thiên phủ ở xung quanh thì đều hội tụ đến cơ thể của nàng, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Xoẹt! Kim Vô Song nắm chặt chiến kích, cuồng bạo quét ngang, một kích này giống như là chảm phá vĩnh hằng, rạch ra khung trời, khuấy động uy thế cường hãn, ngang nhiên bổ về phía Thủy Tổ phân thân. Ầm ầm! Trận va chạm mãnh liệt đinh tai nhức óc, từng gợn sóng lan tràn đến trăm ngàn dặm trên bầu trời, ngay sau đó liệt diễm và kim quang giống như là biển động đang sôi trào, tuôn ra bốn phương tám hướng. Kim Vô Song cưỡng bức ngăn chặn Thủy Tổ phân thân lại, nhưng cơ thể nàng lại run rẩy, máu tràn qua vết thương, giống như là lưu tinh xẹt qua màn trời, mất khống chế rơi xuống. Kim Vô Song, cô có hài lòng? Khương Phàm lập tức xuất kích, phóng lên tận trời. Chu Tước Hoa Lệ Hoạch xuất ra vết tích quay quanh, diễn biến ra một thanh liệt diễm trường kiếm màu đỏ vàng. Đây không phải do phần thiên chiến vực biến thành, mà là truyền thừa Khương Phàm thức tỉnh cuối cùng, vô thượng thiên tôn kiếm. Một kiếm này, là tượng trưng cho địa vị hoàng giả thần kiếm của Chu Tước tại chí tôn cầm tộc. Thiên tôn kiếm vừa ra, tất cả vạn cầm thiên hạ đều thần phục, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Bất luận là Phượng Hoàng, Thiên Bằng, Loan Điểu, Khổng Tước, hay là Kim Kiêu, nếu như không phục, một kiếm chém chết. Một kiếm này, là biểu tượng cho thần uy thiên kiếm diệt thế của phần thiên diệt thế viêm chân chính. Thiên tôn kiếm vừa ra, trời đất đều đang gào thét, bất luận là không gian, là sinh mệnh, là năng lượng hay là các loại đại đạo, đều có thể một kiếm chém chết. Chu Tước cuộn trời bay lên không, vô thượng thiên tôn kiếm âm vang thành hình, cường quang vô tận, ba động khủng bố, để Kim Sĩ Thiên Bằng, Liệt Dương Điểu ở cách xa chiến trời đều sắp nứt cả tim gan, huyết mạch sợ hãi, không cách nào khống chế mà cúi đầu liếm cánh, muốn triều bái Hoàng Thiên. Số lượng lớn cường giả càng là cảm nhận được áp bách đến ngạt thở, cứ như đó là thiên kiếm tử thần chảm phá thiên địa, diệt sát chúng sinh. Không, các cường giả Thái Sơ Đại Lục La Thất Thanh, Lão Phật Thánh Vương đều nhịn không được mà muốn ra tay. Chạy mau, không cần kiên trì. Vị Thánh Linh, Kim hình đạo còn sót lại kia của Hoàng Kim Thiên Phủ lo lắng gào thét. Nhưng, khi Kim Vô Song cảm thấy uy hiếp đến tử vong, linh hồn hồi hộp, một nguồn năng lượng yên lặng trong cơ thể nàng, hoặc là phong ấn ở trong thân thể nàng đã thức tỉnh. Là Hoàng Kim Thần Tôn. Thông qua đạo ngấn đặc biệt của Hoàng Kim Thiên Phủ, Hoàng Kim Thần Tôn đã khắc xuống sinh mệnh đạo ngấn cho vị thần tương lai của Thiên Phủ này, sẽ ở thời khắc sinh tử cưỡng ép phát động. Ầm ầm. Đạo ngấn toàn thân Kim Vô Song bộc phát tiếng vang ù ù, như là một thiên thần thức tỉnh, thần uy vô tận tràn ngập đất trời, để quần sơn chấn động, toàn bộ sinh linh đều hồi hộp, sinh ra ý sợ hãi vô tận. Cơ thể của nàng như là bị thần tôn ở thiên khải phía xa khống chế, tại thời khắc sinh tử bay lên, nắm chặt chiến kích chấn tộc, đánh ra một kích hủy diệt đến Khương Phàm. Keng! Chiến kích bổ vào bên trên vô thượng thiên tôn kiếm, sóng âm chói tai khuấy động toàn trường. Ngay sau đó hiện ra hình ảnh giống như tai nạn, khung trời mênh mông trở thành vùng đất phá toái, vết nứt vô tận như lôi điện cuồng kích mười phương, ngay sau đó lại rầm rầm vỡ vụn, phạm vi trăm ngàn dặm đều giống như xuyên suốt cùng hư vô. Bên trong bóng tối vô tận, chỉ có con Chu Tước kia quay quanh sát kiếm cùng chiến kích mà Hoàng Kim Phủ chủ nắm chặt, vẫn còn đang bộc phát hào quang chói mắt, cơ hồ đều muốn chiếu thấu hư vô. Dưới đòn giao kích ngắn ngủi, đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố. Kim Vô Song kiêu ngạo ổn định, vô thượng thiên tôn kiếm lại phá toái, ngay cả Khương Phàm cũng đều lọt vào trùng kích, giống như nhận trọng kích mà rơi xuống. Nhưng, còn chưa có kết thúc, ngay sau đó Thủy Tổ phân thân đã giết tới.
Kim Vô Song thoáng hoảng hốt, muốn cưỡng ép khống chế cơ thể tái chiến, nhưng đạo ngấn thần tôn bị đánh thức lại không cho phép. Mục đích chủ yếu của loại đạo ngấn này chính là bảo hộ. Một khi bừng tỉnh, mang ý nghĩa uy hiếp đến sinh tử, sau khi thay nàng thanh lý uy hiếp, cưỡng ép di chuyển. Cứ như vậy, cơ thể Kim Vô Song lập tức phun trào một loại thần uy đặc biệt, cường quang cuồn cuộn, chiếu rọi khắp nơi, giống như là một vòng mặt trời sáng chói đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên biến mất, không còn bóng dáng. Khương Phàm khẽ nhíu mày, rời đi. Có thể không nhìn bình chướng của thế giới mới, biến mất trong nháy mắt. Yêu đồng ẩn nấp trong hư không đều kinh ngạc, bình chướng này rõ ràng đã mở ra, lại còn có thể nói đi thì đi. Kim Vô Song lại thua. Trước đó thua dưới tay Thiên Long, bây giờ lại thua dưới tay Khương Phàm, thanh danh bất bại của Kim Vô Song, hao tổn tại thế giới mới. Thần tương lai cuối cùng vẫn chơi không lại thần chuyển thế. Khương Phàm vừa mới đột phá đến Thánh Vương, thậm chí đã lập tức giết hai vị Thánh Vương, lại đánh bại Kim Vô Song. Ta giống như đã hiểu vì sao kiếp trước hắn có thể thống ngự Thương Huyền. Chu Tước, quả nhiên là có thể thật sự tranh bá cùng yêu tổ Cự Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Tất cả cường tộc âm thầm than thở, cái gọi là thiên kiêu bất bại, chỉ sợ muốn chuyển rời đến trên người Khương Phàm. Nhưng ngay thời khắc đặc thù kiềm chế an tĩnh lúc này, Cự Côn đột nhiên phát ra tiếng gào thét trầm muộn, cuốn lên biển động ngập trời, bổ nhào tới đám cường tộc. Đào Ngột, Kim Sí Thiên Bằng, Đằng Xà, cũng đều xuất lĩnh thú triều phát khởi tấn công. Rút lui, rút lui, rút lui, rút lui. Tất cả cường tộc sợ hãi bừng tỉnh, không có chút chiến ý nào để chém giết ra ngoài. Không có thiên nữ vô địch Kim Vô Song kia áp trận, lại có thêm cuồng đồ Khương Phàm là kẻ thù của thiên hạ này, bọn hắn thực sự không dám ở lại. Có cường giả đau lòng khi bọn hắn loạn hình năm bè bảy mảng, nhưng cũng không có cách nào khác. Ma tộc nơi đó càng là tàn bạo đến đáng giận, cố ý xua đuổi một số nhân tộc đến thú triều nơi đó. Khương Phàm thừa dịp loạn xông ra giết, mặc kệ là cường tộc hay là yêu thú, đều là mục tiêu đả kích của hắn, cơ hồ là chiếu cố đến tất cả thánh cảnh cùng bán thánh ở đây. Vì để siêu tập thánh huyết cùng toái cốt, làm chuẩn bị tân sinh cho đan hoàng. Thời điểm đang làm bộ tập kích hải thần đảo, hắn tranh thủ để lại 5 viên bích hải kim thiềm kết tinh cho Dương Biện, nhắc nhở bọn hắn mau rời khỏi. Hỗn chiến tiếp tục kéo dài đến giữa trưa ngày thứ hai, tất cả cường tộc rốt cuộc cũng giết ra được vòng vây, trốn vào trong rừng rậm. Lúc bắt đầu bọn hắn xác thực rất bị động, hoàn toàn là 5 bè 7 mảng, từng người tự chiến, nhưng khi giết tới cuối cùng, thương vong thảm liệt cùng dục vọng cầu sinh mạnh mẽ đã để bọn hắn vẫn liên hợp với nhau. Gian nan thoát khỏi vây bắt. Thú triều tổn thất nặng nề, cũng không có lại truy kích. Khương Phàm vẫn ở lại trong phế tích, tùy ý quét dọn chiến trường. Máu tươi toái cốt của hơn 100 thánh linh khác nhau, máu tươi toái cốt của mấy trăm bán thánh khác nhau, dùng để trù hoạch kiến lập huyết hà cốt xuyên thì thật không có gì thích hợp bằng. Cơ hội như vậy, liền xem như tại thiên khải chiến trường cũng đều rất khó gặp được. Cho ta một con cự côn, ta thay ngươi nuôi. Ngươi cứ yên tâm cho ta nuôi, nói không chừng ta có thể dưỡng cho ngươi thành côn bằng. Thiên hậu nhà ta là Ngự Thiên Linh Văn, sau khi yêu thú ký kết khế ước huyết mạch cùng với nàng sẽ có hy vọng kích phát ra tổ mạch. Khương Phàm chỉ vào cự côn khổng lồ bên trong hải triều cuồn cuộn nơi xa, hô to với hư không. Hư không bình tĩnh, không có trả lời. Số lượng lớn yêu thú toàn thân nhuốm máu đều quăng tới ánh mắt lạnh như băng. Khương Phàm yên lặng đợi một chút, tiếp tục nói. Người phải chết trong thế giới mới càng nhiều, huyền náo oanh động càng lớn, ta cho rằng đến cuối cùng, không chỉ là thánh hoàng, ngay cả thần linh đều sẽ giáng lâm, còn không chỉ là một kẻ. Nơi này sẽ nguy hiểm, cũng khẳng định là phải trả giá thật lớn. Nói không chừng yêu tộc nào đó cũng sẽ bị diệt tuyệt. Nếu như ngươi không để ý, mỗi một loại đều mang cho ta đi mấy cái. Khương Phàm nói xong lại đợi một lát, trong hư không vẫn không có đáp lại, lắc đầu, quay người rời khỏi nơi này. Mỗi dạng mấy loại, hắn thật không tham lam nhỉ. Giới chủ đứng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn Khương Phàm đang đi xa. Ngươi cho hắn mấy yêu thú niết bàn cảnh thì thế nào, đầy đất đều là yêu thú, nhiều mấy con cũng không nhiều, thiếu mấy con cũng không ít, ngươi không lỗ. Ha ha, ta không lỗ. Lời yêu đồng nói để giới chủ đều tức đến cười. Tên điên này càn quét đồ còn chưa đủ nhiều sao. Từng cây sống mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm. Nói nhổ liền nhỏ, từng viên linh vật hấp thu linh túy đất trời, nói lấy đi liền lấy đi,
cuối cùng còn muốn đánh chủ ý đến yêu thú, hắn xem nơi này như vườn thuốc nhà hắn rồi. Yêu đồng Trấn An nói. Hợp tác mà, hắn càng mạnh, đối với người càng có lợi. Giới chủ hừ lạnh. Chờ hắn mạnh lên trước rồi nói sau. Ở bên ngoài ngàn dặm, Mặc Dao của Bất Hủ Thần Sơn đang cưỡi hỏa kỳ lân chạy trốn. Mặc dù bọn hắn không có chết, nhưng đều bị trọng thương, vị nam tử cưỡi thổ kỳ lân kia còn lâm vào hôn mê. Bọn hắn không quan tâm mà phóng tới, có thể chạy được bao xa thì chạy trước bấy xa, nếu như bị thú triều đuổi bắt ngăn chặn, chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Chúng ta rời khỏi thế giới mới, đến con đường phía nam chờ đợi. Không cần kiên trì, mặc dù tất cả hoàng đạo đều rất mạnh, nhưng trừ phi thật sự liên thủ lại, nếu không rất khó chiếm được tiện nghi trong thế giới mới. Phụ nhân cưỡi thổ kỳ lân cao giọng la lên. Rời khỏi nơi này. Mặc Dao không có kiên trì, nếu như tất cả hoàng tộc hoàng đạo tiếp tục năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, kết quả sẽ chỉ là thảm hại hơn. Bây giờ có thể hiệu triệu, tập kết hoàng tộc hoàng đạo thống nhất hành động chỉ có thể là đế tộc. Tính toán thời gian, mặc kệ là Bắc Thái đế tộc, hay là Thái Sơ đế tộc, thậm chí Hắc Ma đế tộc, đều cũng nhanh đến thần dụ chi hải. Không biết đế tộc có phái thánh hoàng tới hay không. Nhưng chỉ cần đế tộc hiệu triệu, cường tộc các đại lục tất nhiên sẽ liên hợp lại. Cũng chỉ có các đại lục thống nhất hành động, mới có thể không sợ thú triều của thế giới mới, thậm chí có thể đổ sát thú triều, tìm kiếm bí mật bên trong cấm khu. Ầm ầm, một mảnh liệt diễm mạnh hơn bọn hắn, lướt qua từ không trung, nện ở trên núi cao trước mặt. Núi cao nguy nga lay động mãnh liệt, vết nứt như sợi đằng già lan tràn ra khắp nơi, xen kẽ cả ngọn núi. Bụi mù cuồn cuộn, đá vụn loạn tung tóe, một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đứng dậy tại đỉnh núi. Lời ta đã nói trước đó, không biết các vị có chăm chú cân nhắc qua hay không? Khương Phàm phất tay xua tan bụi mù, ngắm nhìn ba con kỳ lân liên tiếp dừng lại ở xa xa. Khương Phàm, ba con kỳ lân cảnh giác lùi lại mấy bước, sau khi tận mắt thấy Khương Phàm cường hãn, bọn chúng khó tránh khỏi sinh ra kiêng kỵ. Chúng ta có cân nhắc, cũng sẽ mang lời về Bất Hủ Thần Sơn. Mặc Dao không có điêu ngoa tùy hứng như thường ngày, mà là chủ động cho thấy thái độ. Đầu lâu hồng hoang tổ kỳ lân, thú nguyên, di cốt, đều đã bị chúng ta dùng. Tổ nguyên chí tôn cốt, cũng đã bị thiên hậu sớm dùng. Khương Phàm thả người nhảy xuống núi cao, rơi xuống trước mặt bọn họ. Không kỳ lạ. Mặc Dao đã biết Khương Phàm không thể nào một mực giữ lấy những bảo bối kia. Nếu như đổi thành hoàng đạo khác, thật có thể sẽ cung phụng, để làm bảo vật truyền thế, nhưng Khương Phàm lại có nhu cầu cấp bách về tài nguyên để tăng thực lực lên. Mở rộng đội ngũ, không thể nào để đó không dùng bất cứ tài nguyên gì. Hỏa kỳ lân và thổ kỳ lân mặc dù đã sớm nghĩ đến, nhưng khi nghe đến Khương Phàm nói như vậy, vẫn còn có chút tiếc nuối. Mặc dù ta không thể cung cấp bất cứ di vật gì của hồng hoang tổ kỳ lân, nhưng nếu như các ngươi trở về hiểu rõ bí mật linh văn của thiên hậu, liền sẽ biết nàng có năng lực kích phát khế ước tổ mạch yêu thú. Ta biết, kỳ lân cao ngạo tuyệt đối không khuất phục, càng không nguyện ý tiếp nhận khế ước, nhưng... Thiên hậu là tình huống đặc thù, đã có ngự thiên linh văn kích phát tổ mạch, lại dung hợp tổ nguyên chí tôn cốt của kỳ lân tộc. Nếu quả thật ký kết khế ước cùng một kỳ lân, ta tin tưởng kỳ lân kia nhất định có thể thay xương đổi thịt, tái hiện vinh quang tổ kỳ lân. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, hắn cũng đang lưu ý lấy ánh mắt của hỏa kỳ lân cùng thổ kỳ lân. Mặc dù ba con kỳ lân đều cao ngạo ngửa đầu, uy phong lẫm liệt, thần tuấn kiêu ngạo. Nhưng trong đôi mắt đã nổi lên vẻ sáng rực trốn không thoát khỏi ánh mắt quan sát của Khương Phàm. Giống như Khương Phàm nói như vậy, kỳ lân cao ngạo, chính là siêu cấp thánh thú từ hoang cổ đến nay, huy hoàng của tổ tiên bọn chúng cũng tuyệt đối không cho phép bọn chúng khuất phục, nếu không cũng không thể luân lạc tới kết quả suýt nữa diệt tộc. Trong thời gian huy hoàng mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm này, Phàm là bọn chúng bỏ đi tôn nghiêm, Cự Long đại lục chính là vùng đất vinh quang tung hoành ngang dọc của bọn chúng. Nhưng, tổ kỳ lân, vinh quang thiên tổ, đó thật sự là dụ hoặc không cách nào kháng cự được. Nhất là hỏa kỳ lân, hô hấp đều thoáng dồn dập, ánh mắt nhìn về phía Khương Phàm lộ ra nhiệt ý bành trướng. Khương Phàm tiếp tục đâm kích nói. Coi như các ngươi không nguyện ý tiếp nhận khế ước với thiên hậu, năng lượng hỗn độn đặc biệt bên trong xí thiên giới, cũng có tiềm lực có thể kích phát huyết mạch của các ngươi, để kỳ lân yêu tộc tái hiện huy hoàng. Các ngươi không ở Thương Huyền đại lục. Không biết sốt cuộc xí thiên giới có bao nhiêu năng lượng hỗn độn,
nhưng các ngươi có thể ngẫm lại hỗn độn chiến tộc cao ngạo, vì sao bọn họ lại muốn làm hoàng tộc đầu tiên tìm ta nương tựa. Chính là coi trọng tài nguyên nơi đó, coi trọng năng lượng hỗn độn nơi đó. Ta hy vọng các ngươi có thể hoàn chỉnh chuyển cáo lời của ta cho Bất Hủ Thần Sơn. Nếu như các ngươi làm ra quyết định, ta sẽ hết khả năng mang các ngươi ra khỏi Thái Sơ Đại Lục. Còn có một lời càng quan trọng hơn, chuyển cáo Bất Hủ Thần Sơn, không phải ta muốn nô dịch các ngươi, mà là đang tìm kiếm minh hữu, tựa như hỗn độn chiến tộc. Mạc Dao mím chặt môi đỏ, lời này thật không biết nên trả lời thế nào. Bọn hắn là Thái Sơ Hoàng Đạo, trên danh nghĩa là thuộc về Thái Sơ Đế Tộc, tìm Khương Phàm nương tựa không chỉ muốn theo hắn chinh chiến thiên hạ, càng là phản bội Thái Sơ. Suy nghĩ thật kỹ, ta chờ các ngươi truyền tin tức. Khương Phàm không có ép buộc, cái này cần thời gian cân nhắc, càng cần thời cơ lên men hơn. Chúng ta như thế nào tìm ngươi? Hỏa Kỳ Lân đột nhiên mở miệng, vậy mà để chính nó cũng hoảng hốt, cũng làm cho Thổ Kỳ Lân nhíu mày. Không nôn nóng, từ từ cân nhắc, chuyện sinh tử tồn vong, phải thận trọng. Khương Phàm phóng thích liệt diễm, bay lên không đi xa. Mạc Dao và đám người nhìn phương hướng Khương Phàm rời khỏi, đều trầm mặc lại. Ánh mắt lấp lóe, cau mày, chính bản thân mình đều có ý tưởng riêng. Chúng ta về Bất Hủ Thần Sơn. Cuối cùng Hỏa Kỳ Lân đã phá vỡ trầm mặc. Không nôn nóng, trước tiên nhìn xem Khương Phàm có thể chạy ra cái thế giới mới này hay không đã. Giọng Thổ Kỳ Lân trầm thấp, ẩn hàm ý cảnh cáo. Chúng ta không thuộc về mình, chúng ta thuộc về Bất Hủ Thần Sơn, thận trọng. Mạc Dao nhắc nhở Hỏa Kỳ Lân. Làm đồng bạn thuở nhỏ, nàng quá rõ ràng dã tâm của Hỏa Kỳ Lân, cũng biết chỉ sợ là Hỏa Kỳ Lân đã động tâm. Nhưng đó là Khương Phàm, là kẻ địch của Thiên Khải. Nơi đó càng là Thương Huyền Đại Lục, là hai, thế giới hoàn toàn khác biệt với Thái Sơ Đại Lục, thậm chí là trận doanh hoàn toàn đối địch với chiến tranh. Mà Bất Hủ Thần Sơn có thể đi đến Hoàng Đạo, cũng đúng là do Thái Sơ Đế Tộc đến đỡ. Các ngươi không thuộc về mình, nhưng ta thì có. Mệnh của ta, ta làm chủ. Hỏa Kỳ Lân thấp giọng tự nói, trong hai tròng mắt khuấy động liệt diễm lóe ra dã tâm bừng bừng. Ngươi nói cái gì? Mạc Dao, Thổ Kỳ Lân cũng hơi nhíu mày. Không nói gì, đi thôi, đi ra bên ngoài chờ đợi. Hỏa Kỳ Lân lần nữa ngắm nhìn phương hướng Khương Phàm rời khỏi, tiếp tục chạy tới con đường phía nam. Mạc Dao, phụ nhân trên lưng Thổ Kỳ Lân lên tiếng ho khan, nhắc nhở Mạc Dao chú ý trấn an. Khi Bất Hủ Thần Sơn rút lui, các hoàng tộc hoàng đạo khác cũng không tiếp tục ngưng lại, nhao nhao rời khỏi thế giới mới. Tập hợp đến hai con đường Nam Bắc. Bọn hắn không chỉ là e ngại thú triều càn quét, càng là sợ tên điên Khương Phàm kia săn giết bọn hắn. Đám tán tu tản mát các nơi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy hoàng tộc hoàng đạo nhao nhao rút lui, thế giới mới trở nên càng ngày càng an tĩnh, cũng bắt đầu chạy trốn ra bên ngoài. Khương Phàm không có tâm tư để ý tới bọn hắn, hắn đã tiềm ẩn đến sâu trong thế giới mới, lợi dụng năng lượng nồng đậm nơi này. Vững chắc cảnh giới vừa mới tăng lên, cảm ngộ võ pháp cùng truyền thừa chiều sâu. Đại Tặc và Bạch Tai yên lặng ở trong Thông Thiên Tháp điều trị thương thế, dọn dẹp tai họa ngầm mà nguyền rủa lưu lại. Khương Phàm còn lấy hài cốt miếu chủ thần miếu, Thánh Vương Hạo Diệp, và hài cốt Thánh Linh Thái Uyên săn giết trước đó, cũng đều chuyển cho Bạch Tai. Lợi dụng tài nguyên cùng năng lượng phong phú, triệt để tiêu trừ tai họa ngầm cho Bạch Tai, thậm chí hy vọng có thể tăng lên thực lực. Ba bộ hài cốt thánh vương, sáu bộ hài cốt thánh linh, tài nguyên như thế này để tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh đều cảm thấy chấn kinh. Nhà ai lại dùng tài nguyên như thế này? Trực tiếp cứng rắn nhét. Đây rốt cuộc là bồi dưỡng thuộc cấp, hay là bồi dưỡng nhi tử? Ngay cả Bạch Tai đều sợ hãi, nếu như không thể vào thánh vương, đều có lỗi với phần ưu ái này. Khi mà thế giới mới đưa tới biển động tiếp tục lan tràn ở các nơi trên thế giới. Càng ngày càng nhiều cường tộc đã triệu tập cường giả, vượt qua lục địa, xuyên qua đại dương mênh mông, hội tụ đến thế giới mới tại thần dụ chi hải, bao gồm cả gần Thương Huyền Đại Lục. Nhưng, sớm tại ngày 17 tháng 8, Thương Huyền Tây Bộ vừa biết được tin tức Khương Phàm xuất hiện tại thế giới mới, còn không có khuếch tán đến nơi khác, Thương Huyền đã gió nổi mây phun, còn bạo phát chiến tranh cho toàn bộ đại lục. Nguyên nhân gây ra là địa vực Tây Bắc xuất hiện mấy viên ký ức tinh thạch. Tại bị phỏng đoán rất có thể là cuộc chiến đấu thời điểm Khương Phàm săn giết Sở Phong Trần kia, vậy mà có người lại phát hiện Kim Ô ở trong đó. Kim Ô thiên hạ đều là tụ tập tại Phù Tang Thần Cung.
Cây đại thụ thông thiên kia có mấy ngàn con kim ô chiếm cứ, cũng vây quanh số lượng lớn mãnh cầm loại liệt dương, ánh sáng hừng hực nở rộ cả ngày đêm, rọi khắp mấy chục vạn dặm sông núi đông bộ Thương Huyền. Tất cả mãnh cầm có được huyết mạch kim ô, đều sẽ hội tụ đến nơi đó giống như triều thánh. Vì sao chỗ Khương Phàm lại có một kim ô? Lại còn là kim ô cảnh giới thánh linh. Tin tức từ lúc bắt đầu truyền bá đã liền đưa tới ngờ vực vô căn cứ ở khắp nơi, cho đến khi kinh động một ít hoàng tộc ở Tây Bắc, Bắc Bộ, cùng Tây Bộ, cuối cùng là truyền đến Quang Mang Thần Điện. Chỉ có khối này. Lão giáo chủ quy ẩn của Đại Quang Mang Thần Điện, Bùi Thế Cẩm bây giờ lại một lần nữa tiếp quản thần điện, cẩn thận chu đáo lấy ký ức tinh thạch từ trong tay ra. Phó giáo chủ Âu Dương Cật nói. Đây là kiếm hùng hoàng triều bên kia tự mình đưa tới, trong tay bọn họ chỉ có khối này. Những ký ức tinh thạch khác, ta đang suy nghĩ cách sưu tập. Đã tra rõ ràng lai lịch chưa? Sơ bộ xác định là mấy vị tán tu. Lúc ấy bọn hắn đi săn trong rừng rậm tại Tây Bắc, ghi chép được cuộc chiến đấu kia, nhưng từ đầu đến cuối không có công bố ra ngoài. Cho đến sau này, bọn hắn bị tán tu khác mai phục, toàn bộ đều bị giết. Thời điểm đám tán tu phục kích bọn hắn kia kiểm tra nhẫn không gian, đã phát hiện cái này. Nghe nói lúc ấy phát sinh gây gỗ, có người hy vọng bán cho hoàng tộc, đổi lấy giá trên trời, có người e ngại xí thiên giới trả thù, cuối cùng từ gây gỗ biến thành ẩu đấu, ký ức tinh thạch bị kích phá. Về phần tình huống thật sự, đại trưởng lão đã tự mình đi điều tra. Xác định là cuộc chiến Khương Phàm săn giết Sở Phong Trần kia. Ban đầu ký ức tinh thạch xuất hiện một hội đấu giá dưới mặt đất, tổng cộng có 7 khối, tình huống mở ra đại khái có thể suy đoán được, hẳn là cuộc chiến đấu kia. Bùi Thế Cẩm cau mày, lặp đi lặp lại ngắm nghía tinh thạch trong tay. Bên cạnh Khương Phàm lại có một con kim ô bồi bạn. Từ trong tinh thạch có thể xác định, đây không phải là mãnh cầm cùng loại với kim ô liệt dương điểu, mà là kim ô chân chính. Từ phù văn mặt trời trải rộng ra đến xem. Cũng là giống bí thuật chí cao của Kim Ô, Thái Dương Thần Huy. Đây là Khương Phàm ngẫu nhiên tìm được một yêu thú Kim Ô, bí mật bồi dưỡng lên, hay là nói. Âu Dương Cật nói, quan niệm tộc đàn của Kim Ô yêu tộc cực mạnh, bọn chúng là sẽ không cho phép bất cứ một con Kim Ô nào thoát khỏi Phù Tang Thần Cung. Nếu như là một loại linh điểu nào đó đã thức tỉnh huyết mạch Kim Ô, cũng tất nhiên sẽ tiến về Phù Tang Thần Cung Triều Thánh, dùng liệt dương quả, theo đuổi biến đổi chân chính. Cho nên con kim ô này xuất hiện ở bên cạnh Khương Phàm. Đương nhiên không bài trừ là Khương Phàm ngẫu nhiên cơ hội tìm được một linh cầm có được huyết mạch kim ô, dùng thủ đoạn đặc thù kích phát ra tổ mạch. Âu Dương Cật nói xong lắc đầu, việc này lớn, thật không dám tùy tiện có kết luận. Kiếp trước Khương Phàm té ngã tại Phù Tang Thần Cung, hận thấu đám kim ô kia, cũng không có khả năng lại hợp tác. Bùi Thế Cẩm ngoài miệng là nói như vậy lấy, nhưng cũng không khẳng định hết 10 phần. Đầu tiên là con kim ô này xuất hiện quá đột nhiên. Kim ô là Thái Dương Tinh, là một trong 12 yêu tổ, nếu như sớm đã bị Khương Phàm có được, khẳng định sẽ cao điệu mang theo chinh chiến, thuận tiện cố ý kích thích Phù Tang Thần Cung hại qua hắn kiếp trước. Vào thời điểm này lại đột nhiên xuất hiện, sau đó mất tích một cách bí ẩn, khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn hoài nghi Khương Phàm đã bí mật liên hợp cùng hoàng đạo nào đó. Lúc ấy thần tôn định mục tiêu tại Cửu Thiên Thần Giáo cùng Chu Thiên Thần Điện, toàn bộ là căn cứ vào suy đoán của chính hắn. Đến mức đắc tội Cửu Thiên, chọc giận Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện. Chẳng lẽ, từ lúc bắt đầu bọn hắn đã hoài nghi sai rồi? Âu Dương Cật nói, tin tức còn đang khuếch tán, nhưng tốc độ rất chậm, ta đề nghị trực tiếp đưa tin tức đến trước mặt những hoàng đạo kia, xem phản ứng của bọn hắn. Tràn tin tức ra đi, sẽ liên lạc lại Thiên Khải. Mời thần tôn trở về. Bùi Thế Cẩm thật không dám lại loạn làm quyết đoán, nếu như lại bởi vậy mà chọc giận Phù Tang Thần Cung, tình cảnh của bọn hắn tại Thương Huyền liền sẽ trở nên vô cùng xấu hổ. Trong thời gian kế tiếp, bởi vì có Đại Quang Mang Thần Điện trợ lực, tin tức từ đầu nguồn Tây Bắc đã nhanh chóng lan tràn đến các nơi ở Thương Huyền, tất cả hoàng đạo đều lần lượt nhận được tin tức. Bởi vì không có đạt được toàn bộ ký ức tinh thạch, bọn hắn cũng chỉ là ngờ vực vô căn cứ. Không dám tự ý quyết định. Sau khi Phù Tang Thần Cung nhận được tin tức, lại là tức giận, lại là khẩn trương. Khương Phàm từ nơi nào chiêu mộ được Kim Ô, lại còn là Thánh Linh Cảnh. Lấy thực lực của Phù Tang Thần Cung, không phải nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng ra được, nhưng Khương Phàm làm được bằng cách nào? Mà,
Phù Tăng thần thụ có thể cảm nhận huyết mạch Kim Ô thiên hạ, vậy mà bọn chúng từ đầu đến cuối đều không có bất cứ phát hiện gì. Chính bọn hắn đương nhiên khẳng định con Kim Ô kia đều không có bất cứ liên quan nào với Phù Tăng thần cung bọn nó, nhưng bọn nó phải giải thích với bên ngoài như thế nào. Dù sao ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, Kim Ô thiên hạ đều ở Phù Tăng thần cung. Các lão tổ tông Phù Tăng thần cung đều bị kinh động, nếu như chuyện này xử lý không tốt, giải thích không thông, chắc chắn sẽ biến thành nguy cơ cực lớn đối với bọn nó. Nhưng, ngay thời khắc Thương Huyền đang bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm, một trận ác chiến ngoài ý muốn đột nhiên bộc phát tại Bắc Địa Thương Huyền. Vùng địa cực Bắc Hoang. Nơi này ở vào, mảnh tường kép, Bắc Địa, đi về phía Nam là Cổ Hoa, Thánh Địa, các cường tộc, thành quách san sát, vùng núi tươi tốt, hướng Bắc thì là cánh đồng tuyết mênh mông với bão tuyết đầy trời. Nơi này hoang vu rét lạnh, phóng tầm mắt nhìn tới đều là thạch lĩnh chập trùng lên xuống, đại địa không có bất kỳ màu xanh lá gì, bầu trời đều là tối tăm mờ mịt. Nhưng chính là mảnh cao nguyên hoang vu này, lại là tuyệt địa nổi danh nhất Thương Huyền. Nghe nói không có bất kỳ sinh linh nào dám bước chân tới, cũng không có bất cứ sinh linh nào có thể còn sống đi ra khỏi nơi này, bởi vì vùng địa cực Bắc Hoang là lãnh địa của siêu cấp hung thú, Thao Thiết Yêu Tộc. Thao Thiết Yêu Tộc và các hoàng đạo rất khác nhau, nơi này không có pháp trận bảo vệ, thậm chí đều không có phạm vi lãnh địa cụ thể, chính là trên cao nguyên mênh mông tùy ý kéo dài như vậy. Không phải Thao Thiết Yêu Tộc cao ngạo tự phụ, mà là bọn chúng từ trước tới giờ không tồn tại tài nguyên. Các hoàng đạo khác đạt được linh thạch, bảo vật đều là cất trữ thật nhiều, phân phối theo nhu cầu, có thể là phong phú pháp trận. Bọn chúng đạt được đồ thì sẽ ăn hết ngay lập tức, sau đó nhanh chóng sinh sôi hậu đại. Ngay cả Thao Thiết chết đi đều sẽ biến thành đồ ăn, chia ăn sạch sẽ. Đây không chỉ là Thao Thiết Yêu Tộc tham lam ăn ngon, càng là muốn thông qua phương thức khác loại như thế này để khuếch tán số lượng tộc đàn và bảo toàn tài nguyên. Đối với Thao Thiết Yêu Tộc mà nói, điên cuồng sinh sôi có hai chỗ tốt, đầu tiên là thông qua cơ số khổng lồ, kéo dài sinh sôi, tìm kiếm càng nhiều huyết mạch thuần chính. Ví dụ như, yêu tộc khác là mấy ngàn con đến sinh sôi, mấy năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể sinh ra thuần huyết, bọn chúng thông qua mấy trăm vạn còn cùng nhau sinh sôi, cho nên cơ hồ mỗi tháng liền có thể sinh ra một Thao Thiết thuần huyết, thậm chí là mỗi mấy năm đều có thể sinh ra Thao Thiết có được tổ mạch thuần huyết. Như vậy bảo đảm Thao Thiết Yêu Tộc cường hãn cùng đầy đủ số lượng ở tầng cao nhất, cũng để Thao Thiết Yêu Tộc tạo thành bán thánh, thánh linh nhiều nhất trong tất cả các hoàng đạo Thương Huyền, ngay cả thánh vương đều có rất nhiều. Chỗ tốt khác của Thao Thiết Yêu Tộc là khi gặp được nguy cơ thì có thể thông qua thôn vệ đồng loại để nhanh chóng tăng thực lực lên, cái này so sánh với một ít vũ khí cùng pháp trận còn mạnh hơn nhiều. Ví dụ như Thao Thiết cảnh giới bán thánh, có thể thông qua thôn vệ mấy vạn ở hai bên Thao Thiết, cưỡng ép bước lên cảnh giới thánh linh. Mà Thao Thiết thánh linh cảnh thuần huyết, có thể thông qua thôn vệ khoảng mấy trăm ngàn đồng loại, cưỡng ép bước lên cảnh giới thánh vương. Nếu cần, dưới tình huống số lượng tộc đàn đầy đủ khổng lồ, Thao Thiết Yêu Tộc còn có thể thông qua thôn vệ đồng loại, đẩy thánh vương lên thánh hoàng. Cũng chính là bởi vì tính đặc thù như thế này mà Thao Thiết Yêu Tộc từ đầu đến cuối đều hùng bá phương Bắc, càng không nhìn quy tắc Thương Huyền, sống chết không đổi danh xưng như thần cung, thần điện. Càng không cần pháp trận duy trì, chính là tùy tiện sinh sống tại vùng địa cực Bắc Hoang. Cũng tương tự, từ xưa đến nay cũng đều không có người nào dám tùy tiện đạp vào tuyệt địa Bắc Bộ. Ngoài ra, các cường tộc đại phái tại Bắc Bộ còn cần tập kết tài nguyên, tiến cống đến vùng địa cực Bắc Hoang định kỳ, để bảo đảm đám hung thú kia không đến mức đói bụng, nếu không. Mấy chục vạn dặm sông núi Bắc Địa, sẽ đứng trước ngàn vạn Thao Thiết Yêu Tộc quét ngang. Nhưng chính là một mảnh tuyệt địa khủng bố như thế này, lại tại hôm nay, cũng chính là vào kỷ nguyên năm thứ 16, ngày mùng 1 tháng 8 này đã phát sinh kịch biến mang tính lịch sử, xí thiên giới xô ra khỏi hư không, giáng lâm đến vùng địa cực Bắc Hoang. Trên cánh đồng hoang mênh mông bát ngát, khắp nơi trên núi đá, hoang vu giá lạnh, gió lạnh thấu xương, cuồng sa bay đầy trời, nhưng khắp nơi đều có thể thấy được thú triều Thao Thiết rong ruổi phóng tới, có kích tình giao hợp, có tàn nhẫn chém giết. Nuốt sống lẫn nhau, có đang đào móc địa tầng, tìm kiếm tài nguyên tinh thạch, còn có thú triều đang tập kết, rời khỏi hoang nguyên, lao tới cánh đồng tuyết Bắc Bộ, hoặc là dãy núi rừng rậm Nam Bộ. Trong những năm gần đây, khi mà hoàng tộc Bắc Bộ, Cổ Hoa Hoàng Thành bị hủy diệt, hoàng đạo Đông Bắc là vạn đạo man hoang chiến tộc mệt mỏi, hoàng đạo Tây Bắc là vạn đạo Hoàng Thành bại vong, nhất là Hoàng Thành của cường địch, Cửu Thiên Thần Giáo phong bế,
Thương Huyền Bắc Địa lớn như vậy chỉ còn sót lại Liên Minh Thánh Địa cùng Kiếm Hùng Hoàng Triều đang, gió thu sơ sát, lạnh phát run, Thao Thiết yêu tộc càng không có cố kỵ, bắt đầu dị động tấp nập, không ngừng có Thao Thiết xông ra khỏi Bắc Hoang, tùy ý phá hư. Điên cuồng thôn phệ. Chuyện này khiến Bắc Địa khổ không thể tả, đồng thời cũng làm cho số lượng Thao Thiết yêu tộc bắt đầu tiếp tục kéo lên. Cho tới bây giờ, số lượng Thao Thiết yêu tộc đã đột phá đến 13 triệu quan khẩu, cực kinh người. Trừ cái đó ra, Bạch Hổ đế tộc còn bí mật vận chuyển cho Thao Thiết yêu tộc tài nguyên rộng lượng, để bọn hắn bảo đảm nhanh chóng bồi dưỡng Thao Thiết tân sinh lên, cũng tiếp tục mở rộng số lượng thánh linh Thao Thiết. Bắt lấy cơ hội khó có được, mở rộng Thao Thiết yêu tộc tại toàn bộ Thương Huyền Bắc Địa, nhất là lực ảnh hưởng tại trung vực Bắc Bộ. Cũng chính bởi vì như thế này, bây giờ lão tổ thánh hoàng của Thao Thiết yêu tộc càng ngày càng phách lối, càng ngày càng bành trướng. Khi Cửu Thiên Hoàng Thành bắt đầu tấp nập triển khai rằng co cùng Quang Mang Hoàng Thành từ tháng 6, sau khi không ngừng bộc phát xung đột, lão tổ thánh hoàng của Thao Thiết yêu tộc liền tự mình tiến về Thiên Khải tọa trấn, số lượng thánh vương tại Thiên Khải cũng đạt tới 5 vị, số lượng Thao Thiết chữ tại Thiên Khải cũng đột phá số lượng đến mấy triệu mà xưa nay chưa từng thấy. Thánh vương Thao Thiết trấn thủ địa hoang cực bắc, áp xúc đến 3 vị, nhưng tổng số thú triều cam đoan tại 12 triệu. Đây không thể nghi ngờ là một cái số lượng khủng bố đến mức làm cho tất cả mọi người đều hồi hộp, thậm chí là tuyệt vọng, cũng để hàng tỷ sinh linh tại Thương Huyền Bắc Địa tiếp tục kéo dài khủng hoảng. Số lượng lớn cường tộc, bộ lạc, thậm chí là dân chúng bình thường, không thể không từ bỏ gia nghiệp, di chuyển đường dài. Một bộ phận chạy đến khu thánh địa khống chế, một bộ phận tràn vào Kiếm Hùng Hoàng Triều, còn có một bộ phận chạy tới trung vực. Ầm ầm. Theo tia nắng ban mai sáng rực rải đầy khắp đất trời, trên không trung của cánh đồng hoang đột nhiên truyền đến tiếng vang trầm muộn, kinh thiên động địa, ù ù không dứt, càng bắn ra hàng vạn sợi hào quang, chiếu sáng hoang nguyên mênh mông. Mấy chục vạn Thao Thiết nhao nhao ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sương mù mãnh liệt vặn vẹo tại bầu trời, xuất hiện vòng xoáy khủng bố, nơi đó có hàng vạn tia cường quang, dẫn phát trời đất rung chuyển, mê mụ hỗn độn giống như là những con sóng lớn. Mãnh liệt gào thét lao ra, tràng diện cực kỳ tráng quan. Nương theo cường quang sáng chói, hỗn độn mãnh liệt, xí thiên giới đè sập khung trời, oanh oanh liệt liệt đâm vào trên cánh đồng hoang. Mặc dù bộ phận lộ ra ngoài không kịp 1/10 chỉnh thể, nhưng vẫn nhấc lên bụi mù giống như biển động, lao nhanh về 4 phương 8 hướng. Hơn vạn dặm hoang nguyên đều bị chấn động, mấy triệu Thao Thiết tản mát các nơi đều nhao nhao nhìn ra xa. Giống. Con đường hỗn độn truyền ra tiếng gào thét kinh khủng, giống như là ma hống, cuồn cuộn đến khắp nơi, nhấc lên thanh chiều kinh khủng, quét sạch mấy trăm ngàn dặm. Hơn 800 con cự mãng tráng kiện màu đỏ phá tan con đường, hoành hành trên bầu trời, va chạm hoang nguyên, mỗi con cự mãng đều to đến 200-300 mét, dài đến hơn 2 vạn mét, toàn thân đều là lân phiến, càng sôi trào sát khí thảm liệt. Là địa ma thụ, bị thiên hậu cưỡng ép tỉnh lại, địa ma thụ đang táo bạo lại tức giận. Cuồng vũ lấy dây leo càng tráng kiện càng kinh khủng, lao ra từ bên trong xí thiên giới, oanh oanh liệt liệt ép đến trên hoang dã. Bây giờ vẫn không có hoàn chỉnh bước lên cảnh giới thánh hoàng, nhưng hiển nhiên so với trước đó đã mạnh hơn. Nhất là tuyệt thế yêu hoa nở rộ bên trong dây leo hỗn loạn, giống như mặt trăng máu, nở rộ huyết quang ngập trời, chủ thể bên trong địa ma thụ càng trở nên oai hùng, tàn bạo. Phạm vi chỉnh thể của địa ma thụ đạt tới hơn 300 dặm. Giống như là dãy núi rơi xuống, số lượng lớn Thao Thiết còn đang chạy trốn bị tàn nhẫn đánh vỡ nát, bị vô tình nuốt sống. Lít nha lít nhít dễ già tráng kiện kẻ tiến lên sông ra ngoài, hỗn loạn xen lẫn vào nhau, điên cuồng va chạm, xa xa nhìn lại, trên trời dưới đất tất cả đều là dễ già khổng lồ, nhìn thấy mà rùng mình. Bên trên lít nha lít nhít những sợi dây leo tráng kiện này còn có số lượng cường giả kinh người đang chiếm cứ. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, Triệu Thời Việt, Khương Uyên, Khương Bá, Kiều Hinh, 8 vị Phượng Hoàng, liên thủ với Kiều Gia, Ác Nhân Cốc, đứng ở phía đông. Các loại yêu tộc của Đại La Sơn như Kim Hống, Luân Hồi Huyết Sư, Địa Long, Lôi Điểu, liên thủ với Thánh Quốc cùng Chiến Quốc của Xí Thiên Giới, đứng ở phía tây. Hướng Vãn Đồng, Hướng Vãn Tình và các Thiên Hồ Chiến Tộc, liên thủ Hoàng Bánh Nướng đã bước lên Thánh Linh Cảnh, cùng Hàn Ngạo và các cường giả Niết Bàn Cảnh, đứng ở phía bắc. Ngưu Thái Bình, Ngưu Chính Uyên, Ngưu Chính Hùng các cường giả hỗn độn chiến tộc, liên hợp với Độc Cô Sát và các cường giả huyết kiếm đường, đứng ở phía nam. Trong đó huyết mạch Ngưu Chính Uyên đã thành công kích phát,
bước lên cảnh giới Thánh Vương. Ngô Chính Hùng và các cường giả khác kích phát huyết mạch, một bộ phận tiến vào bán thánh, bộ phận tiến vào thánh linh. Ngay cả Tử Lân Cuồng Sư đều ra đời càng nhiều cao giai niết bàn cùng bán thánh. Thực lực tổng hợp của bọn hắn so sánh với lúc trước đã được tăng lên gấp bội. Khi địa ma thụ điên cuồng quét ngang hoang dã, chiến đội tứ phương đã nhao nhao rời khỏi, điên cuồng quét ngang hoang nguyên cực bắc kéo dài hơn 8 vạn dặm. Bọn hắn biết rõ sự tàn bạo cùng tính đặc thù của Thao Thiết Yêu tộc, nhất định phải tại lúc trước khi toàn bộ bọn chúng kịp phản ứng, tận hết khả năng đổ sát càng nhiều Thao Thiết. Dựa theo kế hoạch của Thiên Hậu, trong hỗn chiến, chỉ cần bọn hắn có thể đổ sát 3 triệu Thao Thiết trở lên, liền có thể tiếp tục chấp hành chiến tranh toàn diện tiếp theo, nếu như không đạt được mong muốn, liền cần xem tình huống mà cân nhắc rút lui. Nhưng, số lượng 3 triệu là khó khăn cỡ nào, coi như bất động đứng ở nơi đó. Muốn đổ sát đều cần thời gian, huống chi bọn chúng lại còn là hung thú Thao Thiết tàn bạo điên cuồng. Xí thiên giới đột nhiên giáng lâm, xác thực chấn kinh hoang nguyên cực bắc, nhưng Thao Thiết cũng không phải yêu thú bình thường, mà là siêu cấp hung thú uy chấn cổ kim. Sau khi bọn chúng hỗn loạn trong lúc ngắn ngủi, vậy mà cũng không có lùi bước, mà là chủ động nghênh kích, điên cuồng kiềm chế cường giả xí thiên giới, tranh thủ cơ hội cho Thánh Vương cùng các thánh linh ở tổ địa nơi đó. Bọn chúng cũng lựa chọn biện pháp vô cùng dã man, đó chính là thôn phệ lẫn nhau, tăng cường thực lực, lại đột nhiên tự bạo trong lúc chặn đánh chém giết, kéo lấy mục tiêu đồng quy vô tận. Chỉ sau 5 ngày, tất cả Thao Thiết trong 8 vạn dặm đất hoang tại hoang nguyên cực bắc đều bị kinh động. 3 vị Thao Thiết Thánh Vương chấn thủ tổ địa nhận được tin tức tại ngày thứ 5, lập tức an bài thuộc cấp thông qua tế đàn, tiến về Bắc Thiên Môn, từ nơi đó tiến về hoàng thành của Thao Thiết Yêu tộc. Thông báo lão tổ Thánh Hoàng mau chóng trở về. Sau đó, 3 vị Thao Thiết Thánh Vương cảnh bắt đầu điên cuồng ăn, vừa mới lấy được mới một nhóm Bạch Hổ Đế tộc viện trợ toàn bộ nuốt vào, bên trong lại là đan dược lại là huyết cốt, thậm chí có Thánh Hoàng di cốt. Đây là tài nguyên bọn hắn chuẩn bị tạo nên Thánh Vương mới, bây giờ không lo được. Sau đó, hơn 100 vạn Thao Thiết bắt đầu thành quần kết đội khởi xướng tế hiến, bảo đảm 3 vị Thánh Vương mau chóng tăng thực lực lên. Ít nhất phải thúc đẩy một vị Thánh Vương tiến đến Thánh Hoàng, 2 vị khác đạt tới đỉnh phong Thánh Vương. Còn những bán thánh, thánh linh khác cũng đều bắt đầu bạo ngược gào thét, lệnh tộc đàn gần đó tế hiến cho bọn chúng, mau chóng tăng lên số lượng cường giả tầng cao nhất. Cứ như vậy, một màn rung động mà dã man đã diễn ra tại trên cánh đồng hoang cực bắc mênh mông. Trong phạm vi 2 vạn dặm xung quanh khu vực xí thiên giới giáng lâm, tất cả Thao Thiết đều hội tụ đến nơi đó. Điên cuồng chặn đánh, dã man tự bảo. Thao Thiết Yêu tộc trong phạm vi khác thì kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao tới tổ địa, khởi xướng tự sát tế hiến. Trong 5 ngày này, xí thiên giới càn quét vô cùng tấn mãnh, bởi vì sớm làm qua diễn luyện, tất cả chiến đội tất cả thành viên đều rất rõ ràng sứ mạng của bọn hắn, nhưng Thao Thiết Yêu tộc chặn đánh thật sự là quá tàn bạo. Nhất là không ngừng tự bạo, để hỗn độn chiến tộc, huyết kiếm đường, kiều gia. Chưa từng có trải qua chiến đấu như thế này đều cực kỳ khó chịu, bỏ ra thương vong cực lớn. Nhưng cũng may cường giả tầng cao nhất coi như ổn định được, tăng thêm Phượng Hoàng Yêu tộc nơi đó lại hấp dẫn tinh lực chủ yếu, cho nên hành động chỉnh thể còn tính là thuận lợi. Địa ma thụ thì hất ra chiến trường, lao thẳng đến tổ địa Thao Thiết Yêu tộc. Thiên hậu không có trực tiếp an bài xí thiên giới giáng lâm đến tổ địa, chủ yếu là bởi vì số lượng Thao Thiết chiếm cứ ở nơi đó quá nhiều. Nếu như trực tiếp giáng lâm tới đó, rất có thể đám Thao Thiết Yêu tộc bị kinh sợ mà tuyệt vọng sẽ xuất hiện Thánh Linh Thánh Vương tự bảo. Cho nên, chiến thuật của Thiên Hậu là càn quét bên ngoài yêu tộc trước, tận hết khả năng đổ sát, sau đó ngồi đợi đám võ giả không gian Cửu Thiên Thần Giáo kia đến đây phối hợp. Kỳ thật các cường giả Cửu Thiên Thần Giáo đã bí mật ẩn núp đến bên ngoài hoang nguyên cực bắc, nhưng không tiện lập tức xuất hiện, như thế quá tận lực, cho nên dựa theo ước định cần chờ thêm chừng 10 ngày. Thời điểm tin tức hoang nguyên cực bắc bộc phát ác chiến điên cuồng khuếch tán, Thiên Hậu đã khống chế địa ma thụ hoành hành hơn 3 vạn dặm, tới gần tổ địa của Thao Thiết. Thú triều bên trong tổ địa Thao Thiết nhận được tin tức, nhanh chóng bạo động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tấn công mạnh, bất chấp hậu quả mà chặn đánh địa ma thụ tới gần, bảo đảm nơi đó thuận lợi tiến hành hiến tế. Địa ma thụ điên cuồng bước lên, tiến lên giống như sói nhập bầy dê, nhưng lại bị Thiên Hậu áp chế xuống, cố ý thả chậm tốc độ. Triển khai hỗn chiến cùng thú triều. Dây leo tráng kiện dày đặc lại hỗn loạn cuồng kích hơn 300 dặm, không sợ thú triều tự bạo, nó điên cuồng bạo kích, tàn nhẫn nuốt lấy.
Đối với nó mà nói, đây quả thực là khu vực săn bắn tự nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đồ ăn. Đám thao thiết cuồng bạo chưa từng gặp được kẻ địch như vậy, bọn chúng liều mạng tự bạo chặn đánh, thậm chí ngay cả chủ thể đều không lại gần được. Ngày mùng 8 tháng 8, Kiều Vô Hối và các chiến đội tứ phương lần lượt hoàn thành chinh phạt, nhanh chóng tập kết đến tổ địa thao thiết. Mặc dù đều bỏ ra thương vong không nhỏ, nhưng may mà hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Ngày 12 tháng 8, bên trong tổ địa thao thiết điên cuồng tế hiến 7 ngày 7 đêm rốt cuộc cũng kết thúc toàn diện, hơn 8 triệu thú triều, cuối cùng còn lại không đủ 8.000 con. Tại thời khắc sinh tử tồn vong, sự hung tàn cùng điên cuồng của thao thiết yêu tộc đã phát huy đến cực hạn, tương đương với tự tay tống táng hơn 8 triệu tộc nhân. Nhưng, thủ đoạn điên cuồng cực đoan lại đổi lấy hiệu quả to lớn. Dưới tài nguyên tế hiến của tộc nhân và bạch hổ yêu tộc, cuối cùng, thao thiết yêu tộc đã kích phát ra 2 vị thánh hoàng tân tấn, 1 vị thánh vương đỉnh phong, 4 vị thánh vương tân tấn, cùng số lượng lớn bán thánh và thánh linh. Hơn 8.000 thao thiết kiên trì đến sau cùng cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là niết bàn cảnh. Hiệu quả hiến tế khủng bố như thế, cũng khó trách bọn hắn không cần giữ lại tài nguyên đến chủ hoạch kiến lập pháp trận. Bản thân hơn 8 triệu thú triều đã chính là pháp trận tươi sống. Bọn chúng dùng chính mình tế hiến, tạo dựng ra bình chướng phòng ngự khác loại. Các hoàng đạo khác có thể dùng pháp trận chống cự thánh hoàng tiến công, thần linh trấn áp, bọn chúng lại dùng chính bản thân mình. Mà, tế hiến như thế này lại mang theo hậu quả cực đoan, đó chính là triệt để bạo tẩu. Huyết khí như biển bao phủ khắp đất trời, sát khí cuồn cuộn, hắc ám lan tràn trên hoang dã. Hơn 8.000 thao thiết toàn bộ đều lâm vào điên cuồng, gánh chịu oán niệm cùng sát ý của hơn 8 triệu thao thiết, bộ dáng tàn nhẫn để cho người ta sắp nứt cả tim gan, ngay cả các cường giả hướng gia đã trải qua bách chiến đều cảm nhận được áp bách mãnh liệt, chớ nói chi là các cường giả chiến quốc, thiên quốc của xí thiên giới, không có người nào hoài nghi, nếu như giết tới cuối cùng, 8.000 thao thiết này thật có khả năng tự bạo toàn bộ, bao gồm cả 2 con tân tấn thánh hoàng kia. Rốt cuộc bọn người Kiều Vô Hối cũng rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố đến từ siêu cấp hung thú, cũng cảm nhận được chỗ kinh khủng của yêu tộc hoàng đạo. Ngay cả thiên hậu cũng đều cảm thấy áp lực. Trong mong muốn lúc đầu của nàng, thao thiết yêu tộc nhiều nhất có thể thúc thăng ra 1 vị thánh hoàng, không nghĩ tới lại là 2 vị. Đây cũng không chỉ là kém một chữ, mà là uy hiếp lớn có thể hủy diệt bọn hắn. Khó trách Đông Hoàng Toại từng nhắc nhở nàng, thận trọng cân nhắc trận hành động này. Bởi vì mấy năm này thao thiết yêu tộc thông qua điên cuồng cướp đoạt, tiếp tục mở rộng số lượng tộc đàn, lại được bạch hổ đế tộc bí mật đến đỡ. Nhưng, nếu như đã đến tận đây, tuyệt đối không có chỗ để lui lại. Vào đêm khuya ngày 13 tháng 8, sau khi rằng co ngắn ngủi, xí thiên giới cùng thao thiết yêu tộc đã thật sự chính thức bộc phát chém giết. 2 vị tân tấn thánh hoàng trực tiếp vây bắt địa ma thụ, 4 vị tân tiến thánh vương ngoại trừ 1 vị lưu lại trấn thủ tế đàn không gian ra. Còn lại thì đều xuất kích toàn bộ. Địa ma thụ tập kết toàn bộ năng lượng, từ bỏ dây leo, thúc thăng thực lực chủ thể, ngang nhiên nghênh chiến với 2 hung thú thánh hoàng. Kiều Vô Hối mở ra thiên mệnh chiến giới, liên thủ với Ngưu Thái Bình đã là đỉnh phong thánh vương, phối hợp địa ma thụ nghênh chiến 2 vị thánh hoàng. Khương Quỳ nhất định gánh vác lên trách nhiệm nghênh kích đỉnh phong thánh vương, đây không thể nghi ngờ là chiến trường nguy hiểm nhất. Bởi vì con hung thú đỉnh phong thánh vương kia lúc nào cũng có thể tự bạo. Thiên Hồ Thánh Vương, Khương Qua, Ngô Chính Uyên thì chia nhau lao thẳng đến 3 vị tân tấn thánh vương, còn lại Triệu Thời Việt, Khương Uyên, Khương Diễm, Khương Bá toàn bộ đều đã chọn lấy mục tiêu, điên cuồng tấn công mạnh. Dưới sự kích thích của oán niệm, toàn bộ thao thiết yêu tộc đã bày biện ra trạng thái bùng nổ, có một số vừa mới bắt đầu chém giết đã liền mất khống chế mà bạo tẩu, có một số giết lấy. Không có dấu hiệu nào liền bị oán niệm ăn mòn, ầm vang tự bạo. Ác chiến không tuân theo lẽ thường như vậy để tất cả người của xí thiên giới tiếp nhận áp lực cực lớn, cũng bỏ ra thương vong thê thảm đau đớn. Nhưng, thời điểm tình thế đang muốn gần như sụp đổ, rốt cuộc Đông Hoàng Toại và các cường giả tiềm phục trong hư không cũng giáng lâm. Bọn hắn đột ngột xuất hiện ở sâu trong tổ địa, chém giết thao thiết thánh vương cùng số lượng lớn lưu thủ thao thiết vội vàng không kịp chuẩn bị. Phá hủy kết nối của tế đàn không gian với Bắc Thiên Môn tại Thiên Khải, ngăn cách con đường để thao thiết thánh hoàng không thể giáng lâm. Sự kiện ngoài ý muốn này lập tức kích thích thao thiết yêu tộc. Bọn chúng điên cuồng tế hiến, không chỉ muốn chặn đánh xí thiên giới, càng là muốn tranh thủ thời gian cho lão tổ thánh hoàng giáng lâm, một mẻ hốt gọn xí thiên giới.
Bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo đột nhiên gia nhập liên minh, lại hủy đi con đường kết nối, tình cảnh của bọn nó đã triệt để nghịch chuyển. Cửu Thiên Thần Giáo cũng mặc kệ Thao Thiết Yêu tộc suy nghĩ gì, bọn họ đều nhanh chóng gia nhập chiến trường, phối hợp cùng các cường giả xí thiên giới, không chỉ có hiện ra thế công không gian, càng cung cấp không gian di chuyển và ngăn cản các loại hỗ trợ. Tóm lại chính là áp chế Thao Thiết tự bạo uy hiếp, tránh cho tử vong vô vị. Rốt cuộc cũng có được các võ giả không gian giáng lâm, bọn người Khương qua lại không e ngại, càng điên cuồng phản kích đối với Thao Thiết Yêu tộc. Cửu Thiên Giáo chủ, Đông Hoàng Toại thì tỏa trấn chiến trường địa ma thụ, phối hợp bọn hắn lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng, Cửu Thiên Thần Giáo giáng lâm, cũng triệt để kích phát đã đám Thao Thiết điên cuồng bạo tẩu. Đầu tiên tự bạo chính là vị Thao Thiết Thánh Vương đỉnh phong kia. Năng lượng tới gần Thánh Hoàng, lấy phương thức như vậy dẫn bạo, chỉ một thoáng đã sụp đổ hư không, vỡ vụn trời đất. Khương Quỳ đứng chịu mũi sào bị vỡ nát, đại trưởng lão Cửu Thiên vừa mới đuổi tới nơi này cũng còn không có cơ hội phản ứng, liền bị cuốn vào hư không. Ba động khủng bố quét sạch hơn 800 dặm chiến trường, cơ hồ ảnh hưởng đến hơn phân nửa chiến cuộc. Tuy nhiên Khương Quỳ là đọa lạc minh hoàng, là niết bàn bất tử, lại dung hợp đế cốt, cuối cùng vẫn kéo lấy đại trưởng lão nửa sống nửa chết từ trong không gian sụp đổ một lần nữa trở về. Đây cũng là ỷ vào để hắn chủ động gánh vác lên trách nhiệm chặn đánh vị Thánh Vương đỉnh phong này. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, theo sát phía sau càng có nhiều niết bàn, bán thánh, thậm chí là thánh linh, cũng bắt đầu điên cuồng hủy diệt bản thân, muốn lôi kéo các cường giả xí thiên giới cùng Cửu Thiên Thần Giáo đồng quy vu tận. Cho dù các cường giả Cửu Thiên Thần Giáo cố gắng duy trì, vẫn bị bạo tạc kéo dài làm cho trở tay không kịp, bởi vì hư không sụp đổ toàn diện. Bọn hắn không thể thi triển kịp võ pháp không gian hay thậm chí là võ pháp bình thường. Địa Long, Kiều Vạn Sơn, Ngô Chính Hùng, Bá Vương, vân vân. Số lượng lớn cường giả đã vẫn lạc trong cuồng chiều trận hủy diệt này. Ngay cả Hướng Vãn Tình, Bách Lý Mạc Yêu, Ngô Kình Thương, Hàn Ngạo, Độc Cô Kiếm Ma và rất nhiều người khác đều trọng thương ngã gục. Mấu chốt nhất là chiến trường Thánh Hoàng, sau đó cũng xuất hiện nghịch chuyển. Hai vị Thao Thiết Thánh Hoàng đột nhiên táo bạo, cuốn lấy địa ma thụ liền muốn đồng quy vu tận. Nếu như Thánh Hoàng dẫn bạo mình, năng lượng không thể nghi ngờ là có thể táng diệt mấy ngàn dặm sơn hà. Huống chi lại còn là hai vị Thánh Hoàng đồng thời tự bạo, cái năng lượng hủy trời diệt đất kia không chỉ có thể triệt để hủy đi địa ma thụ, mà Kiều Vô Hối, Ngô Thái Bình, tất nhiên đều sẽ mất mạng, toàn bộ chiến trường đều lần nữa xuất hiện thương vong nghiêm trọng. Nhưng Đông Hoàng Toại sớm chuẩn bị đã ngay lập tức ra tay chặn đánh, tế ra 11 mộ bia. 11 tòa bia đá này không chỉ là hài cốt các đời giáo chủ không gian tạo thành, mà phía trên cũng đều được Cửu Thiên Thần Tôn tự mình dùng thần huyết khắc xuống vết tích. Chính là phòng Thánh Hoàng tự bảo. Mộ bia bị kích phát, trong nháy mắt, hai vị Thao Thiết Thánh Hoàng đang muốn lôi kéo địa ma thụ đồng quy vu tận bị cưỡng ép định trụ. Dù sao bọn chúng cũng là tân tấn Thánh Hoàng. Không phải năm đó Thánh Hoàng đỉnh phong như vạn đạo giáo tôn hơn nghìn năm như thế. Thừa cơ hội tuyệt hảo, địa ma thụ, Kiều Vô Hối, Ngô Thái Bình đã lập tức bạo kích, cường thế khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, trải qua một ngày một đêm hỗn chiến, giết chóc, trên cánh đồng hoang cực bắc, Thao Thiết Yêu tộc đã bị càn quét triệt để, không một kẻ may mắn thoát khỏi. Sau khi xí thiên giới bỏ ra cái giá thảm liệt, gian nan thắng được trận chiến chinh phạt hoàng đạo thứ hai, liền nhanh chóng ẩn nấp vào hư không. Đột nhiên xuất hiện trận tiến công này, giống như là một tia sấm sét, phá vỡ bầu không khí đang bình tĩnh của Thương Huyền Đại Lục. Mọi người đều biết xí thiên giới sẽ còn tiến công, nhưng thật không nghĩ tới bọn họ lại trực tiếp chọn Thao Thiết Yêu tộc hung tàn nhất, lại đang trong thời kỳ cường thịnh nhất của các hoàng đạo Thương Huyền, càng không có nghĩ tới chính là biểu hiện của Cửu Thiên Thần Giáo trong trận đại chiến này. Cửu Thiên Thần Giáo liên thủ với xí thiên giới, hủy diệt Thao Thiết Yêu tộc. Thao Thiết Yêu tộc bị hủy diệt, để Thương Huyền các tộc lần nữa thấy được sự điên cuồng và phong cách hành sự vô độ của xí thiên giới, càng làm cho những đám người hoài nghi thực lực thật sự của xí thiên giới triệt để ngậm miệng lại. Dù sao ai cũng rõ ràng tình huống bây giờ của Thao Thiết Yêu tộc, rõ ràng hơn Thao Thiết Yêu tộc đang tại thời kỳ phát cuồng và trình độ điên cuồng của bọn chúng. Mặc cho ai muốn nuốt Thao Thiết Yêu tộc, đều phải làm tốt chuẩn bị kéo bị theo đồng quy vu tận. Xí thiên giới không chỉ làm, mà còn thật đúng là đã gặm sống Thao Thiết Yêu tộc. Nhưng, nội dung đưa tới oanh động và được các phương chú ý trong tin tức là phần đầu, nó vượt qua cả chuyện Thao Thiết diệt tộc. Rất nhiều người nhận được tin tức trước tiên liền kinh hãi mà đổ mồ hôi lạnh,
một lần cho là Xí Thiên Giới liên minh cùng Cửu Thiên Thần Giáo. Xí Thiên Giới quanh năm ẩn nấp tại hư không đã để các phương đều suy nghĩ đến to cả đầu, nếu như lần nữa được thần tộc không gian ủng hộ, chẳng phải là có thể hoành hành thương huyền, tùy ý uy hiếp được tất cả hoàng đạo. Mà có được võ giả không gian phối hợp, đám tên điên dám săn giết thao thiết kia càng đánh đâu thắng đó, thực lực sẽ bạo tăng gấp bội. Sau khi tất cả hoàng tộc hoàng đạo nhận được tin tức, bọn họ đều không lo được để ý tới chuyện đám hung thú kia bị hủy diệt, mà là khẩn trương chú ý động tĩnh của Cửu Thiên Thần Giáo. Nhưng, bọn hắn lo lắng hình ảnh, Xí Thiên Giới giáng lâm đến Cửu Thiên Thần Giáo, nhất chưa từng xuất hiện, sau khi Xí Thiên Giới đổ diệt thao thiết đã liền chui vào lại thâm không, tiếp tục ẩn nấp, không còn lại xuất hiện qua nữa. Cửu Thiên Thần Giáo vẫn sừng sững tại trung vực Bắc Bộ, phong bế toàn diện, không có bất kỳ cử động có vấn đề gì. Sau 9 ngày thao thiết yêu tộc bị hủy diệt, cũng chính là ngày 20 tháng 8, điện chủ tiền nhiệm của Xích Thiên Nhân Hoàng, Đại Quang Mang Thần Điện, điện chủ Chu Thiên Thần Điện, ba vị trí tôn hoàng chủ tuần tự đến Cửu Thiên Thần Giáo. Bởi vì không nắm chắc được thái độ của Cửu Thiên Thần Giáo, bọn hắn ai cũng không có mời cầu tiến thần giáo, mà là định ngày hẹn giáo chủ thần giáo, Đông Hoàng Toại ở bên ngoài. Thần giáo phong giáo 3 năm, không gặp khách lạ, các nếu ngươi như đến gặp, mời trở về đi. Nếu như là đến gây chuyện, bắt đầu đi. Mây mù phía ngoài Cửu Thiên Thần Giáo mãnh liệt cuốn lên, ngưng tụ ra hình dáng Đông Hoàng Toại, năng lượng không gian mênh mông giao hòa cùng trời đất, dẫn phát tầng tầng gợn sóng, quét sạch khung trời. Cảnh tượng đặc biệt như là thần linh quan sát dân chúng, mang cho ba bên hoàng chủ ở phía ngoài áp bách mãnh liệt. Ngươi không muốn giải thích gì sao? Là chủ nhân hoàng đạo đời trước, Bùi Thế Cẩm nhận chức vị cao, cho nên đã mở miệng trước nhất, cho thấy ý đồ mình đến đây. Giải thích chuyện phong giáo sao, mới mấy năm mà thôi, chẳng lẽ các ngươi đều dễ quên rồi. Thần tôn cổ thần giáo chúng ta là lùng bắt Xí Thiên Giới, hao hết thọ nguyên, bất hạnh mà chết, chúng ta nên phong giáo, túc trực bên linh cữu thần tôn. Chúng ta chưa bao giờ quên những gì Cửu Thiên Thần Tôn bỏ ra, nhưng lần này chúng ta đến, cũng không phải là vì chuyện này. Vậy thì là chuyện gì? Phải để cho chúng ta làm rõ sao? Chỉ cần các ngươi thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, cứ việc nói rõ. Cuộc chiến diệt tộc của thao thiết yêu tộc, giống như Cửu Thiên Thần Giáo cũng có tham dự. Có gì không ổn? Đó là Xí Thiên Giới chinh chiến đối với thao thiết yêu tộc, vì sao Cửu Thiên Thần Giáo muốn tham dự? Nếu muốn tham dự, cũng là phải liên thủ thao thiết yêu tộc, chặn đánh Xí Thiên Giới mới đúng chứ. Hai mắt của Đông Hoàng Toại do mây mù biến thành lập tức cuồn cuộn mãnh liệt, như là vòng xoáy mãnh liệt, tràn ngập cường quang chói mắt. Xích Thiên Nhân Hoàng, Chu Thiên Điện Chủ, đều nhìn chăm chú nhìn Đông Hoàng Toại, chờ đợi hắn hồi phục. Nhưng, Đông Hoàng Toại trầm mặc, vẫn trầm mặc. Sắc mặt Bùi Thế Cẩm có chút âm trầm. Ta đang chờ ngươi trả lời. Chờ một lát. Chờ cái gì? Chờ ta bình phục lại cảm xúc. Ngươi luống cuống. Ta vội cái gì? Ta là tại bình phục cảm xúc tức giận của ta. Ta mắng 381 đời tổ tông quang mang thần điện ngươi nói nghẹn lời trở về. Làm càn. Các cường giả thần điện phía sau Bùi Thế Cẩm tức giận quát lớn. Ta thả ngươi cái rắm. Đây là thần giáo chúng ta. Rất nhiều tiên tổ đang ngủ say. Đông Hoàng Toại ta không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng bọn cẩu vật các ngươi đây chớ ép quá hung ác. Nếu thật sự chọc giận ta, ta không mắng ngươi phun máu, mẫu thân nó, ta theo họ ngươi. Đông Hoàng Toại quát lớn một tiếng, chấn động đến không gian đều lay động, kéo đến tám phương, trùng kích hơn trăm dặm. Sắc mặt Bùi Thế Cẩm âm trầm xuống, hắn biết Đông Hoàng Toại phách lối cường thế, nhưng không nghĩ tới trong chuyện này còn bá đạo như vậy, lại là còn ở ngay trước mặt trưởng bối như hắn đây. Ta chỉ cần các ngươi giải thích vì sao lại liên thủ Xí Thiên Giới tàn sát hoàng đạo Bắc Bộ, đây là mạo phạm quý giáo rồi. Hay là các ngươi đã làm tốt chuẩn bị kết minh cùng Xí Thiên Giới, muốn triệt để trở mặt cùng Thương Huyền. Quang mang thần điện không còn người nào sao? Bùi Quang Diệu chết rồi, không có Thánh Vương có thể tiếp nhận vị trí điện chủ sao? Nhất định phải để lão hỗn đản cổ hủ như ngươi trở về làm điện chủ. Đông Hoàng Toại giận dữ mắng mỏ chọc giận đám cường giả sau lưng Bùi Thế Cẩm. Nhưng không chờ bọn hắn há miệng, liền bị Đông Hoàng Toại quát mắng. Im miệng, nghẹn lời vừa tới miệng các ngươi trở về, nơi này là Cửu Thiên Thần Giáo, không tới phiên các ngươi làm càn. Thô lỗ! Các cường giả quang mang thần điện cao mày, sau khi Cửu Thiên Thần Tôn chết, đám gia hỏa kia giống như chẳng những không có cục đuôi làm người,
ngược lại càng ngày càng nóng nảy. Đông Hoàng Toại nhìn hằm hằm với ba bên, giọng nói to lớn như tiếng chuông đồng, chấn động cả trời đất. Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện, các ngươi liên thủ đến đây, cũng là đầu rót nước sao? Dám mở miệng nói đầy lời nhảm nhí, chất vấn tại sao chúng ta tham dự chinh chiến, còn tại sao không có liên thủ với Thao Thiết Yêu Tộc? Uổng cho các ngươi hỏi ra như thế. Hai phe hoàng chủ nghiêm mặt, cùng kêu lên đáp lễ. Chúng ta không hiểu cách làm của Cửu Thiên Thần Giáo, xin mời Đông Hoàng Toại giáo chủ làm giải thích. Đông Hoàng Toại không chút yếu thế nào. Loại chuyện này đều không hiểu, các ngươi tự nhận lỗi quy ẩn đi. Xích Thiên Nhân Hoàng quát tháo. Đông Hoàng Toại giáo chủ, nếu như ngươi có thái độ như thế, đừng trách ba bên chúng ta không cho thần tôn đã chết tình cảm. Chu Thiên Điện chủ hét to. Nếu như hôm nay Đông Hoàng Toại giáo chủ ngươi không cho ra một lời giải thích, chúng ta chỉ có thể bằng vào phán đoán của mình, khai thác biện pháp cần thiết. Vì an nguy của Cửu Thiên Thần Giáo, còn xin vị giáo chủ ngươi đây thận trọng cân nhắc, chăm chú trả lời. Tùy tiện phán đoán, Cửu Thiên Thần Giáo ta sẵn sàng nghênh tiếp, cút đi. Đông Hoàng Toại không chút yếu thế, mây mù cuồn cuộn kịch liệt, muốn biến mất. Đông Hoàng Toại, chúng ta chỉ muốn một lời giải thích, có gì không ổn? Chẳng lẽ các ngươi quên vì sao Cửu Thiên Thần Tôn chết? Các ngươi thật muốn hợp minh cùng Xí Thiên Giới sao? Chu Thiên Điện chủ giận dữ bước về phía trước. Đánh giám. Mây mù cuồn cuộn mãnh liệt, một lần nữa tụ thành hình dáng Đông Hoàng Toại, chỉ vào ba bên mà quát mắng. Các ngươi muốn ta giải thích, các ngươi là đang giả bộ hồ đồ, là cố ý làm khó dễ Cửu Thiên Thần Giáo. Tốt, hôm nay ta liền giải thích cho các ngươi nghe, giải thích cho khắp thiên hạ nghe. Cửu Thiên Thần Giáo trấn thủ trung vực Bắc Bộ, chính là phòng đám hung thú tàn ác kia, sống chết mấy ngàn năm qua chưa bao giờ gián đoạn, chúng ta ước gì bọn chúng diệt tuyệt toàn bộ. 3 năm trước đây, thần tôn hao tổn thọ nguyên, sinh mệnh đang ở từng thở hơi cuối cùng, tại thời khắc Thương Huyền vẫn còn liên minh, Thao Thiết Yêu Tộc đã liền bắt đầu dục dịch, cuối cùng cũng liên thủ với hai đại hung tộc tại Thiên Khải, vây bắt Cửu Thiên Hoàng thành ta. Sau đó, thần tôn cố vong. Thao Thiết hoàn toàn không để ý đến hiệp nghị liên minh ban đầu, tùy ý hoắc loạn phương Bắc, đổ sát hàng trăm triệu dân chúng, huyên náo đến mức tiếng oán than vang vọng khắp nơi. Bọn chúng xâm nhập hơn 300.000 dặm cương vực, không chỉ có càng ngày càng cường đại, càng ngày càng điên cuồng, còn mấy lần xâm lấn trung vực Bắc địa. Mà Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo các ngươi biết rõ tình huống chúng ta đặc thù, lại hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm. Nửa năm trước, Quang Mang Thần Điện khinh nhờn quan tài đá của thần tôn ta, dẫn phát hai tộc Thiên Khải hỗn chiến, Thao Thiết Yêu Tộc lại lần nữa thừa dịp loạn tập kích hoàng thành ta, muốn đẩy thần giáo ta vào chỗ chết. Oán hận của chúng ta đối với Thao Thiết Yêu Tộc sớm đã vượt qua mức chịu đựng, thư thỉnh nguyện đến từ dân chúng Bắc Địa, từ lâu đã lấp đầy thần giáo. Ngay cả Thánh Địa Tổ Sơn đều tự mình đến mời chúng ta ra tay trấn áp. Chỉ là thần tôn vừa mới chết, kỳ hạn giữ đạo hiếu chưa qua, Thiên Khải lại bị đám hỗn đản Quang Mang Thần Điện kia uy hiếp, chúng ta vô lực ra tay. Bây giờ Xí Thiên Giới đột nhiên chinh chiến Thao Thiết Yêu Tộc, tốt. Mẫu thân nó, quá tốt. Giáo tôn Đông Hoàng Càn đã giao phó cho ta toàn quyền xử lý sự vụ, ta đương nhiên phải nắm lấy cơ hội, hung hăng diệt hơn ngàn vạn súc sinh kia. Triệt để quét sạch hoàn cảnh Bắc Bộ. Đây chính là các ngươi muốn giải thích, nghe hiểu không? Đông Hoàng Toại càng ngày càng tức giận mà gào thét, khiến cho ba bên chủ nhân Hoàng Đạo lại nhất thời không có lời nào để nói. Đông Hoàng Toại nhìn hằm hằm Bùi Thế Cẩm. Còn dám mặt dạn mày dày tới đây hương sư vấn tội, đầu ngươi 100 năm qua vô dụng, mọc lông sao? Đáy mắt Bùi Thế Cẩm bắn ra ý lạnh, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chu Thiên Điện chủ ho nhẹ vài tiếng, ra mặt hòa giải nói. Toại lão đệ, không nên kích động, sau khi nhận được tin tức, chúng ta chỉ là rất bất ngờ, muốn đến chứng thực xem phải chăng các ngươi có chỗ hợp tác cùng với Xí Thiên Giới. Bây giờ thế cục Thương Huyền vi diệu, còn xin hiểu cho những gì chúng ta lo lắng. Hợp tác, ha ha. Đông Hoàng Toại cười lạnh hai tiếng. Xích Thiên Nhân Hoàng uy nghiêm lãnh túc. Đông Hoàng giáo chủ cười là có ý gì? Đông Hoàng Toại cao giọng nói. Trên sự kiện vây bắt Thao Thiết này, xác thực là đã hợp tác. Sau này thì sao? Sau này thì phải nhìn tình huống. Nếu mà bắt buộc, vẫn phải hợp tác. Đông Hoàng Toại trực tiếp nói thẳng. Ánh mắt sắc bén quét về phía Bùi Thế Cẩm. Chu Thiên Điện chủ cùng Xích Thiên Nhân Hoàng trao đổi ánh mắt,
có chút không nắm chắc được đây rốt cuộc là nói nhảm hay là thật sự có ý hợp tác cùng Xí Thiên Giới. Bùi Thế Cẩm lạnh lùng nói. Ngươi làm giáo chủ thần giáo, là cần phụ trách truyền thừa cùng giáo chúng cho thần giáo, bất cứ chuyện gì đang làm, trước khi quyết định cũng đều phải thận trọng cân nhắc. Đông Hoàng Toại chỉ đến Bùi Thế Cẩm. Ta, Đông Hoàng Toại, hôm nay dùng danh nghĩa giáo chủ tuyên cáo, nếu như ngày nào đó Xí Thiên Giới chinh chiến Đại Quang Mang Thần Điện, Cửu Thiên Thần Giáo sẽ phối hợp toàn giáo, huyết chiến đến cùng. Đáy mắt Bùi Thế Cẩm bắn tung tóe ý lạnh. Ta cũng dùng danh nghĩa Điện Chủ Thần Điện tuyên cáo, nếu như Cửu Thiên Thần Giáo còn dám mạo phạm Thần Điện, sẽ không tiếc cái giá, diệt trừ Cửu Thiên Thần Giáo các ngươi. Vậy chúng ta cứ đợi đến lúc đó, xem ai xóa tên khỏi Thương Huyền trước. Cút đi, lão hỗn đản, lần sau còn dám đến trước mặt thần giáo ta làm càn, chặt đầu của ngươi làm cái bô. Đông Hoàng Toại nói xong, mây mù lại lần nữa cuồn cuộn kịch liệt, vờn quanh thần giáo. Bùi Thế Cẩm nhìn qua Cửu Thiên Thần Giáo thẳng nhập trời cao, tức giận mà gầm nhẹ. Cửu Thiên Thần Tôn chết rồi, ép không được bọn hắn sao? Danh uy Cửu Thiên Thần Giáo mấy ngàn năm góp nhặt sớm muộn sẽ hủy ở trên tay bọn họ. Sắc mặt của Chu Thiên Điện Chủ trầm xuống, lập tức nhắm đầu mâu ngay Bùi Thế Cẩm. Nếu như không phải là Quang Mang Thần Điện các ngươi mạo phạm quan tài đá của Cửu Thiên Thần Tôn, chuyện tuyệt đối sẽ không rơi xuống tình trạng bây giờ. Hắn thấy, Cửu Thiên Thần Giáo đột nhiên không còn thần tôn, lại còn là bởi vì lùng bắt Xí Thiên Giới mà chết, vốn đã mẫn cảm lại uất ức, lúc trước Quang Mang Thần Điện thực sự không nên khiêu khích, càng không nên nhục nhã. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo lùi bước, ẩn nhẫn tại thời kỳ suy yếu này, tất cả hoàng đạo chắc chắn sẽ liền coi thường, cho nên bọn hắn chỉ có thể tức giận mà phản kích. Dù sao sự kiện thao thiết lần này cũng hơi có thành phần trả thù. Xích Thiên Nhân Hoàng cũng nói. Ta nhắc nhở ngươi, Bùi Thế Cẩm, cũng hy vọng ngươi có thể chuyển lời cho thần tôn các ngươi. Bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo chính là cần trấn an, mà không phải tấp nập khiêu khích, nếu không, khi thật sự nháo đến tình trạng không thể cứu vãn, tất cả mọi hậu quả do Quang Mang Thần Điện các ngươi phụ trách. Bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo là miệng cọp gan thỏ, cũng chỉ là phô trương thanh thế, nếu thật sự là chúng ta liên thủ hung hăng giáo huấn, bọn hắn sẽ lập tức buông xuống tư thái. Nếu như sớm tại trước đó, thời điểm Cửu Thiên Thần Giáo giết Điện Chủ Thần Điện ta, các ngươi có thể bỏ mặc thần tôn chúng ta tự mình trừng trị Cửu Thiên Hoàng Thành, bọn hắn tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dáng này hôm nay. Bọn hắn chính là nhìn hai phương chí tôn hoàng đạo các ngươi che chở, cho nên mới không có sợ hãi. Bùi Thế Cẩm há có thể yếu thế, hắn giận dữ chỉ trích hai đại hoàng đạo dung túng. Xích Thiên Nhân Hoàng giận tím mặt, không lo được đây là vị chủ nhân hoàng đạo tiền nhiệm mà quát lớn. Ngươi không nhìn xem giáo tôn thần giáo bây giờ là ai? Là Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Càn không sợ trời không sợ đất, làm việc càng không hề cố kỵ. Nếu như thần tôn các ngươi thật sự ra tay, mà hai bên chúng ta ngồi nhìn mặc kệ, ta cam đoan Đông Hoàng Càn sẽ lập tức mang theo Cửu Thiên Hoàng Thành xâm nhập hư không. Thần tôn các ngươi tuy là thần linh, nhưng hắn là thánh hoàng không gian, còn nắm di cốt thần tôn trong tay, nếu như hắn muốn chạy, thần tôn các ngươi đều ngăn không được. Đến lúc đó, khắp thiên hạ đều biết Thương Huyền chúng ta vứt bỏ Cửu Thiên Thần Giáo. Đến lúc đó, Cửu Thiên Thần Giáo chắc chắn sẽ tìm Xí Thiên Giới nương tựa. Đến lúc đó, uy hiếp của Xí Thiên Giới sẽ lại tăng gấp hai trở lên. Các hoàng đạo Thương Huyền ai còn là đối thủ? Bọn hắn không dám. Người khác không dám, Đông Hoàng Càn dám. Hắn không dám. Ngươi dám cực không? Xích Thiên Nhân Hoàng chỉ vào Bùi Thế Cẩm giận dữ mà quát mắng. Ba bên hoàng chủ cường thế giằng co, các cường giả đi cùng ở phía sau bọn họ đều bị chấn động mà câm như hến, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bùi Thế Cẩm cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn thật không tin Đông Hoàng Càn dám mang theo thần giáo tìm Xí Thiên Giới nương tựa, dù sao thần tôn của bọn hắn cũng là vì lùng bắt Xí Thiên Giới mà chết, mà cái giá tìm Xí Thiên Giới nương tựa là quá lớn. Nhưng, nghĩ đến cái tên Đông Hoàng Càn điên điên khùng khùng kia, hắn thật đúng là không dám đánh cược, coi như cuối cùng Cửu Thiên Thần Giáo không tìm Xí Thiên Giới nương tựa, cũng khẳng định sẽ tại thời khắc tất yếu điên cuồng làm loạn. Sau khi kiềm chế một lát, sắc mặt Chu Thiên Điện Chủ hơi chậm lại. Bây giờ cục diện Thương Huyền đã đủ loạn, mời Quang Mang Thần Điện các ngươi đừng lại làm loạn thêm. Xích Thiên Nhân Hoàng cũng nói. Khương Phàm có được pháo đài di động như Xí Thiên Giới đã khống chế quyền chủ động, nếu như bây giờ chúng ta còn nội loạn, không chỉ sẽ cho Khương Phàm cơ hội, sẽ còn biến thành trò cười cho thiên hạ.
nhất là chí tôn hoàng đạo chúng ta, nếu như nội đấu, ngay cả đế tộc đều sẽ thông qua bát bộ hoàng đạo không cố kỵ gì mà nhúng tay vào cách cục Thương Huyền. Đến lúc đó, tận thế của Thương Huyền mới thật sự đến rồi. Bùi Thế Cẩm bình phục lại cảm xúc, nói. Ta có thể bảo đảm, Quang Mang Thần Điện thề sống chết bảo vệ địa vị chí tôn hoàng đạo, cũng tuyệt đối không cho phép Thương Huyền bị ngoại địch xâm lấn. Chu Thiên Điện chủ nói. Như vậy rất tốt, nếu chúng ta đã tụ ở chỗ này, không ngại thương lượng chuyện thao thiết yêu tộc một chút. Hơn 10 triệu thú triều nơi đó bị xí thiên giới đổ sát sạch sẽ, thao thiết thánh hoàng tại Thiên Khải khẳng định sẽ báo thù, còn có thể sẽ bị bạch hổ yêu tộc cổ động, dẫn hai đại hung tộc đào ngột, cùng kỳ tiến đến Thương Huyền. Xích Thiên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Bọn chúng không dám, nếu như thao thiết yêu tộc xin mời đế tộc đến Thương Huyền, hiệp nghị đế tộc 8 đời trước đó chẳng khác nào triệt để phế bỏ, đến lúc đó toàn bộ Thương Huyền đều sẽ biến thành chiến trường. Hậu quả dù là ai thì cũng sẽ không có cách nào khống chế được. Chu Thiên Điện chủ nói. Bạch Hổ sẽ không tùy tiện đến Thương Huyền, nhưng thao thiết yêu tộc tàn bạo điên cuồng, bọn chúng bị tàn phá như thế này, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Đề nghị của ta là, đầu tiên trấn an thao thiết yêu tộc, để bọn chúng tránh xúc động, hai là nghĩ ra một biện pháp có thể thực hành, hung hăng giáo huấn xí thiên giới. Ngươi có biện pháp? Xích Thiên Nhân Hoàng cùng Bùi Thế Cẩm đều nhìn về Chu Thiên Điện Chủ. Bọn hắn ngay cả một khắc cũng đều không có quyền uy hiếp từ xí thiên giới, cũng đã nghĩ qua vô số phương pháp dụ bắt xí thiên giới, nhưng cũng đi cũng không có quá nhiều cách có hiệu quả, dù sao đám cuồng đồ kia cũng là trốn ở trong hư không mênh mông, ngay cả cửu thiên thần tôn cũng không tìm tới. Việc này qua đi, khẳng định là xí thiên giới sẽ muốn giấu đến bên trong thâm không, luyện hóa hấp thu thi hài thao thiết yêu tộc, cũng có thể trốn 2-3 năm. Muốn dụ bắt đi ra, chỉ sợ là không thực tế. Việc chúng ta có thể làm, chỉ có thể là, lùng bắt, trước tiên đừng kích động, ta biết lùng bắt xí thiên giới cực khó, nhưng chúng ta không thể không hành động lần nữa, nếu không khắp thiên hạ đều sẽ xem chúng ta là trò cười. Mấy hoàng đạo ngoại vực kia vì cầu tự vệ, cũng có thể là liên hệ càng thêm chặt chẽ cùng phía sau đế tộc bọn hắn. Ngươi nói thẳng cách của ngươi. Cửu thiên thần tôn đã chết. Hẳn là xí thiên giới đã buông lỏng cảnh giác, đề nghị của ta là tập kết tất cả võ giả không gian Thương Huyền, vung đến trong hư không bí mật lùng bắt. Mấu chốt nhất trong này chính là cửu thiên thần giáo. Ba bên chúng ta liên danh, đầu tiên bảo đảm địa vị cùng sự an toàn của cửu thiên thần giáo tại Thiên Khải và Thương Huyền, cũng hứa hẹn vạn năm sau này, cửu thiên thần giáo đều là chí tôn hoàng đạo. Sau đó hứa hẹn, nếu như có thể tìm tới xí thiên giới. Ba bên chí tôn hoàng đạo chúng ta sẽ bảo đảm ba vị thánh vương của bọn hắn tiến đến thánh hoàng trong vòng 10 năm. Ngươi nói cái gì? Bùi Thế Cẩm và Xích Thiên Nhân Hoàng đều cau chặt lông mày, bảo đảm địa vị chí tôn vạn năm đã rất quá đáng, còn muốn bọn hắn bồi dưỡng thánh hoàng cho thần giáo. Muốn ổn định cửu thiên thần giáo, phải dùng thành ý, muốn cửu thiên thần giáo ra sức, cũng phải dùng trọng thù. Chỉ cần cuối cùng có thể tìm tới xí thiên giới, ta cảm thấy đều đáng để bỏ ra. Mà, nếu cửu thiên thần giáo mạnh lên, đối với cục diện vững chắc của Thương Huyền mà nói, trong ngắn hạn là tuyệt đối có lợi. Xích Thiên Nhân Hoàng vẫn cau mày. Muốn bồi dưỡng Thánh Hoàng, không phải nói một chút liền có thể làm được. Chu Thiên Điện chủ hừ lạnh. Chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, không có việc gì là không thể. Huống chi còn là do ba bên thần tộc chúng ta liên thủ. Bùi Thế Cẩm không chỉ là lo lắng, càng là mâu thuẫn. Ngay cả cửu thiên thần tôn cũng không tìm tới xí thiên giới, chỉ bằng Đông Hoàng Càn có thể làm được sao? Chu Thiên Điện chủ cũng giận. Ta nói không rõ ràng, hay là ngươi nghe không hiểu? Bây giờ xí thiên giới buông lỏng cảnh giác, rất có thể đang tung bay ở nơi nào đó, mà không phải trốn vào hải vực không gian giống như lúc trước. Mà, điều ta nói chính là chỉ cần cửu thiên thần giáo có thể tìm tới, chúng ta mới nguyện ý toàn lực bồi dưỡng. Loại chuyện bồi dưỡng thánh hoàng cho người khác này, ta không làm chủ được, cần trở về cân nhắc cùng thần tôn. Xích Thiên Nhân Hoàng đều muốn vặn lông mày thành u cục, thánh hoàng há lại nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng. Cái chủ ý này đơn giản là hoang đường. Cho dù Xích Thiên Thần Triều bọn hắn đều miễn cưỡng cam đoan 3 người, Quang Mang Thần Điện mới 2 người. Thao thiết yêu tộc càng là cần tàn nhẫn thôn phệ toàn tộc, mới có thể thúc thăng thánh hoàng. Nếu như muốn cưỡng ép bồi dưỡng thánh hoàng cho thần giáo, tất nhiên cần vận dụng loại hình thần cốt, thần vật. Lại bồi dưỡng 3 người. Cửu thiên thần giáo có 4 thánh hoàng. Thua thiệt lão tiểu tử này có thể nghĩ ra.
Xích Thiên Nhân Hoàng cùng Quang Mang Điện Chủ đều liếc mắt nhìn Chu Thiên Điện Chủ, gia hỏa này sẽ không phải bí mật thông đồng cùng Cửu Thiên Thần Giáo đấy chứ. Đây là phương pháp duy nhất mà Chu Thiên Thần Điện chúng ta có thể nghĩ ra được. Chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm một lần, ra tay bất ngờ, thật sự đều có khả năng khóa chặt Xí Thiên Giới, đến lúc đó. Các hoàng đạo thương huyền toàn thể xuất động, tất nhiên có thể triệt để hủy đi Xí Thiên Giới. Đương nhiên, nếu các ngươi có chủ ý khác, cùng nói ra mà thảo luận. Nếu như đều không có, tốt nhất vẫn là nên chăm chú cân nhắc chủ ý này của Chu Thiên Thần Điện chúng ta. Hai vị hoàng chủ, chúng ta thật sự không thể nào trì hoãn được nữa, nhất định phải lần nữa triển khai hành động, chứng minh thái độ cùng thực lực của chúng ta với thiên hạ. Nhất là thời kỳ đặc thù thao thiết yêu tộc bị thương này, nếu như không thể làm yên lòng đám hung tàn dã thú kia, hậu quả thật sự khó mà liệu được. Bầu không khí thoáng trầm mặc, sau khi Xích Thiên Nhân Hoàng cùng Bùi Thế Cẩm bình phục cảm xúc, cũng bắt đầu chăm chú cân nhắc. Mặc dù vô cùng mâu thuẫn, nhưng không thể không thừa nhận, kế hoạch này vẫn có khả thi nhất định. Bây giờ, chỗ dựa lớn nhất của Xí Thiên Giới chính là ẩn nấp, một khi hoàn toàn bại lộ, không có chỗ nào có thể trốn, mà nhất định bị triệt để hủy diệt. Chu Thiên Điện Chủ tiếp tục nhắc nhở. Những hoàng đạo ngoại vực như Cửu Lê Thần Cung, Thái Cổ Thần Miếu kia, đều không có đầy đủ lực hiệu triệu, cũng không phải là rất dụng tâm muốn lùng bắt Khương Nghị, người thật sự có thể làm ra quyết định, cũng hẳn là gánh vác lên trách nhiệm bảo vệ thương huyền, chỉ có chí tôn hoàng đạo chúng ta. Ta thỉnh cầu, đừng lại nội đấu, làm chút chính sự đi. Bùi Thế Cẩm khẽ nhíu mày, bất mãn ám chỉ sau cùng của Chu Thiên Điện Chủ, Quang Mang Thần Điện bọn hắn thậm chí còn hoài nghi Chu Thiên Thần Điện đã cùng mật hợp tác Xí Thiên Giới bí. Quang Mang Thần Tôn chúng ta gần đây sẽ trở lại thần điện, đến lúc đó sẽ triệu tập cao tầng toàn điện, thận trọng cân nhắc đề nghị của các ngươi. Tuy nhiên hôm nay ta tới, còn có một chuyện quan trọng hơn muốn thương lượng cùng các ngươi. Kim Ô, Xích Thiên Nhân Hoàng cùng Chu Thiên Điện chủ cơ hồ là trăm miệng một lời. Nếu như không phải đột phát sự kiện thao thiết, thì đây không thể nghi ngờ sẽ là vấn đề quan trọng nhất, nghiêm trọng nhất trước mắt. Ta đề nghị, liên hợp vấn trách. Xin mời Phù Tang Thần Cung giải thích. Bùi Thế Cẩm không thể nào chỉ dựa vào mấy khối tinh thạch ký ức liền trực tiếp phán định Phù Tang Thần Cung bí mật mưu đồ cùng Xí Thiên Giới, nhưng cục diện thương huyền bây giờ quá phức tạp, bọn hắn không có càng nhiều thời gian điều tra kỹ càng, tốt nhất là liên hợp vấn trách. Các ngươi thật sự nhìn thấy Kim Ô ở bên trong tinh thạch ký ức rồi. Xích Thiên Nhân Hoàng rất thận trọng. Theo lý thuyết, đám Kim Ô Phù Tang Thần Cung kia đã lừa thảm phần Thiên Thần Hoàng ở kiếp trước rồi. Sau khi phần Thiên Thần Hoàng chuyển sinh hẳn là sẽ chỉ trả thù, không thể nào lại có hợp tác. Nhưng thế sự phát triển thường không thể nào hoàn toàn theo ý muốn mà đi, chuyện không hợp tình không hợp lý trên thế gian nhiều lắm, ai biết bên trong liên lụy đến bí mật gì không muốn người khác biết. Ai biết giữa Khương Phàm cùng Kim Ô đã làm loại giao dịch nào. Hôm nay ta mang tinh thạch ký ức đến, tạm thời chỉ có viên này, những khối khác đều đang siêu tập. Bùi Thế Cẩm ném tinh thạch ký ức cho bọn hắn. Sau khi Xích Thiên Nhân Hoàng cùng Chu Thiên Điện chủ cẩn thận xem xét, sắc mặt đều âm trầm xuống. Đó thật sự là Kim Ô. Mặc dù hình ảnh cách rất xa, có chút mơ hồ, nhưng Xích Thiên Thần Triều trấn thủ trung vực Đông Bộ, kẻ uy hiếp chính là Man Hoang chiến tộc ở Đông Bắc cùng Kim Ô yêu tộc ở Đông Bộ, cho nên đối với Kim Ô không thể quen thuộc hơn nữa. Phù Tang Thần Cung và Phù Tang Thần Thụ có thể cảm nhận được tất cả huyết mạch Kim Ô tại Thương Huyền, cũng có thể hấp dẫn tất cả yêu thú có huyết mạch Kim Ô tiến về triều bái. Nếu Kim Ô bên cạnh Khương Phàm là thánh linh cảnh liền không có khả năng đột nhiên xuất hiện, nhất định là hắn đã dốc lòng bồi dưỡng ra được. Từ thức tỉnh huyết mạch đến từng bước trưởng thành, chẳng lẽ Phù Tang Thần Thụ cũng không có cảm giác? Chẳng lẽ Kim Ô yêu tộc đều hoàn toàn không biết? Chu Thiên Điện chủ hỏi Xích Thiên Nhân Hoàng, đối với đám kia Kim Ô, Xích Thiên là hiểu rõ nhất. Xích Thiên Nhân Hoàng cảm thấy chĩu nặng, nói. Phù Tang Thần Thụ chính là chân chính thần thụ, xác thực có năng lực hấp dẫn cùng cảm nhận được huyết mạch Kim Ô. Kim Ô yêu tộc chính là bằng vào Phù Tang Thần Thụ, mới có thể một mực thu góp linh cầm có được huyết mạch Kim Ô toàn thương huyền, mang về bồi dưỡng. Chu Thiên Điện chủ trầm giọng nói. Có biết được là, Phù Tang Thần Cung đã sớm biết bên cạnh Khương Phàm có Kim Ô rồi hay không? Sắc mặt Xích Thiên Nhân Hoàng càng là âm trầm. Đây đúng là Kim Ô Thánh Linh Cảnh, Phù Tang Thần Cung khẳng định biết. Chuyện quan trọng như vậy, vì sao Phù Tang Thần Cung không nói với chúng ta? Bình tĩnh mà xem xét, bọn chúng không nhất định phải nói với chúng ta.
Nhưng, Xích Thiên Nhân Hoàng hơi trầm mặc, ánh mắt dần dần nghiêm khắc. Bọn chúng giống như cũng không có khai thác qua bất cứ hành động gì. Mà từ khi Khương Phàm quật khởi đến nay, cũng không có từng có bất cứ tiếp xúc gì cùng Kim Ô yêu tộc, thậm chí từ mặt ngoài đến xem đều chiếu từng tới đông bộ. Suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thật là khả nghi. Chu Thiên Điện Chủ nói, Phù Tăng Thần Thụ, Liệt Dương quả đối với yêu thú và linh văn hệ hỏa mà nói, đều là bảo dược tuyệt hảo. Khương Phàm không có đánh chủ ý đến nơi đó, xác thực rất khả nghi. Bùi Thế Cẩm đi tới, nói, chúng ta không thể chỉ bằng vào mấy khối tinh thạch ký ức, liền hoài nghi Kim Ô yêu tộc. Nhưng nếu quả như thật sự có liên hệ bí mật, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Xích Thiên Nhân Hoàng nắm chặt tinh thạch ký ức. Chúng ta liền liên hợp đến vấn trách, xin mời Phù Tăng Thần Cung giải thích. Chu Thiên Thần Điện nói, vì lý do an toàn, vẫn chờ thần tôn của chúng ta trở về, tự mình đi qua hỏi một chút. Bùi Thế Cẩm và những người còn lại đều trầm mặc biểu thị đồng ý, nếu như Khương Phàm thật sự có liên hệ cùng Phù Tăng Thần Cung, nói không chừng Xí Thiên Giới đang ẩn giấu ở trong hư mảnh không bị Phù Tăng Thần Thụ đốt thấu kia chăng? Mà cây Phù Tăng Thần Thụ kia lại có thể bộc phát ra thần uy của thần linh. Trước khi rời khỏi, Chu Thiên Điện Chủ lại nói, hỏi trước Phù Tăng Thần Cung, sau đó lại thảo luận đề nghị của ta. Ta nhắc lại một lần nữa, chuyện Thao Thiết Yêu tộc bị diệt này ảnh hưởng quá lớn, chúng ta nhất định phải có hành động. Ngày 25 tháng 8, sau khi sự kiện Thiên Khải lần lượt được xử lý tốt, Quang Mang Thần Tôn, Chu Thiên Thần Tôn, Xích Thiên Thần Tôn, toàn bộ đều trở về Thương Huyền. Sau khi hiểu rõ kỹ càng tình huống, vào ngày 26, ba vị thần tôn liền tự mình mang theo cường giả đi tới đông bộ Thương Huyền. Nhưng, ngay tại thời điểm bọn hắn lần lượt muốn đến Phù Tăng Thần Cung, một trận lại tiếp lấy một trận ngoài ý muốn, như cuồng phong như mưa rào xâm nhập bên trong sự kiện Thao Thiết đang chìm ngâm ở Thương Huyền Đại Lục. Ngày mùng 1 tháng 9, sau 20 ngày Thao Thiết Yêu tộc bị hủy diệt, hải vực Bắc Bộ Thương Huyền, cách Tân Hải 350.000 dặm, Xí Thiên Giới ẩm vang giáng lâm, chặn đánh Thao Thiết Thánh Hoàng đang điên cuồng trở về. Sau khi lão tổ Thao Thiết Thánh Hoàng lấy được tin tức, liền để lại mấy triệu Thao Thiết trấn thủ hoàng thành, một mình mang theo hai vị thánh vương, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bắc Thiên Môn, cũng giáng lâm đến Bạch Hổ đế tộc. Nhưng, lúc bọn chúng đang muốn thông qua tế đàn không gian đế tộc nơi đó tiến về tổ địa, tế đàn không gian ngoài ý muốn đã tách mất liên hệ. Lão tổ Thao Thiết Thánh Hoàng lập tức ý thức được không ổn, liền mang theo hai vị thánh vương vượt ngang Bạch Hổ đại lục, trở về Bắc Địa Thương Huyền. Sau đó Bạch Hổ đế tộc xuất động một vị Bạch Hổ Thánh Hoàng, cũng thân lệnh hai phe hung thú yêu tộc Đào Ngột và cùng kỳ khẩn cấp điều động bốn vị thánh vương và sáu vị thánh linh tiến về khu vực Tân Hải Thương Huyền Bắc Bộ, hình thành uy hiếp, hỗ trợ Thao Thiết yêu tộc. Nhưng, lão tổ Thao Thiết Thánh Hoàng vô cùng lo lắng trở về, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Hoang Nguyên cực Bắc đã bị đổ sát, càng không có nghĩ tới chính là, Xí Thiên Giới sau khi đổ sát Thao Thiết yêu tộc cũng không có trốn đi tu dưỡng, mà là lao thẳng đến hải vực Bắc Bộ. Bình thường mà nói, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chặn đánh Thánh Hoàng lão tổ, không thể nghi ngờ là mạo hiểm cực độ, thậm chí có chút thiên phương dạ đàm. Dù sao đó cũng là các lão tổ tông hoàng đạo, cảnh giới Thánh Hoàng đều đã vững chắc hơn ngàn năm, lại còn là siêu cấp hung thú hung tàn, nhưng Xí Thiên Giới vẫn làm. Không phải mạo hiểm, mà là làm đủ bố trí bí mật. Sau khi bọn hắn cao điệu giáng lâm đến hải vực thì đã lập tức bắt đầu càn quét đuổi đi, phạm vi hơn vạn dặm hải dương triệt để bị dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nhanh chóng ẩn nấp. Giữa trưa ngày mùng 1 tháng 9, khi Thao Thiết Hoàng tổ phóng tới giữa mênh mông thiên hải, địa ma thụ tiềm phục ở bên trong hải triều đột nhiên hành động, chặn đánh Thao Thiết Hoàng tổ. Bằng vào ưu thế tập kích cùng hỗn loạn mà địa ma thụ đưa tới, Kiều Vô Hối liên thủ với Ngưu Thái Bình, Ngưu Chính Nguyên, chặn đánh một vị Thao Thiết Thánh Vương. Khương Qua, Khương Quỳ, liên thủ với Thiên Hồ Thánh Vương, chặn đánh vị Thánh Vương khác kia. Trước khi hai vị Thao Thiết Thánh Vương bạo tẩu, cưỡng ép đánh giết, khóa chặt chiến cuộc. Kiều Vô Hối lập tức thi triển Thiên Mệnh Chiến Giới, liên thủ với Khương Quỳ, trợ công địa ma thụ. Địa ma thụ hấp thu toàn bộ lực lượng dây leo, cảnh giới tăng vọt, Kiều Vô Hối thì có thể thông qua Thiên Mệnh Chiến Giới cưỡng ép áp chế cảnh giới đối phương, mà Khương Quỳ thì khống chế hai trái tim Thánh Hoàng lấy được từ Hoang Nguyên cực Bắc. Ba bên cường thế liên thủ dây dưa với lão tổ Thánh Hoàng, đồng thời Xí Thiên Giới ẩm vang giáng lâm, vung ra xiềng xích hỗn độn, chuẩn bị trợ giúp bất cứ lúc nào. Đối mặt với việc tộc nhân chết thảm,
địa ma thụ bao vây tiêu diệt, cùng bọn người thiên hậu kích thích nói ra câu, diệt tộc, thao thiết hoàng tổ đã triệt để điên cuồng, giết tới bạo tẩu, kích phát huyết mạch cơ hồ muốn thể hiện ra thần uy. Sau mấy trăm lần, Khương Quỳ dẫn đầu tan tác, Kiều Vô Hối bị trọng thương, địa ma thụ đau khổ kiên trì, sau đó chật vật chạy trốn. Xiềng xích hỗn độn của xí thiên giới hoành kích thiên hải, quấn quanh toàn bộ bọn hắn, cưỡng ép di chuyển, đồng thời xí thiên giới bộc phát cường quang, muốn trốn về hư không. Thao thiết hoàng tổ gào thét, theo sát xiềng xích hỗn độn, ngang nhiên đuổi giết tới nội bộ xí thiên giới. Nó không chỉ có thể thôn vệ năng lượng từ tộc nhân, mà còn có thể thôn vệ năng lượng trời đất, cường hãn sức lực cho chính mình. Bên trong xí thiên giới khẳng định là tài nguyên ở khắp nơi trên đất, càng có mấy trăm vạn cường giả, chỉ cần có thể thôn vệ hơn phân nửa, cảnh giới chắc chắn sẽ thẳng bức thần linh. Xí thiên giới sẽ biến thành khu vực săn bắn của nó. Về phần cái gọi là hỗn độn cự long của xí thiên giới, hẳn chỉ là có tác dụng bảo vệ, tuyệt đối không phải thần linh thật sự. Nó, muốn triệt để hủy diệt xí thiên giới. Nhưng, khi thao thiết thánh hoàng thành công giết đến xí thiên giới, khi xí thiên giới phong bế toàn diện ẩn vào hư không, khi thao thiết thánh hoàng chuẩn bị đại khai sát giới, nghênh đón nó. Lại là cửu thiên thần tôn. Mượn nhờ tính bí ẩn cùng sự phong bế của xí thiên giới, cửu thiên thần tôn không cần lo lắng tiết lộ thần uy và vết tích để lại, tự mình ra tay phối hợp với địa ma thụ, thành công trấn áp thao thiết hoàng tổ lại. Đây là cửu thiên thần tôn chủ động tiến đến. Hắn biết rõ sự cường hãn và hung tàn của thao thiết yêu tộc, nếu tuyên chiến thì liền sẽ triệt để trọng thương, tuyệt đối không thể để lão tổ thao thiết cấp thánh hoàng còn sống, nếu không dưới sự điên cuồng thì chuyện gì nó cũng đều làm ra được. Cho nên, hắn nhịn xuống suy yếu, nhấc lên nguy hiểm, tự mình đi ra. Cửu thiên thần tôn đột nhiên giáng lâm, thật sự là đã làm cho lão tổ thao thiết bị kinh ngạc, lập tức điên cuồng ác chiến, ý đồ muốn thoát khỏi xí thiên giới. Nhưng, nếu cửu thiên thần tôn đã nhúng tay liền không khả năng lại cho nó cơ hội. Dưới thần uy không gian áp chế xuống, địa ma thụ cuồng bạo ác chiến, cuối cùng trấn áp được lão tổ thao thiết. Đến tận đây, tộc chân thao thiết yêu rong ruổi bắc địa đã lọt vào trọng thương mang tính hủy diệt. Mặc dù thiên khải chiến trường còn có mấy triệu thú triều tinh nhuệ, mặc dù nơi đó còn có ba vị thánh vương cường hãn, nhưng giải quyết hơn 10 triệu thú triều ở hạ giới, cùng với vị lão tổ tông thánh hoàng này, thao thiết yêu tộc không đủ để lại hình thành uy hiếp chí mạng đối với xí thiên giới được nữa. Mặc dù xí thiên giới tổn thất nặng nề, nhưng tương tự bọn họ cũng đã thu hoạch rất phong phú. Đầu tiên là triệt để đánh ra danh uy, để tất cả cường tộc đều biết, bọn hắn không cần dựa vào Khương Nghị, cũng có thể có năng lực ngạnh kháng mà đổ sát hung thú hoang cổ hung tàn nhất. Thứ hai chính là dòng dã hơn 3 vạn bộ di hài thao thiết. Mặc dù nhìn số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng những thao thiết bị săn giết này đều là nuốt bộ tộc sau khi cưỡng ép tăng lên cảnh giới, tinh huyết khí tức toàn thân đều là bành trướng không gì sánh được, trong quá trình nuốt đồn bọn chúng còn tiếp tục hình thành huyết đan đặc biệt. Loại huyết đan thao thiết này cũng là chỗ căn nguyên để thao thiết có thể cưỡng ép tăng lên cảnh giới, có được công hiệu cực kỳ đặc thù. Cho nên hơn 3 vạn bộ di cốt thao thiết, tương đương với 6 triệu, thậm chí là càng nhiều thao thiết chồng chất lên. Sau đó cưỡng ép thúc thăng đi ra lão tổ thao thiết thánh hoàng, cùng hai vị thao thiết thánh hoàng. Đây mới thật sự là bảo bối. Thậm chí, đối với tu luyện mà nói, còn quý giá hơn tân tấn thánh hoàng. Bởi vì bọn chúng đều là thao thiết đã nuốt hơn 100 vạn thú triều cùng tài nguyên rộng lượng, cưỡng ép thôi phát, trong thân thể có huyết đan cực kỳ quý giá. Đối với kích phát tiềm lực huyết mạch mà nói, công hiệu có thể so với siêu cấp đan dược thiên phẩm. Khi Bạch Hổ Thánh Hoàng mang theo hai đại hung thú vượt biển mà đến, xí thiên giới sớm đã rời khỏi 3 ngày, mặt biển đều đã khôi phục bình tĩnh. Bọn chúng thậm chí còn không biết thao thiết Thánh Hoàng đã gặp nạn, tiếp tục phóng tới phía trước. Cho đến khi có chút hải thú may mắn còn sống sót ngăn bọn chúng lại, thế mới biết xí thiên giới đã giáng lâm, còn lôi lão tổ thao thiết Thánh Hoàng đi đến, sau đó biến mất. Bạch Hổ Thánh Hoàng không tin xí thiên giới có thể vây giết thao thiết Hoàng Tổ. Nhưng sau khi xí thiên giới biến mất cũng đã không còn xuất hiện nữa, khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra hoài nghi. Mà tin tức nơi này cũng đã vượt ngang mấy chục vạn dặm hải dương, truyền đến Thương Huyền Bắc Địa đang chìm ngâm ở trong chấn động. Bắc Địa Thương Huyền lại lần nữa lâm vào chấn động. Chẳng lẽ xí thiên giới giết đỏ cả mắt sao, lại còn dám chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Lão tổ thánh hoàng của thao thiết yêu tộc lại bị cuốn đi rồi. Là nó giết đến.
hay là bị kéo vào. Lấy tính cách hung tàn của Thao Thiết, khẳng định là quấy xí thiên giới đến nát như trăng. Nếu như không thể đồ sát nơi đó, thật có khả năng trực tiếp tự bạo, nhất định có thể triệt để hủy xí thiên giới. Tin tức nhấc lên sóng to gió lớn, từ Bắc Địa đang sôi trào nhanh chóng khuếch tán về phía Nam. Tin tức thứ hai thì là Khương Phàm xuất hiện tại Thần Dụ Chi Hải. Ban đầu tin tức truyền ra từ Tây Bộ Thương Huyền, khuếch tán đến Nam Bộ, Bắc Bộ. Nhưng bởi vì Bắc Bộ đột nhiên bộc phát chiến tranh, tin tức này đã bị ngăn truyền bá, chỉ là cực hạn tại các vùng Tây Nam và Tây Bắc, cũng chỉ là kích thích miếu chủ thần miếu, Hạo Diệp. Cho đến khi xí thiên giới tiến vào hư không, cũng chính là vào tháng 9, mới bắt đầu khuếch tán một lần nữa, cũng càng lúc càng nhanh hơn. Khương Phàm xuất hiện ở thế giới mới tại Thần Dụ Chi Hải, còn săn giết cự long. Tin tức oanh động, lại nương theo ngờ vực vô căn cứ. Mọi người khó có thể tưởng tượng được Khương Phàm lại có tâm tư đi ra bên ngoài thám hiểm. Dù sao xí thiên giới cũng vừa mới tập kích hoang nguyên cực bắc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở hải vực. Chẳng lẽ trận kia tập kích, Khương Phàm cũng không ở đấy. Ngay cả cửu lê ma tộc sớm tại cuối tháng 8 đã đạt được tin tức đều không có lập tức hành động, mà phái người đến thế giới mới bí mật điều tra, xác minh tính chân thực. Bởi vì coi như Khương Phàm thật sự xuất hiện tại thế giới mới, sau khi săn giết cự long chỉ sợ cũng đều đã trốn. Duy chỉ có sau khi lấy được tin tức về miếu chủ thái cổ thần miếu, Hạo Diệp mới coi trọng cao độ, dưới tình huống không có xin chỉ thị lão tổ thánh hoàng, bí mật lao tới thế giới mới. Về tin tức thứ ba thì là hoàng đạo thái uyên cực địa ở thần khắp chi hải đột nhiên nổi lên tại thiên khải, lao tới phù tang hoàng thành, chất vấn tại sao bên cạnh Khương Phàm lại có thánh linh kim ô. Mà nói thẳng, từ tình huống khẩn trương Khương Phàm cùng con kim ô kia đến xem, Thái Uyên cực địa nghiêm trọng hoài nghi ở giữa Phù Tang thần cung và Khương Phàm tồn tại quan hệ bí mật. Hoàng đạo đến từ ngoại bộ công nhiên nghe hỏi, trực tiếp đẩy Phù Tang thần cung lên tình trạng cực kỳ bất lợi, nhất là sau khi bọn hắn vừa mới lấy được các loại tin đồn đến từ hạ giới. Chỉ trong vòng một tháng, từ xí thiên giới bôn tập phương Bắc, đồ sát tổ địa Thao Thiết, đến việc xí thiên giới vượt biển chặn đánh, cuốn đi lão tổ thánh hoàng, lại đến việc Khương Phàm xuất hiện ở hải vực, Phù Tang thần cung bị chất vấn, các tin tức liên tiếp xuất hiện giống như là cuồng phong gào thét, phân biệt từ Bắc Bộ, Nam Bộ, cùng Thiên Khải, quét sạch Thương Huyền, nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức khuếch tán càng lúc càng nhanh. Không chỉ có dân chúng bình thường bị tin tức chấn động đến đầu váng mắt hoa, ngay cả hoàng tộc hoàng đạo đều luống cuống tay chân. Ai cũng không nghĩ tới, Thương Huyền chỉ bình tĩnh vẻn vẹn nửa năm, lại đột nhiên lâm vào bên trong chiều cường oanh động như vậy. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác xấu hổ hoàn toàn sờ không được quy luật hành động của xí thiên giới và Khương Phàm, nhưng cũng triệt để kích phát lửa giận của tất cả hoàng tộc hoàng đạo. Ngày 12 tháng 9, cửu lê thần cung được thế giới mới nơi đó phản hồi. Sau khi Khương Phàm săn giết cự long đúng là liền biến mất, 1-2 tháng cũng không có xuất hiện. Cửu lê ma tộc lập tức phán định, Khương Phàm đã chạy đến hải vực, thậm chí đã bí mật bàn bạc cùng xí thiên giới. Nhưng ngày 16 tháng 9 hôm nay, trong tổ từ thái cổ thần miếu đột nhiên truyền ra tiếng hét thê lương. Sau khi Hạo Diệp vụng trộm rời khỏi, có trưởng lão đang mật thiết chú ý nguyên hỏa sinh mệnh của hắn ở lại tổ tư. Nhưng ở hôm nay, nguyên hỏa sinh mệnh đã dập tắt. Nói cách khác, Hạo Diệp đã chết. Chết ở đâu? Chết tại thế giới mới sao? Khương Phàm còn ở thế giới mới sao? Bọn hắn lập tức thông báo thiên khải chiến trường, mời lão tổ thánh hoàng trấn thủ ở nơi đó lập tức trở về. Vào cuối tháng 9, lão tổ thánh hoàng của thái cổ thần miếu đã trở về thần miếu, sau khi tìm hiểu tình huống, hắn tức giận trách phạt số lượng lớn trưởng lão, lập tức đích thân đến thế giới mới. Sau mấy ngày ngắn ngủi, cũng chính là vào đầu tháng 10, tin tức tại thế giới mới lần nữa truyền đến Tây Bộ Thương Huyền. Khương Phàm không hề rời khỏi thế giới mới, ngược lại còn săn giết miếu chủ thần miếu, Hạo Diệp. Bên cạnh Khương Phàm còn có Thiên Long cảnh giới Thánh Vương làm bạn. Cửu Lê thần cung vì phán đoán trước đó của mình mà ảo não không thôi, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, khuếch tán tin tức ra toàn Thương Huyền, Khương Phàm còn đang ở thế giới mới. Tất cả hoàng đạo lần lượt nhận được tin tức Thương Huyền đều lập tức oanh động, không có trải qua bất cứ lời hiệu triệu nào, cũng không có hội nghị lần nữa, mà là ăn ý triển khai hành động. Ngoại trừ cường giả tất yếu lưu lại tử thủ tổ địa, nghiêm phòng xí thiên giới tiến công ra thì các thánh hoàng, thần linh còn lại, toàn bộ đều hành động, chạy thẳng đến Thần Dụ Chi Hải.
Khương Phàm lại không hề rời khỏi, còn ở chỗ này tiếp tục làm càn, trình độ phách lối đơn giản là làm cho người ta giận sôi. Nhưng, Khương Phàm luân phiên khiêu chiến, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người ở trong đó tức giận, số lượng lớn cường giả cùng hoàng đạo tụ tập ở nơi đó cũng không có khả năng để Khương Phàm tùy tiện còn sống. Cho nên, bây giờ Khương Phàm hẳn là còn ở thế giới mới, đồng thời một thời gian rất dài đều sẽ bị vây ở bên trong đó. Chỉ cần bọn hắn có thể giết Khương Phàm, xí thiên giới sẽ như rắn mất đầu. Còn có chuyện càng quan trọng hơn, không phải xí thiên giới luôn yêu thích ẩn nấp sao? Nếu như bọn hắn toàn bộ cao điệu tiến lên, nhất định có thể bức bách xí thiên giới di chuyển đến thần vực chi hải. Đến lúc đó, bọn hắn đã có thể săn giết Khương Phàm, cũng có thể là chờ sau khi xí thiên giới giáng lâm mà đi lên vây bắt toàn diện. Yêu trùng hư không của thiên cực giới, võ giả không gian của đại quang mang thần điện cũng đều bí mật hành động, toàn bộ vung vào hư không tiến hành lùng bắt. Sau khi xí thiên giới nuốt lão tổ Thao Thiết Thánh Hoàng, khẳng định sẽ bỏ ra cái giá nghiêm trọng, nói không chừng liền có thể để lại dấu vết gì đó tại hư không. Mà các hoàng đạo thương huyền cao điệu hành động, cũng sẽ kích thích xí thiên giới xuôi nam. Cho nên, bây giờ đến trong hư không lùng bắt, vô cùng có khả năng phát hiện vết tích của xí thiên giới. Thương huyền đại lục lại lần nữa triệt để oanh động, hoàng đạo hành động quy mô lớn như thế thật sự là hiếm thấy. Đây hiển nhiên không chỉ còn là lùng bắt, mà là săn giết. Các hoàng đạo thương huyền không còn ở vào thế bị động tuyệt đối, thậm chí còn nắm giữ quyền chủ động nhất định. Lần này chỉ sợ Khương Phàm và xí thiên giới thật sự sẽ gặp nguy hiểm, bọn hắn còn có thể kiên trì nổi không? Số lượng lớn cường tộc đều nhao nhao khởi hành, muốn kịp thời đi đến thần dụ chi hải trước để tìm hiểu tình huống. Nếu như Khương Phàm chết thật, vậy thì cái nguy cơ thương huyền kia sẽ triệt để kết thúc. Nếu như dưới tình huống này lại còn để cho Khương Phàm chạy trốn, vậy thật sự là sỉ nhục của thương huyền. Mà trong trận hành động được toàn thương huyền chú ý này, duy chỉ có một phương bị ném bỏ, đó chính là Phù Tang Thần Cung. Bởi vì bị hoài nghi, bọn hắn đã bị cưỡng ép giao trách nhiệm ở lại đông bộ, nếu như phát hiện tự mình hành động, tuyệt đối không khinh suất tha thứ. Thế giới mới. Sau khi đám tán tu và các cường tộc lần lượt rút lui, thế giới mới đã trở nên quạnh quẽ, bên ngoài con đường hai nơi Nam Bắc lại tụ tập càng ngày càng nhiều cường tộc. Khương Phàm vừa vặn lợi dụng cơ hội bế quan tu dưỡng, vững chắc cảnh giới vừa mới đột phá, lĩnh hội thiên địa đại táng, cùng phối hợp giữa ba loại thật sâu. Bạch Tai và Đại Tặc thì ở trong Thông Thiên Tháp, lợi dụng đan dược điều trị khí huyết mệt mỏi, tư dưỡng linh hồn, tận hết khả năng tránh để lại tai họa ngầm. Đông Hoàng Như Ảnh sau khi hiểu được tình huống của Bạch Tai, tâm tình lại đặc biệt phức tạp. Thánh Vương, không thể nghi ngờ là thời kỳ cảnh giới mạnh nhất chấp trưởng hạ giới bình thường, càng là lực lượng thống soái chinh chiến thiên khải chiến trường, không thể tùy tiện chiến tử, nhưng Khương Phàm lại dùng sức một mình săn giết được hai người, lại còn đánh tan thiên kiêu bất bại như Kim Vô Song kia. Khương Phàm cường hãn, hiển nhiên vượt ra khỏi Thánh Vương trên ý nghĩa bình thường, thậm chí còn có thực lực ngạnh kháng Thánh Hoàng. Nhưng điều thật sự để tâm tình Đông Hoàng Như Ảnh phức tạp, không phải là chiến tích của Khương Phàm, mà là đến bây giờ nàng mới đột nhiên chính thức hiểu được. Nam tử này thật sự muốn huyết đồ thiên hạ, thật sự muốn đạp trên thi cốt mà lên trời chứng đạo. Nam tử này thật sự có phần năng lực kia, cũng thật sự có phần đảm phách kia, đồng thời thật sự đang làm lấy. Trước đó mặc dù nàng vẫn biết, nhưng giống như cũng không thật sự để ý. Mà bây giờ, nàng đã hiểu rõ. Nam tử này phải dùng giết chóc, đúc thành tuyệt thế hung danh cho hắn. Nam tử này phải dùng điên cuồng, chấn nhiếp quần hùng thiên hạ. Nam tử này, càng phải dùng thi hài trồng chất để hắn lên trời chi đạo, dùng máu tươi trải trúc thảm đỏ để lên trời. Đông Hoàng Như Ảnh đã hiểu rõ, nhưng lại mê mang. Nam tử này sẽ mang đến cho thương huyền cái gì, lại sẽ mang đến cho thế giới này cái gì. Nàng tiếp nhận truyền thừa đại đạo, gánh chịu lấy sứ mệnh thượng thương, nàng là muốn bảo vệ dân chúng, bảo vệ thế giới. Mà Khương Phàm bây giờ, không thể nghi ngờ là nhân tố không ổn định nguy hiểm nhất của thế giới này. Khương Phàm bế quan sau 10 ngày, một thanh âm trầm thấp từ trong hư không truyền tới. Ngươi đã là cảnh giới Thánh Vương, nên rời khỏi. Dựa theo cam đoan của ngươi khi đó, ngươi hẳn là nên xuất hiện tại hải vực, hấp dẫn hoàng đạo truy kích, xuất hiện tại thương huyền, gây nên chiến tranh, lại xuất hiện tại thiên khải, kiềm chế tinh lực hoàng đạo. Khương Phàm khôi phục từ bên trong minh tưởng, nhìn không gian nhộn nhạo phía trước. Xin hỏi giới chủ,
nếu có thần linh giáng lâm nơi này, thế giới mới có thể gánh vác được hay không? Thanh âm trong hư không bình tĩnh như thường. Năm ba thần linh, gánh vác được. Khương Phàm âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ nơi này thật sự có thần linh? Tài nguyên tại thế giới mới, nhất là thâm uyên hắc ám trống lên ngọn giới nguyên sơn kia, nếu như thật sự có thần linh tọa chấn, lại liên hợp hơn 10 vị thánh linh liên hợp khống chế, thật đúng là có thể chống cự 3 năm kẻ. Cũng không biết nơi này có yêu thú thánh hoàng cảnh không? Nếu như đều có thần, có lẽ thật sự là có, chỉ sợ còn không chỉ có một. Ta rời khỏi bây giờ, cam đoan dựa theo những gì ta đã nói, tận hết khả năng hấp dẫn lực chú ý. Trước lúc rời khỏi, ta có một thỉnh cầu. Khương Phàm dò hỏi. Cho ta vài con yêu thú. Đào Ngột, Thương Loan, Cự Côn, Thái Thản Cự Thú. Cái gì cũng đều được, ta không chọn. Hư không giống như là nổi lên tầng tầng sóng nước, nhưng không có chút ý tứ đáp lại. Yêu đồng ở bên trong đều âm thầm lắc đầu, đứa nhỏ này thật sự kiên nhẫn thật. Ta khẳng định sẽ đối đãi tốt với bọn chúng, sẽ bồi dưỡng thật tốt. Coi như là, làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Khương Phàm tiếp tục thỉnh cầu, kết quả trong hư không vẫn rất bình tĩnh. Đan Hoàng nhắc nhở. Được rồi, đồ chúng ta cuốn đi cũng không ít, đừng chọc giận nó. Ta cần tranh thủ, không được thì thôi. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, lại nói. Không biết các ngươi có nghe nói qua một loại vũ khí là Thương Hải Đồ hay không, nó có thể lật biển lộng chiều, có thể pháp lệnh đại dương mênh mông, là do Thượng Cổ Hải Thần tập kết năm bộ di cốt Côn Bằng rèn đúc thành. Thương Hải Đồ có uy lực tuyệt luân, từng được đẩy lên bảo tọa thần binh chí cao của hải vực, còn đã từng dẫn phát hải chiến khoáng thế, cuối cùng bị Liệp Thần Thương đánh xuyên. Mặc dù bị thương nặng, rơi xuống thần đàn, nhưng năm bộ di cốt Côn Bằng ở bên trong vẫn còn ở đó. Không dối gạt các ngươi, Thương Hải Đồ đang ở trên tay của ta. Khương Phàm nói xong, thoáng cảm nhận sóng không gian lan tràn qua, lại nói. Nếu như các ngươi đưa cho ta một con cự côn, ta nguyện ý giao Thương Hải Đồ cho nó, lãnh địa của ta là không gian ngũ hành thuần chính, nơi đó còn có hỗn độn nguyên lực. Nếu như ký kết khế ước cùng thiên hậu, cũng có thể kích phát huyết mạch. Năm bộ di cốt Côn Bằng, hỗn độn nguyên lực, cộng thêm khế ước kích phát huyết mạch. Ta cam đoan có thể bồi dưỡng cự côn thành côn bằng chân chính. Lòng Khương Phàm tràn đầy chờ mong, thiên bằng rất khó lột xác thành huyết mạch côn bằng, nhưng cự côn thật sự có hy vọng. Thủy Tổ Ngư, Côn Bằng, Huyền Vũ, từng là ba bên bá chủ sinh ra trừ khi Hải Dương mới bắt đầu xuất hiện, là chúa tể có được quyền lực tuyệt đối tại hải vực. Nếu như tương lai Khương Phàm phải đối đầu cùng Huyền Vũ yêu tộc, chỉ dựa vào Dương Biện cùng Lý Hoàng khẳng định không được, nếu như có thể có côn bằng tương trợ. Mới có thể có sức đánh một trận. Nếu như có thể bồi dưỡng được côn bằng, cũng có thể bằng vào huyết mạch, áp chế các loại bằng tộc như kim bằng, lôi bằng, thanh bằng cực kỳ uy hiếp tại thiên khải chiến trường kia. Ngươi là thật sự cam lòng sao? Đan Hoàng rung động, tiểu tử này tại vấn đề bồi dưỡng bộ hạ cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực. Tuy nhiên, cũng chỉ có bỏ sự bồi dưỡng được như thế này, mới có thể tạo ra càng nhiều cường giả chân chính, toàn diện bộc phát tại hậu kỳ. Triệt để rung động thiên khải, cũng trực diện trận nguy cơ khoáng thế kia. Trong hư không, yêu đồng liếc mắt nhìn giới chủ. Năm đó hắn đều lấy đi một quả trứng đằng xà từ nơi này trong giây lát, ngươi còn quan tâm một con cự côn. Huống chi, ngươi đã có côn bằng thánh hoàng. Mặt giới chủ đầy tà ác, ánh mắt cực giá lạnh. Đây không phải là chuyện quan tâm hay không quan tâm, mà là tiểu gia hỏa này mang đi quá nhiều đồ từ nơi này. Còn chưa bắt đầu hợp tác. Cũng không thấy chia sẻ cho thế giới mới bao nhiêu áp lực, vậy mà đã liên tiếp muốn cái này đến cái kia. Những thứ lấy trộm được kia còn chưa tính, lại còn ngang nhiên yêu cầu. Lần trước hắn đều dùng im lặng để từ chối, vậy mà tiểu tử này vẫn không từ bỏ. Yêu đồng lại nói, nhớ những gì ta nói lúc đầu không, thời gian hắn kiên trì càng lâu, đối với thế giới mới càng có lợi. Chờ Đan Hoàng tân sinh sống lại, tiềm lực của hắn càng mạnh hơn thế giới mới. Hôm nay ngươi tặng cho hắn, tương lai sẽ có hồi báo. Hừ hừ, ngươi thật sự coi hắn là sư đệ ngươi. Giới chủ hừ lạnh một tiếng, nhíu mày nhìn Khương Phàm ở phía ngoài. Khương Phàm đã đợi lại đợi, vẫn không được đáp lại, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Ta cáo từ trước, cầu chúc thế giới mới có thể chân chính đứng thế chân vạc tại hải vực, ta cũng chờ mong ngày có thể thật sự gặp mặt cùng giới chủ, có lẽ chúng ta còn sẽ có càng nhiều tiếng nói chung. Đúng vào lúc này,
trong hư không rốt cuộc cũng truyền đến đáp lại. Nếu như ngươi có thể trực tiếp rời khỏi từ phía nam, ta tặng ngươi một con cự côn bán thánh. Trực tiếp rời khỏi, ngươi sợ ta bại lộ không đủ triệt để. Khóe mắt Khương Phàm đều kéo ra, thật là hung ác, cường giả tụ tập ở bên ngoài khẳng định đang không ngừng gia tăng, cứ phách lối xông đi ra như vậy, không chỉ có gặp phải vây bắt, còn sẽ bị gắt gao tiếp cận. Dù sao những kẻ đó cũng là thế lực cấp bậc hoàng tộc và hoàng đạo, khó tránh khỏi có bí thuật truy tung, thậm chí có khả năng có các loại vũ khí nhanh chóng. Nếu như bị tập trung vào, chắn chắn sẽ bị kéo dài truy sát. Nhưng, cự côn, nếu như có thể kích phát huyết mạch côn bằng, thành tựu tương lai giữ gốc thánh vương, nếu như cơ duyên đến, thánh hoàng đều có thể, nếu như lại có cơ duyên, chỉ sợ còn có thể tiến thêm một bước. Thành giao. Khương Phàm quyết tâm, muốn. Đây không chỉ là muốn bồi dưỡng côn bằng, mà còn là muốn kích phát tiềm lực cho thiên hậu. Kim Hống, Đăng Xà, đó đã là hai huyết mạch cấp yêu tổ, còn có siêu cấp yêu thú như Luân Hồi Huyết Sư, Kim Bằng, Thôn Thiên Mãng, bây giờ lại có côn bằng tăng trì, thực lực cuối cùng của thiên hậu, sẽ mạnh hơn kiếp trước. Không lâu sau đó, hư không sụp đổ, hải triều chảy ngược xuống, một con cự côn dài đến vạn mét giống như một hòn đảo màu đen đập xuống, cái đầu to lớn đong đưa mãnh liệt, gào thét hùng hậu như thiên âm, rung động cả khung trời, để đại dương mênh mông để sôi trào. Hai cái vây cá to lớn giống như là cánh thịt, như là muốn phủ diêu lên trời. Khương Phàm nhìn mà phấn chấn, yêu vật như thế này tựa như là hải dương hóa thân, tại hải vực có được lực khống chế tuyệt đối, khu nơi nào ngây thơ lột xác thành côn bằng, chỉ sợ đều cần mượn nhờ thanh hỗn thiên linh bảo kia của Dương Biệt, mới có thể chống lại được. Theo ta về xí thiên giới, ta bảo đảm để cho ngươi biến đổi huyết mạch, hóa thành côn bằng. Cự côn phát ra tiếng gào thét hùng vĩ. Đang cáo biệt cùng tộc đàn. Sâu trong thế giới mới cũng truyền tới tiếng gào thét xa xôi, cáo biệt đáp lại nó. Khương Phàm bay lên không, rơi xuống trên lưng cự côn. Xin mời giới chủ theo giúp ta diễn một tuồng kịch, sau khi hoàn thành, ta tự sẽ rời khỏi. Tại vòng xoáy phía nam ngoài thế giới mới. Các cường tộc đến từ Thái Sơ Đại Lục và Hải vực Nam Bộ đều tụ tập tại nơi này. Ngoại trừ tăng lữ của Tu Di Sơn ra thì các cường tộc còn lại đều tổn thất nặng nề trong thế giới mới. Số người bị Khương Phàm giết chết còn ít, đa phần đều là chết bởi thú triều càn quét. Nhất là lúc bắt đầu cướp bóc bảo bối, cơ hồ đều bị cướp trở về. Trước khi đến thế giới mới, bọn hắn đều cao ngạo cho là thế giới mới không dám tổn thương bọn hắn giống như thôn vệ thần dụ chi hải lúc trước, dù sao phía sau bọn hắn cũng đều là hoàng tộc cường hãn, thậm chí là hoàng đạo thiên khải. Nếu như làm lớn chuyện, thế giới mới chắc chắn sẽ bị vây bắt toàn diện. Nhưng, đám thú triều kia của thế giới mới là không hề lo lắng, mạnh mẽ đâm tới chính là đổ sát và cưỡng chế phi pháp. Chẳng quản ngươi có thân phận gì, chẳng quản ngươi gào to cái gì, trong mắt bọn chúng họ đều giống như là con mồi. Trên thế giới hiện tại này, còn giống như không có xuất hiện qua như thế này một thế lực mới nào không nhìn đẳng cấp thế giới, tổn hại địa vị hoàng tộc. Ở trình độ nào đó mà nói, thế giới mới giống như nguy hiểm hơn so với Khương Phàm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường tộc của Thái Sơ Đại Lục và Nam Bộ Hải vực đến nơi này, bầu không khí báo thù đã bắt đầu tăng vọt, liền chờ người của đế tộc chạy đến hiệu triệu. Hôm nay, đội ngũ Thái Uyên cực địa đã đi đến ngoài vòng xoáy phía nam, để cho các phe sao động. Ba con hám hải thú to như ba ngọn núi màu đen, khống chế hải triều, giơ lên xúc tu nhìn thấy mà giật mình. Cố ý triển hiện khí tức cường hãn của bọn chúng. Mặt biển xung quanh đều chập trùng kịch liệt, nhấc lên những ngọn sóng lớn chồng chất. Trong hải vực mênh mông này, những hải thú khổng lồ mà cổ lão này thật sự là quá cường đại, cơ hồ có thể nghiền ép yêu thú cùng cường giả lục địa. Huống chi, con hám hải thú cầm đầu kia, chỉ là trồi một bộ phận lên mặt biển mà đã cao tới hơn 500 mét, toàn thân bò đầy minh văn quỷ dị, tản ra sát khí tà ác, xúc tu tráng kiện nhìn như mềm mại. Nhưng lại hiện ra ý lạnh như kim loại. Thánh vương. Hám hải thú, thánh vương cảnh. Đây không thể nghi ngờ là yêu vương chấn tộc của Thái Uyên cực địa. Lại nhìn gần trăm vị cường giả khoác áo bào đen đứng ở trên hám hải thú, bên trong còn có khí tức thánh vương. Thái Uyên cực địa đây là muốn làm gì, dốc hết toàn lực điều cường giả chấn thủ ở hạ giới sao, mặc kệ đoạn vết nứt vực sâu sinh tử lưỡng giới kia rồi. Dù sao Thái Uyên cực địa cũng là chủ nhân của thần khấp chi hải, đến thần dụ chi hải tìm kiếm tình huống vẫn được,
nhưng làm việc không kiêng nể gì như thế này thì thật có chút mạo phạm Thiên Kiếm Thần Tông. Ha ha, bây giờ ai còn quản mặt mũi của Thiên Kiếm Thần Tông? Ngươi nhìn Thiên Kiếm Thần Tông nơi đó có nói cái gì sao? Thái Uyên cực địa là có thần linh, mặc dù bây giờ không biết là sống hay chết, nhưng Thiên Kiếm Thần Tông ngay cả Thánh Hoàng đều không có. Thái Uyên cực địa danh xưng là sứ giả địa ngục, không gần như chỉ ở hải vực, mà tại Thiên Khải đều có hung danh cực mạnh, nghe nói còn có liên hệ cùng quỷ chủ địa ngục. Đám người kính sợ Thái Uyên cực địa, nhao nhao rút lui về phía sau, nhường ra mặt biển rộng lớn. Nhìn thấy Khương Phàm đi ra không? Trên lưng con hám hải thú ở phía trước kia có một nam tử hơi có vẻ cồng kềnh đứng đấy. Da thịt hắn tái nhợt, không nhìn thấy bất cứ huyết sắc gì, không có tóc không có lông mày, trần trùng trục hiện ra bạch quang, lại phủ thêm áo bào đen, nhìn có chút buồn cười, nhưng đôi mắt tinh hồng như máu kia để vốn hẳn nên buồn cười bộ dáng trở nên dữ tợn đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Hắn chính là tộc trưởng đương đại của Thái Uyên cực địa, Nam Cung Đấu Hồn. Một quái thai trong mẫu thai nhận tử khí địa ngục ăn mòn, lại ngoài ý muốn sống sót, lại còn thức tỉnh Linh Văn Thánh Vương. Hắn trưởng quản Thái Uyên cực địa đã gần đến 200 năm. Một vị cường giả đến từ thần khắp chi hải lập tức cung kính nghênh đón. Trong thế giới mới xuất hiện 4 vị Thánh Vương, mang theo thú triều càn quét 4 chỗ, bây giờ nên rút lui cơ bản đều đã rút lui, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có nhìn thấy Khương Phàm đi ra từ phía nam nơi này. Không biết tình huống phía bắc nơi đó như thế nào. Khương Phàm ở lại bên trong, không sợ bị thú triều vây bắt. Sắc mặt Nam Cung Minh âm trầm dọa người, hắn không chỉ suýt chết tại thế giới mới, còn hao tổn 2 vị thánh linh và 5 vị bán thánh, cùng với hám hải thú, sau khi trở lại trong tộc nhận đã bị tộc trưởng và tộc trưởng hám hải thú tức giận la mắng, trực tiếp lấy đi thân phận người kế vị của hắn. Bây giờ hắn thật sự là hận thấu Khương Phàm. Nam tử kia một mực cung kính nói. Một thời gian trước Khương Phàm đã đột phá cảnh giới, tiến vào Thánh Vương cảnh, liên sát điện chủ tiền nhiệm của Cửu Cực Thần Điện, Nhiếp Khuê Hùng và lão tổ Thánh Vương của Thiên Hoang Thần Cung, ân sát, còn suýt chút nữa chém giết phủ chủ của Hoàng Kim Thiên Phủ, Kim Vô Song, không chỉ có trấn nhiếp tất cả các đại cường tộc, cũng làm kinh đến thú triều. Bên cạnh Khương Phàm còn có một đầu cự ngạc có thể biến thân Thiên Long Thánh Vương, đã từng đã đánh bại Kim Vô Song. Bọn hắn một người một thú liên thủ, chỉ sợ có thể độc chiến 4 đầu Thánh Vương yêu thú đi. Cho nên, ta đoán đám yêu thú thế giới mới giống như không cần thiết trêu chọc hắn. Khương Phàm đến Thánh Vương rồi. Còn. Nam Cung Minh giật mình, lúc ấy hắn rời khỏi, Khương Phàm vẫn chỉ là chặt đầu cự long, vừa đi vừa về chỉ mới 3 tháng ngắn ngủi mà thôi, vậy mà lại phát sinh kịch biến như vậy. Các cường giả Thái Uyên cực địa đều nhíu mày, Nhiếp Khuê Hùng và ân sát đều đã chết. Ngay cả thiên kiêu bất bại Kim Vô Song của Thái Sơ đều thua. Trên đường tới đây bọn hắn chỉ là nghe nói Khương Phàm chém cự long, trong thế giới mới phát sinh thú triều, cũng không có nghe nói biến cố như vậy. Chẳng lẽ là vừa mới xảy ra gần đây? Trách không được những cường tộc này đều trốn ra ngoài, thì ra bên trong ngoại trừ thú triều, còn có một sát tinh càng đáng sợ hơn. Lại một cường giả khác của thần khắp chi hải tiến đến phía trước, cung kính nói. Cường giả tụ tập ở phía bắc so với nơi này càng nhiều hơn, nếu như Khương Phàm muốn rời khỏi, khẳng định là phải đi từ nơi này. Từ khi biến cố xảy ra cho đến bây giờ, đã qua hơn nửa tháng, ta đoán, rất có thể gần đây Khương Phàm sẽ liền muốn rời khỏi, nếu không tất cả cường tộc tới càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ ngăn chặn ở 2 con đường Nam Bắc, đến lúc đó hắn còn muốn chạy đều không chạy được. Tộc trưởng, chúng ta. Cường giả Thái Uyên nhìn về phía Nam Cung Đấu Hồn. Bọn hắn tập kết đội hình như vậy, chính là muốn dồn Khương Phàm vào chỗ chết, cũng tin tưởng có thể làm được. Nhưng Khương Phàm lại bước lên Thánh Vương, còn có thể tự tay chém giết 2 vị Thánh Vương. Chuyện này rõ ràng là đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của bọn hắn. Theo kế hoạch đã định, đôi mắt tinh hồng của Nam Cung Đấu Hồn lạnh lùng liếc nhìn thế lực Phật Môn ở xa xa, cũng liếc nhìn Cổ Vân Thiên của Thiên Kiếm Thần Tông, hắn khống chế hám hải thú đi tới phía trước nhất. Bọn hắn muốn làm gì? Nghênh chiến tên điên Khương Phàm kia sao? Ta không có hiểu rõ, Thái Uyên cực địa và Khương Phàm có thù sao? Tử Ngữ Yên, Mạc Giao và các cường giả khác đều hai mặt nhìn nhau, không phải người của thần khắp chi hải vừa mới giới thiệu cho Thái Uyên cực địa tình huống ở bên trong sao? Bọn hắn nghe không hiểu, hay là không có lĩnh hội được tính nguy hiểm của Khương Phàm bây giờ? Theo bọn hắn nghĩ,
người có thể vây bắt Khương Phàm, chỉ có thể là Thái Sơ đế tộc cùng Long tộc sắp đến. Thái Uyên cực địa giống như không cần thiết phải đi khinh thường. Ngay cả bọn người Dương Biện đều rất bất ngờ, đây là cố ý muốn hiển lộ rõ ràng thực lực sao? Nếu như khốn không được Khương Phàm thật có khả năng đổ sát bọn hắn. Đại Vương thầm nói, ta chợt phát hiện một vấn đề, những thiên tài cùng hoàng chủ của hoàng đạo nhân tộc kia đều là thiểu năng trí tuệ. Biết rõ Khương Phàm nguy hiểm, còn không muốn mạng khiêu khích hắn. Dương Hồng Liệt cười khổ nói, không thể nói như thế, các ngươi quanh năm bồi tiếp Khương Phàm, biết Khương Phàm cường hãn, bọn hắn không biết. Nhiều nhất là nghe được chút lời đồn, nhưng lời đồn thì luôn luôn khuếch đại, thiếu tính chân thực. Bọn hắn đều là bá chủ trong cương vực của riêng mình, chi phối sinh tử của vô số người, đối với linh văn, võ pháp của chính mình, bọn hắn càng là có tự tin cực lớn, cao ngạo phách lối đã đắm chìm ở trong lòng. Nhưng Khương Phàm là thần hoàng kiếp trước, lại còn là chủ nhân Thương Huyền, từ khi quật khởi đến bây giờ, huyên náo oanh oanh liệt liệt, bọn hắn không biết sao. Bọn hắn không có trải qua thời đại kia của Khương Phàm, cũng không có thật sự chứng kiến qua Khương Phàm chinh chiến kiếp này. Chỉ nghe nói mấy cái tin tức liền tự mình sợ mất mật rồi. Không thể nào, bọn hắn là hoàng đạo, cao ngạo là thiên tính của bọn hắn. Hoàng đạo nhân tộc đều là những kẻ ngu xuẩn cao ngạo tự phụ. Không nên nói như vậy, vẫn còn có chút có thể thấy rõ ràng tình thế. Làm sao, không thấy được. Ha ha, những kẻ ngươi có thể nhìn thấy, đương nhiên đều là chút không thấy rõ tình thế, đi ra gây sự. Còn những kẻ thật sự thấy rõ ràng hình thức, căn bản là sẽ không ra tới, càng sẽ không khiêu chiến Khương Phàm. À, giống như có chút đạo lý. Đại Vương quay đầu, kinh ngạc nhìn lão tiểu tử trên lưng. Sống lâu, chính là nhìn thấu. Bày trận. Mặc dù Nam Cung Đấu Hồn rất bất ngờ khi Khương Phàm có thể đột phá đến Thánh Vương, còn có Thiên Long Thánh Vương, nhưng bọn hắn đến đây đều là đã có chuẩn bị, có lòng tin chiến một trận cùng Khương Phàm. Nếu như tập kích có thể phát huy ra ưu thế, còn có thể trọng thương Khương Phàm. Chỉ cần có thể trọng thương Khương Phàm, xung quanh cường tộc khẳng định bổ nhào tới, đưa Khương Phàm vào chỗ chết. Tản ra, Nam Cung Minh đã hiểu tính toán của tộc trưởng, bọn hắn muốn là trọng thương, là kích thích, đến lúc đó nhất định có thể xuất động toàn thể cường giả tụ tập ở chỗ này. Gần trăm vị cường giả Thái Uyên thả người nhảy xuống khỏi hám hải thú, phân tán đến con đường ngoài vòng xoáy, trải rộng ra pháp trận tử vong tung hoành hơn 80 dặm. Nam Cung Minh, hai vị lão tổ thánh linh ở ba khu trận tâm, riêng mình tế lên ba tòa hắc tháp. Sáu vị bán thánh cùng 66 vị cường giả niết bàn cảnh, phân biệt ủng hộ ở xung quanh Nam Cung Minh và hai lão tổ thánh linh, vung lên áo bào đen, diễn biến ra hắc tháp tà ác, hiệp trợ bọn người Nam Cung Minh vững chắc pháp trận. Đội hình mãnh liệt như vậy, phối hợp với sát khí tử vong đặc biệt, cùng pháp trận đặc biệt, hoàn toàn có thể uy hiếp được cường giả thánh vương cảnh. Nhất là dưới tình huống tập kích. Ẩn. Nam Cung Minh ra lệnh, cơ thể bọn hắn dần dần nhạt đi, trở nên phiêu miểu mơ hồ, giấu kín đến trong bóng tối dưới đáy biển. Cần nhắc nhở Khương Phàm không? Dương Hồng Liệt rất rõ ràng tính nguy hiểm của Thái Uyên cực địa, nhất là pháp trận nơi đó, đều là pháp trận cực đoan cướp đoạt sinh cơ, tàn phá linh hồn. Bọn hắn còn uy hiếp không đến Khương Phàm, chờ xem đi. Dương Biện biết Thái Uyên cực địa nguy hiểm. Cũng biết nếu quả thật nếu Khương Phàm rời khỏi từ nơi này, khẳng định là sẽ chuẩn bị kỹ càng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày. Cường giả tụ tập ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, trong thế giới mới từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh. Chuyện này khiến người ở bên ngoài cũng bắt đầu nghị luận, Khương Phàm có thể cố ý ở lại bên trong, chờ thời điểm các tộc càng mạnh hơn liên hợp vây công thế giới mới mới có thể thừa dịp loạn đi ra hay không. Lại hoặc là... Khương Phàm đã chạy đi từ con đường phía Bắc. Dựa theo thời gian mà bọn hắn suy tính, nếu như Khương Phàm còn không đi ra, không chỉ có Thái Sơ đế tộc muốn tới, mà ngay cả Long tộc đều có thể muốn tới. Rốt cuộc, khi Thái Uyên cực địa ẩn núp ngày thứ bảy, trong thế giới mới an tĩnh đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Xuyên qua bình chướng chỗ cao, mơ hồ có thể nhìn thấy có mảnh thủy triều mãnh liệt đang dán lấy khung trời mà lao nhanh, thanh thế cực kỳ to lớn. Hải triều. Hẳn không phải là Khương Phàm đấy chứ. Chẳng lẽ còn có cường tộc hải vực ở lại bên trong, đến bây giờ mới ra ngoài. Có thể sống đến bây giờ, không đơn giản nhỉ. Hải triều cuộn trào mãnh liệt, gần sát đến bình chướng trên khung trời kéo thẳng đến con đường vòng xoáy phía nam.
Ầm ầm. Thủy triều va chạm mãnh liệt, vòng xoáy chấn động đến bình chướng đều kịch liệt rung chuyển, mặt biển phía ngoài đều nổi lên gợn sóng, chiều cường mãnh liệt kéo về phía trước. Giống. Một cái đầu màu đen to lớn xô ra vòng xoáy trước nhất, mãnh liệt đong đưa thân thể, hiện ra toàn bộ diện mạo, dài đến vạn mét, giống như là một hòn đảo màu đen, cưỡng bức nện vào bên trong tầm mắt của bọn hắn, mang đến đả kích cường liệt. Cự côn. Số lượng lớn cường giả kinh sợ lui mấy bước, theo bản năng cho là con cự côn cảnh giới thánh vương kia, cũng khẩn trương nhìn đến bên trong thủy triều không phải có cường hãn mãnh thú khác đi theo. Nhưng, bọn hắn rất nhanh đã phát hiện khí thức cự côn giống như đều chưa tới thánh linh, trên lưng cũng không có mãnh thú, ngược lại là một nam tử thân hình thẳng tắp đứng đấy. Khương Phàm. Rất nhiều người lại lần nữa sửng sốt một chút, nhìn đến hoa mắt rồi sao? Làm sao Khương Phàm cưỡi một đầu cự côn lao ra ngoài? Các vị còn chưa đi sao? Ha ha, vừa hay nhìn tọa kỵ ta vừa bắt thế nào? Khương Phàm cởi mở cười, tiếng cười quanh quẩn trong đại dương mênh mông rộng lớn. Bạch Tai đứng ở phía sau hắn, diễn biến ra từng sợi xiềng xích bạch cốt to lớn đâm vào cự côn trong thân thể, buộc hài cốt nó lại, cưỡng ép thao túng. Cự côn mãnh liệt đong đưa, đau đớn gào thét, nhìn mười phần thê thảm. Đương nhiên, đây là đang diễn kịch. Khương Phàm hàng phục một cự côn. Đây là cự côn cảnh giới bán thánh sao? Trong thế giới mới lại còn cất giấu càng nhiều cự côn. Trách không được tên điên này lại kéo tới bây giờ mới ra ngoài, thì ra là đi trộm cự côn, gan thật lớn. Cự côn, trực hệ huyết mạch gần côn bằng nhất. Quần hùng bạo động, ai cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại kéo lấy một con cự côn hơn vạn mét vọt ra ngoài. Đôi mắt đẹp của Tử Ngữ Yên Sinh Huy, nhìn nam tử phách lối kia, trong lòng lần nữa nổi lên cảm giác khác thường. Nàng sinh ra ở Tổ Sơn, lớn lên ở Tổ Sơn, đều là tiếp xúc những nam tử ôn tồn lễ độ, và tăng lữ trang nghiêm túc mục, còn chưa từng thấy nam tử nào điên cuồng đến từ trong lòng như thế này, thật giống như. Giống như, lần đầu tiên nhìn thấy nam tử chân chính. Song, thất sủng. Đại vương khóc không ra nước mắt. Cự côn, bá chủ hải vực, huyết mạch cường hãn hoàn toàn có thể chống lại nó. Mấy tháng kia hỏa lực không ngớt, chẳng lẽ vận khí đều phun không còn nữa. Nghiệp chướng. Khương Phàm cố ý ngay trước mặt mọi người kéo Bạch Tai cùng cự côn vào trong thông thiên tháp, sau đó đối mặt với con hám hải thú ở nguy nga to lớn ngay phía trước kia. Thái Uyên cực địa, ta không có tìm các ngươi, vậy mà các ngươi lại chủ động tới. Viên thịt phía trên cái kia, ngươi là. Viên thịt. Toàn trường an tĩnh, vô số người đồng loạt nhìn về phía Nam Cung đấu hồn. Trước đó thật không có nghĩ đến chỗ nào, cũng là không dám nghĩ lung tung, chỉ có kính sợ, nhưng Khương Phàm thình lình một cuống họng, bọn hắn hoảng hốt, suýt chút đã nữa phun ra ngoài. Phần Thiên Thần Hoàng, hân hạnh, tại hạ Nam Cung đấu hồn. Lần đầu gặp mặt, chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Giọng của Nam Cung đấu hồn vừa mới rơi xuống, mặt biển xung quanh con đường vòng xoáy đột nhiên nổi lên gợn sóng. Bọn người Nam Cung Minh ẩn nấp dưới đáy biển toàn bộ đều hiện ra, pháp trận giết chóc bỗng nhiên thành hình. Thoáng chốc, hắc ám tuôn ra, tử khí cuồn cuộn, pháp trận chật ních khắp 80 dặm, che mất Khương Phàm. Khương Phàm, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Nam Cung Minh và ba vị thánh linh cao giọng quát đến chói tai, liên thủ thôi động 9 tòa hắc tháp. Hắc tháp giống như là Xâm La Điện đột nhiên xô ra khỏi địa ngục, âm trầm tà ác, tử khí vần quanh. Đánh ra những sợi xiềng xích giá lạnh, hoành hành trong hắc ám, quấn chặt lấy Khương Phàm. Khương Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị xiềng xích quấn quanh. Sinh cơ thịnh vượng trong cơ thể lập tức bị xâm nhập, giống như là bị cự thú chín đầu cắn lấy, điên cuồng hấp thu khí tức sinh mệnh, thậm chí là hồn khí. 9 tòa hắc tháp này đều là quỷ khí chấn tộc của Thái Uyên cực địa, cũng là vũ khí cường hãn liên hợp chấn ngục huyết tháp chấn thủ U Minh. 9 sợi xiềng xích như là tử vong pháp tắc đến từ U Minh địa ngục, có thể thẩm phán sinh tử của người khác. Khương Phàm điên cuồng giãy giụa, lại bị gắt gao vây khốn, thân thể điêu luyện nhanh chóng gầy gò nhanh đến mức mà mắt thường cũng có thể thấy được, tinh khí thần càng là nhanh chóng uể oải, ngay cả linh hồn chu tước đều như là bị xiềng xích cầm giữ. Khương Phàm, thời điểm ngươi sát hại tộc nhân Thái Uyên ta, có từng nghĩ tới ngày hôm nay? Nam Cung đấu hồn thấy Khương Phàm đã bị khốn trụ. Sát ý tăng vọt, ra tay vô tình, tự mình tế khởi chấn ngục huyết tháp lay động mãnh liệt, khí thế cuồng bạo không gì sánh được, bộc phát ra hàng vạn tia sáng tử vong, tràn ngập khí tức nguyền rủa, khí tức âm hiểm,
như vạn mũi tên cùng bắn, toàn bộ đều đánh về phía Khương Phàm. Toàn trường kinh hô, cho dù là đã có chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới sau khi Thái Uyên cực địa đi lên lại dữ dội như vậy, thật sự đã khốn trụ được Khương Phàm. Không hổ là sứ giả địa ngục, năng lượng tà ác như thế này thật không phải là ai cũng đều có thể chống cự. Khương Phàm đau đớn tức giận gào thét, phần thiên diệt thế viêm như dòng lũ mở cống, mãnh liệt lao ra, đốt cháy tử khí, xua tan hắc ám, khuấy động nhiệt độ kinh khủng quét sạch pháp trận tử vong. Nhưng, pháp trận tử vong vô cùng vững chắc, lại gánh vác được đòn phản kích điên cuồng này của Khương Phàm. Trong pháp trận, tất cả cường giả áo mặc bào đen đều đang điên cuồng ra sức, hai chữ Thái Uyên ở phía trên đều giống như trái tim đang bành trướng nhảy lên. Giờ khắc này bọn hắn tương đương với việc hoàn toàn tế hiến mình tặng cho Nam Cung Minh và ba vị thánh linh, bọn người Nam Cung Minh thì tế hiến mình cho 9 tòa tháp đen. 9 tòa tháp đen đều bị kích phát ra uy lực và năng lượng cực mạnh. Chỉ cần những ngọn tháp đen không bị phá, pháp trận vững như bàn thạch, tất cả mọi người ở bên trong đều sẽ bình yên vô sự. Hắc tháp chấn áp thô bạo, tử khí sôi trào cuồn cuộn, cung cấp vật dẫn cho ánh sáng tử vong mà chấn ngục huyết tháp thả ra hoành hành. Hơn một nửa đều xuyên qua liệt diễm sôi trào, bạo kích ở trên thân Khương Phàm. Khương Phàm giống như là bị vạn tiễn xuyên thân, suýt chút nữa liền muốn chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này, nhất là linh hồn đau nhói, để toàn thân hắn co rút. Chấn, chấn, chấn chấn chấn. Nam Cung Minh điên cuồng gào thét, nhất định phải vây khốn Khương Phàm. 9 tòa tháp đen như là 9 tòa địa ngục xâm la điện, lay động mãnh liệt, quy mô tăng vọt. Bọn người Nam Cung Minh thất khiếu rớm máu, đau đớn không chịu nổi, nhưng những ngọn tháp lại tăng vọt uy thế, 9 sợi xiềng xích kia giống như là muốn biến thành thẩm phán pháp tắc chân thực, khó mà chặt đứt, không thể tránh thoát, muốn triệt để lấy mệnh Khương Phàm. Cùng lúc đó, tử khí trong pháp trận tử vong cuồn cuộn kịch liệt, dập tắt liên miên liệt diễm, muốn một lần nữa thôn vệ Khương Phàm. Khương Phàm, ngươi không nên trêu chọc Thái Uyên cực địa chúng ta. Nam Cung Đấu Hồn tự mình thôi động chấn ngục huyết tháp, tỉnh lại quỷ chủ ngủ say ở bên trong. Chấn ngục huyết tháp lao đi, xung quanh bắn ra huyết quang quỷ dị, bên trong huyết quang như ẩn như hiện các loại luyện ngục, cung điện, huyết trì, cốt sơn, như là chiếu ảnh từ địa ngục, mang đến cảm giác kinh dị áp bách. Ầm ầm tiếng vang, hai cái móng vuốt màu đen khô quắt vọt ra, khí tức tử vong kinh khủng bao quanh, như là một kích liền có thể đánh vỡ nát huyết nhục, nghiền nát linh hồn. Khi mà tất cả mọi người đang cho rằng Khương Phàm sẽ bị nguy hiểm, Khương Phàm đột nhiên ngừng kêu thảm lại, trên khuôn mặt tái nhợt lại nhe răng ra cười. Viên thịt, người còn kém một chút. Bành, bành bành bành. Trái tim Khương Phàm bành trướng nhảy lên, ba bản thân xếp bằng ở bên trong cường thế thức tỉnh. Mỗi bản thân đều là lắng đọng xuống vào thời điểm đột phá cảnh giới, theo cảnh giới hậu kỳ trưởng thành mà không ngừng mạnh lên, tương đương với phân thân của Khương Phàm, huyết khí, hồn khí các loại. Đều cực kỳ bành trướng. Khi ba bản thân toàn bộ được phóng thích, huyết khí cùng hồn khí mãnh liệt đến kinh khủng đều xô ra khỏi trái tim, tuôn ra toàn thân. Cơ thể khô quắt nhanh chóng phồng lên, thậm chí giống như là muốn nổ tung. Sinh cơ đã biến mất nhanh chóng khôi phục, mà còn thịnh vượng đến cực hạn. Ầm ầm, phần thiên diệt thế viêm lại lần nữa sôi trào, giống như hàng vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, chấn động thiên hải, lay động pháp trận. Cường quang chiếu xa vạn trượng, xua tan hắc ám, nhiệt độ cao kinh khủng, phần diệt sát khí. Trong liệt diễm cuồn cuộn liên tiếp hiện ra các loại mãnh thú cường hãn như hùng sư, mãnh hổ, voi lớn, linh viên, thậm chí là phượng hoàng, kim bằng. 80 dặm pháp trận trong nháy mắt đã bị liệt diễm tràn ngập, bị thú triều lấp đầy. Trong liệt diễm, chu tước thành hình, tất cả thú triều toàn diện bạo tẩu, cuồng kích 4 phương 8 hướng, chấn động thiên hải. Đánh thẳng vào 9 tòa tháp đen. Những tòa tháp nguy nga lắc lư kịch liệt, chấn động đến Nam Cung Minh và ba vị thánh linh bị thương đến đổ máu. Không chờ bọn hắn gào thét kiên trì, những tòa tháp đã lập tức bay lên, làm vỡ nát pháp trận. Bọn hắn có 3 vị thánh linh, còn có 6 vị bán thánh, đều kêu thảm bay ra ngoài, về phần hơn 60 vị cường giả niết bàn cảnh kia, chết bất đắc kỳ ngay tại chỗ tử hơn phân nửa. Trong ý thức, Khương Phàm phóng thích thú triều. Đồng thời còn mượn nhờ huyết khí sôi trào, trùng kích huyết mạch chu tước, giơ lên móng vuốt cuồn cuộn liệt diễm nghênh kích tử khí lạnh thấu xương từ vuốt quỷ. Keng! Giống như thần binh giao kích, sóng âm ninh tai nhức óc, nương theo sinh tử ba động, khuấy động đại dương mênh mông. Hai cái vuốt quỷ run rẩy kịch liệt,
rút về Trấn Ngục Huyết Tháp. Khương Phàm run rẩy cánh tay, cũng bị đẩy lui hơn 10 dặm. Nam Cung Đấu Hồn hơi biến đổi sắc mặt, Khương Phàm đây là thế nào? Đây là khí tức gì? So với hắn vững chắc tại cảnh giới Thánh Vương 200 năm đây còn hùng hậu hơn. Khương Phàm mãnh liệt ổn định, một tiếng quát chói tai, ném Long Cốt Cự Ngạc từ trong Thông Thiên Tháp ra. Cuốn lấy viên thịt kia cho ta. Viên thịt, ngươi nhìn cho kỹ, nhìn ta đổ sát toàn tộc ngươi như thế nào. Giống. Toàn thân đại tặc bộc phát mê quang bảy màu, phía sau lưng kịch liệt nhúc nhích, chấn mở hai cánh, cơ thể to béo nhanh chóng diễn biến, hóa thân thành thiên long chân chính. Tiếng long ngâm vang vọng, thanh triều bạo động, giống như là sóng cả, lúc này liền đẩy lui Trấn Ngục Huyết Tháp ở trên không trung. Hám hải thú, bảo vệ bọn hắn rút lui về sau. Nam Cung Đấu Hồn kinh mà chưa loạn, tự mình bay lên không, khống chế Trấn Ngục Huyết Tháp đánh ra ba thanh huyết kiếm. Huyết kiếm rỉ máu, thê diễm quỷ bí, phát ra tiếng ô ô kinh dị, như là ác quỷ địa ngục đang gầm thét, bạo phát đi ra huyết quang, càng là nhuộm đỏ mảnh thiên hải này, tràn ngập gió tanh mưa máu. Đây là quỷ kiếm tử vong trong Trấn Ngục Huyết Tháp, có thể chặt đứt sinh cơ, gạt bỏ linh hồn. Ngày trước, Nam Cung Minh chỉ có thể thôi động một thanh, bây giờ Nam Cung Đấu Hồn đã trực tiếp thôi động được ba thanh. Bọn chúng nhanh như thiểm điện, kéo lấy huyết khí, quỷ ngữ vô tận, vô tình chém về phía đại tặc. Đại tặc trực tiếp tế lên 18 mảnh huyết vảy thiên long, bộc phát ra đại thế bát hoang khủng bố quét ngang qua, như là 18 con thiên long bay vọt lên không, long uy cuồn cuộn mà cường hãn, cùng một chỗ vỗ cánh bay cao. Thương thương thương, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc như xuyên kim liệt thạch, 18 con thiên long cuồng mãnh vô địch, vô tình đánh bay huyết kiếm, tiếp đó lại đánh về phía Trấn Ngục Huyết Tháp. Trấn Ngục Huyết Tháp lắc lư kịch liệt, toát ra mấy vết nứt, lộ ra tử khí vô tận. Đại tặc theo sát giết tới, long văn trên trán giống như đang sống lại, quay quanh chui ra một cái sừng thiên long, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, một loại chiến ý vô địch đánh rách tả tơi thiên vũ bộc phát, càn khôn cấm cố, không gian sụp đổ, một mảnh ánh sáng hồng mông đại biểu cho sinh cơ vô hạn, đánh về phía loại tà vật địa ngục như Trấn Ngục Huyết Tháp đây. Bang! Âm thanh giòn vang, địa ngục huyết tháp lại bị xuyên qua, để lại vết thương không thể xóa nhòa. Trực tiếp chính là thế công mạnh nhất. Áp chế bá đạo. Nam Cung Đấu Hồn bỗng nhiên biến sắc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đó là Trấn Ngục Huyết Tháp, là trọng khí chấn áp vết nứt từ vực sâu sinh tử dưới địa tầng, chịu qua tử khí vô tận tại địa ngục rèn luyện, há có thể bị tổn thương. Đại tặc dương cánh, long khiếu thiên vũ, nguồn gốc từ uy lực huyết mạch long quỷ tại thời khắc này ầm vang bộc phát, sóng lớn vô biên trên thiên hải mênh mông. Long khí vô tận cuồng kéo tám phương. Một loại uy lực vô thượng vạn thú thần phục, chư thần bại vong, tràn ngập đất trời đè ép xuống. Đây là thiên long bí thuật, chỉ có thiên long chân chính mới có thể thi triển, mà còn có thể áp chế chống lại loại huyết mạch cự long kia. Không chỉ có thể trấn áp vạn thú, càng có thể uy lẫm thần ma. Nam Cung Đấu Hồn nhận lấy áp bách đột nhiên xuất hiện, cơ thể to béo đều ầm vang rơi xuống, từ trong ra ngoài như là muốn nứt ra. Ngay sau đó, đại tặc phát động cường quang bảy màu va chạm kịch liệt, nghịch loạn phương thiên hải này, như là muốn táng diệt càn khôn, vạn vật quay về lại hỗn độn. Tất cả mọi thứ ở trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé yếu ớt, không chịu nổi một kích. Quần hùng hồi hộp, cho dù bọn hắn đều biết con thiên long này đáng sợ, nhưng vẫn không chịu nổi loại thế công cường hãn vượt qua hiểu này. Về phần những kẻ vừa mới đến kia còn không có thực sự thấy được thực lực thiên long thì quá sợ hãi. Uy lực và năng lượng như thế đơn giản là đã vượt qua phạm vi hiểu biết, trách không được có thể đối kháng chính diện với Kim Vô Song. Nam Cung Đấu Hồn đột nhiên gầm thét, cơ thể to béo nhanh chóng khô quắt, giống như tự mình đang ăn chính mình, cảnh giới tăng vọt, thực lực tăng hơn nhiều, hai mắt lưu chuyển huyết quang, giống như là hai con sông máu dưới u minh, bên trong có vong hồn đang rít gào, hài cốt chìm nổi. Nương theo tiếng vang ầm ầm, hai con mắt quét ra hai cái cột sáng tĩnh mịch. Mở ra màn trời, sát ý ngập trời, chỉ là loại sát cơ kia tựa như là có thể làm cho các cường giả trong vòng trăm dặm đều vỡ nát huyết nhục, nếu như bị huyết quang quét chúng, đều có thể nghĩ sẽ là hậu quả gì. Đại tặc mãnh liệt nhấc cơ thể to béo lên, càn khôn bị giam cầm ầm vang vỡ nát, mỗi ngày triệt để lâm vào hỗn loạn. Mắt thấy huyết quang phải quét đến trên người nó cũng đã xuất hiện vặn vẹo, dịch ra tổn thương chí mạng. Nam Cung Đấu Hồn trực tiếp dung hợp Trấn Ngục Huyết Tháp. Như là hóa thân của quỷ chủ địa ngục, thực lực lần nữa tăng vọt,
hắn phóng lên tận trời, trực tiếp lao thẳng đến đại tặc. Hắn là quái vật tại thần khắp chi hải mà người người kiêng kỵ. Hắn là người càng là quỷ, khiến cho quần hùng thiên khải kiêng kỵ. Chẳng quản ngươi là cự ngạc hay thiên long gì, ở trước mặt hắn đều không đáng chú ý. Ngay lúc thiên long cùng Nam Cung đấu hồn oanh oanh liệt liệt giết tới nhau, Khương Phàm đã hoành hành trong thiên hải, đuổi giết Nam Cung Minh. Tin tức liên quan tới Kim Ô, hẳn là tiểu tử này đã thay hắn chuyển ra ngoài, giữ lại là kẻ gây họa, nhất định phải xử tử. Rút lui, mau bỏ đi. Nam Cung Minh sau khi chật vật ổn định, quả quyết kêu gọi các tộc nhân rút lui. Lúc trước hắn săn giết trọng thương Khương Phàm đều không có thành công, huống chi là Khương Phàm bây giờ. Vốn cho rằng có thể bằng vào pháp trận tập kích, nhất cử trọng thương Khương Phàm, không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể tùy tiện thoát khốn, bây giờ cũng không thể tiếp tục để ý mặt mũi, giữ mệnh quan trọng hơn. Giống, ba con hám hải thú nhấc lên xúc tu, nhấc lên trăm ngàn con sóng lớn, điên cuồng xung kích về đằng trước, muốn nghênh đón bọn người Nam Cung Minh. Nhanh nhanh nhanh, Nam Cung Minh lo lắng gào thét, sợ hãi và khẩn trương trước đó chưa từng có. Hắn điên cuồng phóng thích ra năng lượng, thúc đẩy tốc độ sinh trưởng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hám hải thú thánh vương cảnh đang tới gần. Hám hải thú thánh vương cảnh xông lên phía trước nhất, tám cái xúc tu vũ động cuồng dã, mỗi cái đều dài đến 200-300 mét, tráng kiện giống như là sơn lĩnh. Phía trên có lít nha lít nhít giác hút đang thao túng nguyên lực cường đại từ đại dương, bộc phát toàn diện có thể lật tung trăm dặm đại dương. Nó không có trực tiếp nghênh đón Nam Cung Minh, mà muốn chặn Khương Phàm lại. Con mắt to lớn gắt gao nhìn chằm chằm mảnh liệt diễm đang hoành hành tới từ phương xa kia, xúc tu liên tiếp cuồng kích, huy động ba động hùng hậu, chấn động lên ngàn con sóng lớn, tạo khó khăn cho Khương Phàm, chỉ hoãn tốc độ bôn tập. Ngay cả các cường giả vây xem ở nơi xa đều tiếp cận nơi này, đều thay Nam Cung Minh lau vệt mồ hôi. Rầm rầm rầm. Khương Phàm hoành hành trên thiên hải, liệt diễm cuồn cuộn liên tiếp phá tan hải chiều ngăn trở, mặc dù tốc độ bị kiềm chế nhưng vẫn rất nhanh. Khoảng cách hơn trăm dặm trong mắt đã sắp giết tới. Nam Cung Minh giữ tợn gào thét, tốc độ tiếp tục tăng vọt. Rốt cuộc, trước khi Khương Phàm đuổi giết tới, hắn đã cùng hám hải thú gặp nhau. Sáu cái xúc tu của hám hải thú tiếp tục đánh gãy hải triều, hai cái xúc tu khác thì thành công tiếp được Nam Cung Minh, muốn đưa tới trong miệng mình. Nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, sâu trong đáy biển đột nhiên hiện lên trận trận ánh sáng màu đỏ hồng. Dùng tốc độ khó mà tin nổi mà tới gần. Là Khương Phàm. Khương Phàm chân thân. Kẻ đang bắn vọt ở nơi xa chính là Thủy Tổ phân thân, là lúc hắn la lên đưa đại tặc đi ra, cố ý phóng thích liệt diễm làm hỗ trợ, diễn biến ra. Thủy Tổ phân thân cuồng sông ở giữa thiên hải, hấp dẫn lực chú ý, chân thân thì diễn biến lăng thiên thuật tại đáy biển, tới gần hám hải thú. Ầm ầm. Khương Phàm đánh nổ tung mặt biển, phóng lên tận trời. Quá đột nhiên, Nam Cung Minh cùng hám hải thú khẩn trương cao độ đều để tất cả lực chú ý ở nơi xa, hoàn toàn không có chú ý tới vấn đề ở phía dưới. Khương Phàm thế như kinh lôi, bay lên không vài trăm mét, ngay trước mặt hám hải thú, nâng một chân đánh về phía đầu Nam Cung Minh. Nam Cung Minh kinh hồn né tránh, nhưng vẫn chậm mấy phần, xương sọ bị Khương Phàm đá một cái bay ra ngoài, lực trùng kích to lớn quét sạch toàn thân. Nam Cung Minh đang bắn bay đi lập tức mất khống chế ngay tại chỗ, ngửa mặt bay ra ngoài. Hải triều lại lần nữa cuồn cuộn mãnh liệt, bạch tai bị Khương Phàm kéo lấy xông tới cũng hành động tại thời khắc này, một phát bắt được mắt cá chân Nam Cung Minh, mình mông cốt khí khuấy động lên toàn thân. Nam Cung Minh đang muốn phản kích, xương cốt toàn thân lại bất chợt giống như lọt vào nghiền ép, từng tấc xương thốn liệt, đau đớn to lớn để hắn kêu gào thảm thiết. Bạch tai bỗng nhiên chìm xuống. Kéo lấy Nam Cung Minh vọt tới đáy biển, không có trực tiếp đánh giết, mà cố ý kéo lấy hắn hoành hành bốn chỗ, dẫn dắt các cường giả Thái Uyên rời khỏi, dọn đường cho Khương Phàm săn giết cự thú Thánh Vương. Sau khi Khương Phàm đá bay Nam Cung Minh, hắn cũng không có nửa khắc chần chờ nào, quay người lao xuống đuổi giết hám hải thú. Huyết mạch sôi trào, năng lượng bạo động, móng vuốt chu tước tỏa cường quang vạn trượng, giống như là mặt trời chói mắt, lấy đọ chư thiên thuật, lấy uy lực xé rách hùng chủ. Hiện ra chu tước bác thiên thuật. Hám hải thú kinh hồn, không kịp né tránh hay phản kích, nhưng, đường vân toàn thân đã nhanh chóng dâng lên cường quang. Trong chớp mắt, nó như giao hòa cùng đại dương mênh mông, mượn tới đại thế hùng hồn nặng nề của đại dương, tại lúc Khương Phàm giết tới trong chốc lát,
một loại ba động khủng bố đến hít thở không thông theo toàn thân nó bộc phát, khuấy động thiên hải, uy lực và năng lượng kịch liệt giống như là ngàn vạn con sóng lớn đang cuồng kích cùng lúc. Khương Phàm suýt chút nữa đã bị cuồng bạo đánh bay ra ngoài, không gian xung quanh đều nổi lên sóng cả, nhưng thực lực Chu Tước truyền thừa bộc phát gấp 3 lần không thể nghi ngờ là đỉnh cấp truyền thừa trên thế gian, cùng với tấn công đã hiện ra đến cực hạn. Toàn thân Khương Phàm tuôn ra liệt diễm, gương mặt dữ tợn, móng vuốt Chu Tước cường thế đánh ra ba động khủng bố, hắn nhanh chóng lao xuống, cuồng dã xuyên qua cái đầu to lớn của hám hải thú. Thân thể nguy nga vài trăm mét của hám hải thú lắc lư, ba động toàn thân trong nháy mắt đã bị dập tắt. Khương Phàm phóng lên tận trời, phát động liệt diễm, diễn biến ra hàng vạn sợi hỏa vũ, tràn ngập đất trời oanh kích hám hải thú. Hỏa vũ sắc bén, liệt diễm ù ù, giống như là lợi kiếm chân thực, che mất hám hải thú. Hám hải thú đong đưa cơ thể, hét lớn rung trời, toàn thân lần nữa phóng thích gợn sóng, chặn đánh hỏa vũ trùng kích. Tám cái xúc tu mãnh liệt đong đưa, nhấc lên sóng cả. Nó không chỉ có hình thể to lớn, mà thế công càng như lật đổ biển cả. Phạm vi mặt biển trong vài trăm dặm đều giống như lâm vào cuồng phong bạo vũ, sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt, thanh thế khủng bố. Số lượng lớn cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị cuốn vào vòng xoáy, các cường tộc còn lại thì kinh hồn lui lại, thoát khỏi chiến trường nơi đây. Khương Phàm ngạnh kháng thế công cuồng bạo, liên tục phóng thích liệt diễm, cuồng kích hám hải thú. Thủy tổ phân thân đường đi vòng đánh vỡ nát hai hám hải thú cảnh giới thánh linh kia, sau đó cũng theo sát xuất hiện ở không trung, nhấc lên liệt diễm, diễn biến ra hỏa vũ thao thao bất tuyệt, phối hợp với Khương Phàm kéo dài oanh kích hám hải thú. Một trận thiên hỏa cùng hải triều dã man đối kháng cứ như vậy mà ầm vang trình diễn, tiếng thủy hỏa giao hỏa oanh minh kịch liệt vang vọng khắp thiên hải, sương trắng mênh mông bát ngát lan tràn ra khắp nơi.